Làm thịt, ngươi nói là Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, liền hai người chúng ta. Duẫn Liệt môi quất sút ra, không biết nên như thế nào lúc này mình là một tâm tình gì. Phệ Nguyệt Cổ Thiềm như vậy lợi hại, mạnh như vậy, cho dù là hiện đã bị thương, coi như bằng hai người bọn họ, thật có thể được không? Nói thật, trải qua trước trận chiến ấy, đối với quái vật này, hắn là thật có chút chột dạ. Có ta ở đây, Mạc bận bịu, Trần Phi ngược lại là rất có tự tin, tay một vung, một đoàn hừng hực thiêu đốt xà tâm địa linh diễm trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn lửa tản ra hừng hực nhiệt độ cao, rất đáng sợ. Đừng quên mới vừa rồi nó chạy trốn lúc thảm dạng kia. Như tên này thời kỳ tột cùng, ta nhất định là có xa lắm không lượn quanh bao xa, nhưng bây giờ. Ha ha, vậy cũng nói không nhất định. Trần Phi vừa nói, một bên lòng đưa ngang một cái, trực tiếp là đem vậy xà tâm địa linh diễm hướng Phệ Nguyệt Cổ Thiềm xào huyệt ném tới. Phịch, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Hừng hực nhiệt độ cao hóa thành một đầu ngọn lửa con chăn, vọt vào đen nhánh kia xào huyệt chính giữa, cuộn sạch che mất hết thảy, thiêu hủy hư không. Oa, oa, hống. Một khắc sau, tức giận tiếng gầm gừ, kinh khủng yêu khí, yêu diễm ngút trời. Phệ Nguyệt Cổ Thiềm trực tiếp là tức giận vọt ra. Trần Phi trong mắt ngưng ngưng, trực tiếp là nặn ra bát khung huyền tháp. Chuẩn bị ra tay. Duẫn Liệt ra đầu rét một cái, cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Vậy tám cạnh nặng vàng dưa hấu nện xuất hiện ở trong tay hắn, mênh mông hơi thở, sôi trào chiến ý, trực tiếp là giống như Phệ Nguyệt Cổ Thiềm đè đi. Hư không nhất thời nhấc lên một hồi gió lốc lớn, búa nện phách trời, vô cùng đáng sợ, liền vậy dưới trọng thương Phệ Nguyệt Cổ Thiềm đều không có thể chống đỡ, thân thể cao lớn, ở nơi này kinh người một nện dưới, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái. Trực tiếp là thấp uống tử tiêu hóa thân. Nháy mắt tức thì, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, trở thành một tôn người khổng lồ. Người khổng lồ kia cả người trên dưới tràn ngập cực kỳ kinh người lực lượng, từng luồng tử tiêu vẻ, tựa như là du long, răng khắp nơi chung một chỗ, ngưng tụ ra làm người ta run sợ lực lượng. Giết! Một khắc sau, người khổng lồ kia một quyền vung ra, thẳng tắp hướng Phệ Nguyệt Cổ Thiềm dưới bụng thịt mềm đánh tới bắt được cơ hội này. Trước! Duẫn Liệt một quyền đem Phệ Nguyệt Cổ Thiềm đánh bay, thân thể nghiêng nhảy ra, vừa vặn, dưới bụng vậy có thể chết người vị trí liền bị lộ ra ngoài. Oa, oa, cảm nhận được Trần Phi hành động, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm giống như là hoảng loạn lên, giữ tợn kêu to. Hào hùng yêu khí, thật giống như trở thành thực chất, chèn ép ở trong không khí, hướng Trần Phi cuồng dũng tới, muốn đem đây đối với hắn dưới bụng có thể chết người vị trí có uy hiếp công kích phá hư. Nhưng mà... Trần Phi sao có thể thả qua cái này cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Phịch, kinh khủng kia áp lực, nặng nề đánh vào Trần Phi trên thân thể, nhất thời hắn liền cảm giác xương sắp cắt đứt, không kềm hãm được miệng to hộc máu, nhưng mà, hắn một quyền, cũng là chính giữa Phệ Nguyệt Cổ Thiềm hạ trong lòng. Phịch, kinh người chảy máu nhiều, thiên diêu địa động, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm trực tiếp là ở nơi này Trần Phi một kích toàn lực một quyền hạ, dưới bụng có thể chết người vị trí bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Bay ra ngoài rất xa, trùng trùng đụng vào vậy vách đá trên vách tường, ở ngã xuống. Phịch, mặt đất lay động, một vòng ít nhất mười mấy dặm vết nứt, lấy Phệ Nguyệt Cổ Thiềm thân thể cao lớn làm trung tâm, tầng tầng vỡ nát ra, mặt đất nứt ra, vết nứt như băng mặt kéo dài tới rất xa phương hướng, cảnh tượng kinh người. Hô, hô, đã chết rồi sao? Trong miệng thở hổn hển miệng to to khí, Trần Phi đã sớm từ người khổng lồ hình thái thay đổi trở về. Che ngực. Khóe miệng trào máu, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Phệ Nguyệt Cổ Thiềm lẩm bẩm nói. Hắn cái này một vòng, trực tiếp là ở Phệ Nguyệt Cổ Thiềm dưới bụng mở ra một cái lỗ máu, hơn nữa còn là có thể chết người vị trí, như vậy cũng không chết, vậy đúng là điên. Chết, không đúng, không có chết, cẩn thận quan sát Phệ Nguyệt Cổ Thiềm động tĩnh, thật lâu sau đó, Duẫn Liệt vừa định nói chết, có thể một giây kế tiếp, hắn ánh mắt nhưng chợt rụt một cái. Bởi vì hắn Phệ Nguyệt Cổ Thiềm thân thể cao lớn lại là lần nữa động. Không phải đâu, cái này cũng chưa chết. Trần Phi cũng ngây dại. Cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm coi như là lợi hại hơn nữa, vậy chưa đến nỗi như thế ngoại hạng chứ. Có thể một khắc sau, hắn sắc mặt lại độ biến đổi, bởi vì lúc này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm thân thể, hoặc phải nói là nó thi thể, vào lúc này, lại là xuất hiện nào đó thần bí biến hóa. Chỉ gặp hắn hào hùng thân thể, chậm rãi bay lên không. Đầu tiên là từ chân bắt đầu,
rồi đến chân sau, rồi đến dưới bụng. Những cái kia vị trí lại một chút xíu lóe sáng điểm sáng xuất hiện, đã tới rồi sau đó ăn mòn chính giữa, từ từ bị đồng hóa là điểm sáng, tiêu, biến mất. Cái này chuyện gì xảy ra? Duẫn Liệt há to miệng, không dám tin trước mắt hết thảy các thứ này. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là, Trần Phi cũng là há to miệng, ngây ngẩn nhìn, rồi sau đó đột nhiên mặt liền biến sắc, khói mù đứng lên, xui tức miệng mắng to, hư thần thuật. Thảo, bị chơi. Phủ chủ, cái gì là hư thần thuật? Duẫn Liệt không nhịn được hỏi. Trần quân cảnh cường giả thủ đoạn, nói đơn giản một chút, chính là cái này phệ nguyệt cổ thiềm sợ rằng lão đã sớm chết rồi, đây chẳng qua là hắn bóng dáng, a, à, lại có thể bị gạt. Trần Phi mặt đầy xui, không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này mà, đơn giản là lầm à, lầm. Ha ha, người cũng biết hư thần thuật, ngược lại là kiến thức không tệ à. Đây là, một đạo tiếng cười khẽ như quỷ mị vậy yên tĩnh vang lên, làm Trần Phi, Duẫn Liệt hai người trên cổ lông tơ đều dựng lên. Thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Ai, đi ra, Duẫn Liệt một tiếng quát chói tai. Ha ha, ta không phải ở nơi này sao? Đen như mực kia trong đầm nước, một bóng người lặng yên không tiếng động đứng ở đó. Giống như là đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã ở đó nhìn. Trần Phi theo thanh âm nhìn sang, thấy bóng người kia, thấy rõ ràng mặt hắn, miệng ngay tức thì lớn lên, sửng sốt hồi lâu, mới dần dần khép lại. Rồi sau đó, hắn trong mắt liền nổi lên như có vẻ suy nghĩ. Ngươi không phải. Duẫn Liệt cũng là há to miệng, khiếp sợ nhìn bóng người kia. Bởi vì người này ảnh bộ mặt thật, hắn lại có thể biết. Là vậy cự linh bí cảnh bên ngoài, Vương Ốc Sơn lên giữ núi người. Trần phủ chủ, Duẫn huynh, sát theo, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt tái nhợt hướng Trần Phi hai người một tay chắp tay một cái. Cái này lại cũng là người quen, lại là vậy đang thanh dậy Ngọc Dương Tử. Ngươi, các người, Duẫn Liệt lẩm bẩm nói. Trần phủ chủ, Duẫn huynh, để ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta đang thanh dậy khai phái lão tổ, chính thanh đạo quân. Duẫn Liệt giới thiệu. Đạo quân, Duẫn Liệt cả người lần nữa rung một cái, kinh nghi nhìn chính thanh đạo quân. Vậy mà nói, có thể sử dụng quân, cái chữ này thành tựu danh hiệu sau khâu người, ít nhất mà nói, cũng hẳn là chân quân cảnh, tiểu thiên vị trở lên. Cái này chính thanh đạo quân, chẳng lẽ là tiền bối người chính là năm đó hai người đó chính giữa, trong đó một cái chứ? Đây là, Trần Phi đột nhiên hỏi. Chính thanh đạo quân khẽ mỉm cười, gật đầu nói, năm đó, đích xác là ta. Ngài thân xác đâu? Trần Phi lại hỏi lần nữa. Người đã nhìn ra, chính thanh đạo quân hơi sững sờ, bất ngờ nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi chính là một cái chân nhân cảnh, có thể nhìn thấu hắn lai lịch. Không, đoán. Là phệ nguyệt cổ thiềm nhắc nhở ta, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, hắn vậy không như vậy ngu, bộc lộ ra hắn lá bài tẩy. Chính thanh đạo quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, vừa cười hỏi, còn đã nhìn ra cái gì không? Vậy một người khác vậy không có chết chứ? Trần Phi hỏi. Ừ, chính thanh đạo quân tự nhiên biết Trần Phi nói tới ai, gật đầu một cái. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Hắn à? Này, là ở nơi đó. Chính thanh đạo quân đưa tay chỉ bên trong cốc phương hướng, cười nói. Ở bên trong cốc mặt. Trần Phi, Duẫn Liệt hai người đồng thời sững sốt một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy cả người bốc ra chút lạnh mồ hôi. Thật may mới vừa không đi theo bọn họ đi vào, nếu không ban đầu người nọ lại có thể không có chết, nếu là đụng phải, há chẳng phải là gặp. Duẫn Liệt tự lẩm bẩm, mặt đầy vui mừng. Ban đầu hai người kia cũng đều là chân quân cảnh đại thiên vị tồn tại, đây nếu là không có chết, người nào có thể địch. Ta cũng biết, hai người lại có thể cũng chưa chết, đại thiên vị cường giả có lợi hại như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy niết huyết chỉ cái gì, cũng là gạt người hả? Trần Phi mặt đầy cười khổ, không nghĩ tới đụng vào như thế cái chuyện này, thật là xui xẻo à. Hắn bây giờ coi như là dùng đầu ngón chân đoán, cũng có thể đoán được, sợ rằng cái này hai vị. Là bởi vì là ở nơi này trụy thần cốc rằng có mấy trăm năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, sau đó đến bây giờ, diễn hóa thành ai cũng không cách nào thoát thân cục diện, cho nên mới cần muốn mượn bọn họ những thứ này người ngoài, đánh vỡ thăng bằng, giết đối phương. Không, vậy niết huyết chỉ là thật, có thể chính thanh đạo quân nhưng lắc đầu một cái,
chậm rãi nói, nếu không phải vậy nhất huyết trì, cho dù là bọn ta, vậy không kiên trì được lâu như vậy. Chân quân cảnh đại thiên vị tuy mạnh, nhưng cũng không phải mạnh khoa trương đến ngoại hạng. Dưới tình huống này muốn kiên trì 200-300 năm, trừ phi là trong truyền thuyết thánh cảnh, vậy còn không sai biệt lắm. Cái gì, nhất huyết trì là thật? Vậy, Trần Phi ngẩn người, đầu óc có chút không chuyển qua tới chỗ cong, như vậy bây giờ, kết quả là tình huống gì? Ta từ từ nói cho các người nghe đi, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chính Thanh đạo quân suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, nói ra năm đó sự kiện kia. Nguyên lai ban đầu Chính Thanh đạo quân cùng vị kia đại địch chiến đến một khắc cuối cùng, đã là thực lực có chút không địch lại, rơi vào hạ gió, cuối cùng, liền trở mình hy vọng cũng sắp không thấy được. Vì vậy, Chính Thanh đạo quân không có biện pháp, tự biết cách cái chết không xa, dứt khoát cắn răng bỏ thân xác, thần hồn tiến vào niết bàn huyết trì, muốn đem ngòi nổ, phá hủy hết thảy. Hắn không lấy được đồ, người khác cũng đừng nghĩ bắt được. Có thể hết lần này tới lần khác sự việc phát triển đến đây, nhưng xuất hiện sơ suất. Sơ suất, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ừ, Chính Thanh đạo quân thâm thúy con người ánh mắt nhanh tránh, rồi sau đó không biết làm sao cười lắc đầu một cái. Nói ta nghìn tính vạn tính, nhưng quên cái này niết bàn huyết trì chính là phượng máu đại yêu lưu lại, có niết bàn huyết trì, lấy ta thực lực, căn bản phá hủy không được. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người diễn cảm nhất thời đổi được yên tĩnh đứng lên. Cái này Chính Thanh đạo quân thời kỳ tột cùng nhưng mà đại thiên vị nguyên đan cảnh, lại cũng không phá hư được cái này niết bàn huyết trì. Sau đó ta bị niết bàn huyết trì lực lượng vây khốn, bất ngờ không chết, tên kia thẹn quá thành giận. Thần hồn đuổi giết đi vào, muốn đem ta tiêu diệt, có thể bởi vì niết bàn huyết trì nội bộ tính đặc thù, hai chúng ta lại đứng ở cùng chạy một đường, người này cũng không thể làm gì được người kia, cho tới bây giờ. Vậy Chính Thanh đạo quân lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói cho nên nói cái này niết bàn huyết trì đích xác là tồn tại, hơn nữa còn cứu ta một mạng, bất quá, vật kia bây giờ nhưng không tốt lắm cầm. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trần Phi, coi như là vậy Duẫn Liệt sắc mặt cũng hơi đổi. Bởi vì hắn tựa hồ vậy rõ ràng, đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Không chỉ có Chính Thanh đạo quân không có chết, vậy một vị khác đại thiên vị chân quân cảnh cường giả, vậy không có chết, hơn nữa thần hồn bây giờ còn vậy niết bàn huyết trì chính giữa. Ưng ực Duẫn Liệt theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cười khổ tái nhợt, buồn cười bọn họ trước còn nghĩ tới đây trụy thần cốc đoạt bảo, bây giờ nhìn lại. Là tới từ tìm không vui còn không sai biệt lắm. Hai cái từng là đại thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng còn chưa có chết, bọn họ lấy cái gì đoạt bảo. Đầu sao, ai, đây thật là. Như vậy bây giờ tình huống là, Trần Phi cũng là mặt đầy nở nụ cười khổ, không lời nói. Hơn 200 năm trước, ta lấy một trộm thiên thuật, đem ta thân xác cùng thần hồn đổi vị trí, từ mà trốn thoát, bất quá vì vậy, thần hồn cưỡng bức thân thể giới hạn tính. Thần hồn dưới trạng thái ta, không thể rời đi bao xa. Bên ngoài ngọn núi lớn kia, cũng chính là cực hạn. Chính Thanh đạo quân mỉm cười nhìn Trần Phi, nói cho nên bây giờ ta muốn mời ngươi giúp ta một tay, chỉ có đem thịt của ta thân tìm trở về, ta mới có thể sống lại, nếu không, ta chỉ có thể một mực duy trì cô hồn dã quỷ thư thái, kia vậy không đi được. Trần Phi trầm mặc, hồi lâu sau đó, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói tại sao là ta. Có vậy một vị khác đại thiên vị ở đây, lấy ta bây giờ thực lực, cũng không phải là chịu chết sao? Không, Chính Thanh đạo quân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói bị thời gian hành hạ lâu như vậy, vô luận là ta, vẫn là hắn, đã sớm thực lực rớt xuống quá nhiều. Dựa theo ta quan sát cùng phỏng đoán, hắn bây giờ còn thừa lại lực lượng, nhiều nhất cũng chính là nửa bước nguyên đan mà thôi. Dĩ nhiên, có lẽ cũng có thể mạnh hơn một ít, bởi vì bây giờ có người tiến vào bên trong cốc. Hắn hẳn sẽ đoạt xác chứ? Đoạt xác, Trần Phi ánh mắt híp một cái. Ừ, Chính Thanh đạo quân gật đầu một cái, sắc mặt hơi ngưng nhiên đạo và ta có thể trao đổi thân xác cùng thần hồn vị trí như nhau, tên kia ma môn xuất thân, cũng có một ít lá bài tẩy. Chính là vì phòng ngừa hắn đoạt xác, ta mới có thể ở bên trong ngoài cốc buông xuống đầu kia, hư thần thuật phệ nguyệt cổ thiềm. Bất quá bây giờ, cái này vòng rào đã mất đi tác dụng. Trần Phi lại lần nữa yên lặng. Chính Thanh đạo quân lời này nhìn như cùng hắn nói rõ đầu đuôi, có thể chuyện phiền toái trình độ nhưng vượt qua hắn dự đoán. Nửa bước nguyên đan, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Trên thực tế cái này cũng đạo không việc gì, điểm chính là hắn lo lắng, hắn thật muốn làm như vậy,
phá vỡ vậy thăng bằng, đem vậy một vị khác ma môn đại thiên vị chân quân cảnh cường giả thả ra, cũng để cho chính thanh đạo quân có thể lấy lại mình thân xác, sống lại sống lại. Vậy bọn họ thực lực đến lượt sẽ khôi phục tăng vọt. Thật nếu là như vậy, vậy hắn làm hết thảy, không phải là người khác làm đồ cưới, làm con cờ thế sao? Gặp Trần Phi yên lặng không nói lời nào, vậy chính thanh đạo quân con mắt nhanh tránh, nói ngươi yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu như ngươi có thể giết chết tên kia, cứu ta đi ra ngoài, ta có thể thề cái này trụy thần cốc hết thảy tất cả, đều là ngươi, ta một mực không muốn. Vậy niết bàn huyết chỉ cũng là như vậy, ngoài ra, ta lại đơn độc thiếu hai ngươi ân huệ, như thế nào? Trần Phi nghe vậy chấn động một cái, nhìn vậy chính thanh đạo quân sững sốt hồi lâu, lúc này mới cau mày nói tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ta vẫn không hiểu dụng ý của ngươi. Nếu là ngươi chỉ muốn tìm về ngươi thân thể nói, và ta cùng nhau tiến vào cái này trụy thần cốc người, bọn họ bây giờ đã tiến vào bên trong cốc. Theo ngươi nói, chỉ cần vậy một vị khác chân quân cảnh đoạt xác bọn họ một người trong đó, cái này thăng bằng không phải liền phá vỡ. Đến lúc đó, hắn từ niết bàn huyết trì trong thoát khốn, ngươi không phải cũng có thể lấy lại thân thể. Ngươi cảm thấy ta rất miễn cưỡng cởi hắn lâu như vậy thâm cừu đại hận, hắn có thể để cho ta bằng bạch lại lấy về thân xác. Muốn thật để cho hắn đoạt xác thành công, đánh vỡ thăng bằng, khôi phục thực lực, sợ rằng cái đầu tiên bị hủy diệt, chính là ta thân thể kia chứ. Chính thanh đạo quân nhàn nhạt nói. Trần Phi trong mắt vừa nhấc, quét vậy chính thanh đạo quân một mắt, lại là nghi ngờ nói tiền bối kia ngươi hiện đang tại sao một chút cũng không nóng nảy. Cuống cuồng, chính thanh đạo quân bật cười khanh khách, nói ngươi thật đúng là cẩn thận à. Bất quá ngươi cảm thấy ta bây giờ coi như là cuống cuồng, thì có ích lợi gì, hơn nữa, tên kia muốn đoạt xác thành công, lại từ niết bàn huyết chỉ chính giữa thoát khốn, vậy không như vậy dễ dàng, không nhanh như vậy. Ngươi chỉ cần có thể ở đoạn này thời gian chính giữa đánh bại hắn, vậy ta còn có hy vọng, không phải sao? Muốn thời gian bao lâu, vậy ngươi mới có thể đủ từ niết bàn huyết chỉ chính giữa thoát khốn? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi. Ít nhất là 7 ngày đi, nếu như ta toàn lực ra tay kéo hắn, hắn coi như là đoạt xác thành công, khôi phục thực lực, vậy ít nhất cần 7 ngày, mới có thể đánh vỡ thăng bằng thoát khốn đi ra. Chính thanh đạo quân không chút do dự nói. Trần Phi nghe vậy lại là không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì đừng nói hắn bây giờ căn bản là còn không có quyết định tốt, rốt cuộc muốn không nên tin cái này chính thanh đạo quân lời của một bên, coi như là quyết định phải tin tưởng, đụng một cái, coi như cái này 7 ngày thời gian, hắn lấy cái gì đi làm thay đổi, đi làm tăng lên. Lấy hắn bây giờ thực lực, liền nửa bước nguyên đan cũng không đánh lại, huống chi vậy càng so nửa bước nguyên đan lợi hại trình độ. Vậy chính thanh đạo quân đợi một hồi, gặp Trần Phi vẫn không nói lời nào, trên gương mặt nụ cười cuối cùng là có chút biến mất, nhíu mày một cái, hỏi ngươi còn suy nghĩ cái gì? Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, nói ta không biết có nên hay không tin tưởng tiền bối ngươi, ngoài ra, nếu như ngươi nói, vượt qua nửa bước nguyên đán tầng thứ, ta thực lực vậy còn chưa đủ. Dù sao đối phương nhưng mà nguyên đan cảnh đại thiên vị tồn tại, kỳ tâm tư, hắn lão luyện trình độ, sợ rằng xa không phải hắn loại này tiểu con nít có thể so sánh. Hắn nếu không cẩn thận, tìm đối phương đạo nhi, vậy sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn tất cần phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ta lấy thiên đạo lời thề dạy thề. Như vậy, người có thể tin ta. Vậy chính thanh đạo quân trầm mặc hồi lâu, mãnh nói. Sư tổ, nghe vậy Trần Phi cũng còn không phản ứng, một bên vậy Ngọc Dương Tử nhưng là chợt mặt liền biến sắc. Thiên đạo lời thề, Trần Phi lúc này cũng là sửng sốt. Cùng một cạnh giống vậy sắc mặt cổ quái duẫn liệt đối mặt đợi thật lâu, lúc này mới ánh mắt lại rơi xuống chính thanh đạo quân trên mặt, không chút do dự, nói như đinh chém sắt nếu như thiên. Đạo lời thề, đó là đương nhiên không thành vấn đề, có thể. Thiên đạo lời thề, được gọi là nhất có thể ràng buộc người tu chân cực đạo gông xiềng, có vô cùng sức ràng buộc, liền truyền thuyết kia ở giữa thánh cảnh tồn tại đều không cách nào miễn tội. Nếu là đối phương thật có thể lấy thiên đạo lời thề dạy thề. Vậy đối phương lời nói này độ có thể tin, ít nhất chính là ở 99% trở lên. Ta Liễu Chính Thanh ở chỗ này lấy thiên đạo lời thề dạy thề. Người vậy chính thanh đạo quân cũng đã làm giòn, trực tiếp lập được lời thề, còn mở bàn tay ra, ánh sáng chớp mắt, một đoàn to lớn quang cầu xuất hiện ở nơi đó. Ta lại đem vật này đưa cho ngươi, giúp ta một cái, như thế nào? Vậy chính thanh đạo quân ánh mắt sáng nhìn Trần Phi, nói.
đây là, Trần Phi nhìn vậy chớp sáng, miệng, dần dần là tấm lớn lên. Hắn nếu như không nhìn lầm, vậy hẳn là một viên yêu đan chứ. Chỉ gặp vậy yêu đan yêu diễm vọt lên, khí thế cuồn cuộn, như rồng như rắn lăn lóc, tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn bàng bạc áp lực. Rất là kinh người. Vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiềm khi còn sống lưu lại yêu đan. Ngươi nếu sẽ chọn tới đuổi giết cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, muốn đến, hẳn là rõ ràng có thể hấp thu cái này yêu đan trong năng lượng thủ đoạn chứ. Chính Thanh Đạo Quân nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Người sau hơi ngẩn ra, không thể đưa hay không. Thấy tình cảnh này vậy Chính Thanh Đạo Quân khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa đứng lên. Hắn có thể làm được, đây đã là toàn bộ toàn bộ. Nếu như Trần Phi còn không thể tin hắn mà nói, đây cũng là thật không có biện pháp. Được, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên trực tiếp gật đầu. Cái này yêu đan cho ta, còn dư lại hết thảy, vậy giao cho hắn. Hắn không chút do dự nói. Nói thật, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới hư thần thuật chuyện, chỉ lấy làm cho này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm sắp trưởng thành, cái này nửa bước lột xác đang lúc, trong cơ thể hẳn sẽ cất giấu nửa viên yêu đan. Mà hôm nay đâu? Mà hôm nay cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm lại là hư thần thuật biến thành, đối phương lại lấy ra một viên hoàn chỉnh yêu đan, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn chỉ muốn đáp ứng, hắn có thể có được thu hoạch, liền ít nhất là trước sự tính trước 3 lần, 5 lần trở lên. Chỉ có cấp 4 yêu vương cảnh yêu vương, mới có tư cách sản sinh ra như vậy hoàn chỉnh một viên yêu đan. Mà nguyên vẹn cùng nửa viên yêu đan so với, hoàn toàn khác xa lắc xa lơ, không phải một tầng thứ. Cầm đi, vừa gặp Trần Phi đáp ứng, vậy Chính Thanh Đạo Quân ánh mắt hơi vui, không chút do dự, búng ngón tay một cái, liền đem vậy yêu đan đánh bắn tới Trần Phi trong ngực. Là đồ thật à, yêu vương cảnh giới hoang thú yêu đan. Trần Phi gắt gao nhìn viên kia trong ngực yêu đan, ánh mắt hiện ra vô biên nóng bỏng, cùng chấn động. Một khắc sau, liền gặp hắn ngồi xếp bằng, tàn nhẫn cắn răng một cái, lại trực tiếp đem viên kia yêu đan nuốt. Tu luyện bắt đầu. Cùng lúc đó, Trụy Thần Cốc nội bộ, mờ tối thiên địa, đất đai phơi bày bể tan tành tư thái, phảng phất là đã từng trải qua hủy thiên diệt địa vậy chiến đấu, cho dù là cuối tầm mắt, đều là một mảnh hoang vu. Bất quá chân chính cảm thụ. Khu vực này thật ra thì cũng không có tưởng tượng khổng lồ như vậy, ước chừng chẳng qua là không tới trăm dặm mà thôi. Mà ở nơi này đất đai bể tan tành lên, bên trong trong cốc lòng, bất ngờ là có một tòa khổng lồ hồ, bất quá kinh người là, hồ này mặt mặt nước lại là đỏ thẫm, một cổ, giống như lưu động nham thạch nóng chảy, tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, để cho người kinh hãi. Bên hồ Duyên, một tòa cao lớn trên thạch đài, có mấy đạo thân ảnh. Bọn họ lẫn nhau cách nhau trước một chút khoảng cách, hiển lộ ra lẫn nhau phòng bị. Những người này không phải người khác, chính là Phong Lôi Tông Bá Vương Thương Tử Liệt, Quý Quân, Thiên Yêu Tông Quả Đen Hai Đầu, Ba Đầu Màu Xanh Con Ưng Khổng Lồ, Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân. Những người còn lại, như Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, Thiên Yêu Tông vậy tựa như báo không phải báo sinh vật, thì đều không thấy. Trong hồ này mặt, tất cả đều là nham thạch nóng chảy sao. Ưng ực ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ vang vang một tiếng đứng ở vậy bên hồ Duyên, quét mắt dưới chân lưu động chất lỏng, con người rụt một cái, nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói. Ở hắn bên người, quả đen hai đầu không lên tiếng, chẳng qua là tay một vung, đem một quả hắc màu vàng kim vũ mao ném vào vậy trong hồ. Hắc màu vàng vũ mao nghênh gió lớn lên, ước chừng 2 đến 3 mét, rơi xuống trong hồ, trước còn có thể cố chịu, nhưng lúc đó gian một dài, 3 phút, 5 phút. Xì một tiếng, vậy rõ ràng phi phàm vật hắc kim vũ mao lại cũng đốt. Một màn này, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con người hung hăng rụt một cái. Bởi vì vậy hắc màu vàng lông chim lai lịch, bọn họ nhưng mà cũng rất rõ ràng. Là vật gì quả đen hai đầu bổn mạng tinh vũ, tiên thiên sanh thành, số lượng vô cùng thiếu, uy lực tự nhiên vậy rất khủng bố, liền tầm thường bạc trắng pháp bảo cũng có thể hủy diệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nó lại bị trong hồ nhiệt độ cao đốt rụi. Cái này, ha ha, xem ra quả nhiên là giống như lão tổ dự đoán như nhau à. Có thể nhưng vào lúc này, Bá Vương Thương Từ Liệt lại đột nhiên cười một tiếng, vung tay lên, một cái hiện đầy sâu thẳm khí lạnh bông tuyết thuyền nhỏ, xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là, nhìn Bá Vương Thương Từ Liệt thủ trưởng bông tuyết thuyền nhỏ, quả đen hai đầu hơi ngẩn ra, con người hơi nheo lại. Dị bảo. Băng lam hàn tinh đúc thành thuyền nhỏ.
Bá Vương Thương Từ Liệt tự đắc cười một tiếng, vung tay lên, đem vậy bông tuyết thuyền nhỏ ném ra. Người sau nghênh gió lớn lên, khí lạnh bức người, chốc lát gian, lại vững vàng rơi xuống vậy trong hồ, xì một tiếng, hàng loạt khói trắng đi đôi với chói tai bốc hơi tiếng xuất hiện, có thể thuyền kia vẫn là ổn định. Nhất một ca e nhu, vững vàng bạc ở đó dung nham lăn chuyển động trong hồ. Ô huynh, xem ra chúng ta được đi trước một bước. Ha ha, cáo từ. Vèo. Nhìn trong hồ lòng, vậy mơ hồ có thể thấy được đảo giữa hồ cao vút vật, Bá Vương Thương Từ Liệt cặp mắt tràn ra nồng nặc kích động, vẻ tham lam, tung người nhảy một cái, trực tiếp là nhảy lên bông tuyết thuyền nhỏ, Dương Phàm ra hàng. Quý quân cũng là mặt đầy nụ cười đắc ý, không chút do dự, vậy là theo chân đi theo lên. Mà quả đen hai đầu thấy tình cảnh này thì không nói một lời, mặt không cảm giác. Ở hắn bên người, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ thì có chút không kiên nhẫn, lão đại chúng ta. Bay qua, quả đen hai đầu chậm rãi nói. Bay, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức cười lớn, kịp phản ứng, đúng vậy, ta làm sao quên chúng ta còn có thể bay à? Vừa nói, hắn liền trở về nguyên thủy hình thái, một đầu khổng lồ ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ, vỗ cánh cao bay, tung lên gió lốc lớn, trực tiếp là hướng trong hồ kia ương bay đi. Lão nhị đợi một chút, ừ, không có sao. Gặp ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ như vậy xung động, quả đen hai đầu mặt liền biến sắc. Bởi vì bây giờ cũng còn không biết, cái này dung nham hồ bầu trời kết quả có hay không nguy hiểm, như vậy trực tiếp bay qua, quá xung động. Bất quá lúc này vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ cũng đã bay đến dung nham hồ bầu trời, hơn nữa cũng không có xuất hiện cái gì dị động. Cái này làm hắn cùng với một bên cẩn thận một chút không nhúc nhích Ngọc La Xà Quân đều là ngẩn người. Thật không vấn đề gì. Ngọc La Xà Quân gắt gao nhìn chằm chằm ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ bóng người, gặp đối phương cũng sắp đến giữa hồ đảo, cũng là lại không nhẫn nại được, áp dụng thông qua dạng phương thức, ngự không bay đi. Thấy tình cảnh này, quả đen hai đầu cũng là không đang do dự, vỗ cánh cao bay, bay hướng vậy giữa hồ hòn đảo. T, đó là cái gì? Tháp sao? Mọi người trước sau đã tới vậy giữa hồ hòn đảo, sau đó đồng loạt không nhìn được ngược lại hút khí lạnh, còn người có giúp một cái, bởi vì ở tầm thường này trong hồ lòng trên đảo mặt, lại yên tĩnh đứng sừng sững một tòa loang lổ tháp đá. Đá này tháp giống vậy không bắt mắt, hơn nữa thể tích rất nhỏ, có thể phàm là đến gần khu vực này trong vòng trăm thước người, nhưng cũng cảm nhận được một loại nồng nặc cực kỳ chèn ép, rất là đáng sợ. Cái loại đó chèn ép, làm được bọn họ thần sắc tất cả đổi được ngưng trọng. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đó là cái gì? Đây là, lại có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ gặp tháp đá phía dưới, lại là âm nhạc có thể thấy đè một tòa lóng lánh bụi đất tấn công tia sáng thạch đài. Đá này chiếc vừa thấy chính là niên đại rất xưa vật. Bởi vì vậy thạch đài mặc dù hiện đầy phong cách cổ xưa bụi đất tấn công ánh sáng, nhưng bốn góc nhưng đã sớm ăn mòn cũ nát không chịu nổi. Ngoài ra, chỉ gặp ở đó thạch đài bên bờ vị trí. Lại là mơ hồ có thể thấy được cái bao quanh một kiện trường bào màu xanh tu sĩ di hài, đang yên lặng nằm ở nơi đó. Tuy vậy bao quanh trường bào màu xanh tu sĩ di hài chỉ có thể thấy được gần một nửa vị trí, nhưng chỉ dựa vào vậy trên trường bào phủ đầy sáng bóng, cùng với đi qua nhiều như vậy năm, này trường bào lại còn có thể mới tinh như lúc ban đầu, liền lại có thể chứng minh một điểm này. Tuyệt không phải vật bình thường. Nói sau vậy trường bào chính giữa, bị bao quanh di hài. Lại còn hoàn toàn không phải xương, mà là có một bộ phận là máu thịt, có một bộ phận mới là hài cốt. Nhất làm người ta kinh dị là, vậy trong xương cốt từng cây một xương, lại là do như thủy tinh vậy, long lanh trong suốt. Đây chẳng lẽ là năm đó vậy hai vị, một vị trong đó thi thể. Mọi người trưởng thành miệng, tự lẩm bẩm, cảnh tượng như vậy, không thể không nói, đích xác là có chút đem bọn họ hù dọa. Đại thiên vị chân quân cảnh cường giả thân xác. Có thể cường hãn đến như vậy trình độ, như vậy quỷ dị. Không hổ là chân quân cảnh đại thiên vị tồn tại, chẳng qua là thi thể mà thôi, còn đều đi qua 200-300 năm, lại như cũ để cho người có dũng khí kiêng kỵ cảm giác. Quả đen hai đầu cặp mắt kiêng kỵ nhìn thi thể kia, chậm rãi nói. Theo lý thuyết hắn hiện nay thực lực vậy không yếu, nhưng hôm nay, đối mặt một, phơi thây hoang dã, liền 200-300 trong thời kỳ thi thể, lại cũng còn có thể sinh sinh kính sợ. Cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở, đây nên là kinh khủng dường nào một chuyện à. T, à, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ tham lam,
giò chụp vào vậy trường bào màu xanh bắt đi, tựa hồ là muốn đem cho xé ra tới, có thể một giây kế tiếp, dị biến phát sinh. Chỉ gặp vậy ba đầu màu xanh đổ sộ móng ưng chạm được vậy trường bào màu xanh, không, phải nói là ở đó trường bào màu xanh diễn cảm, lại là có một tầng xem không thấy trong suốt màng. Làm móng của nó chạm được vậy trong suốt màng, lại trực tiếp giống như bị axit tưới trong, xì xì tiếng kịch liệt vang lên, bị nhanh chóng ăn mòn tới. Đau qua hắn tàn khốc kêu thảm thiết, sắc mặt kinh biến thất sắc, lật đật lui về phía sau. Lão nhị ngươi không có chuyện gì chứ? Quả đen hai đầu mặt âm trầm, liền vội vàng hỏi. Không, không có sao. Một cái móng vuốt bị phế. Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ đau mặt đầy tái nhợt, gương mặt vặn vẹo hận không được đem vậy trường bào màu xanh tháo ra tám khối, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nguyên lấy làm cho này là bảo bối, lại không nghĩ rằng, đồ không bắt được không nói, hoàn thành gieo hỏa. Thấy tình cảnh này quý quân không khỏi cười lạnh cười, nói châm chọc, ha ha. Đại thiên vị cường giả di vật cũng không phải là dễ cầm như vậy. Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ tức giận sắc mặt tái xanh, cả người run lẩy bẩy, cũng không nói có thể nói. Tháp đá. Mà vậy những người khác, tỉ như bá vương Thương Từ Liệt lúc này tâm thần sự chú ý lại không có ở phía trên này. Chỉ gặp ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm vậy cửa đá, giống như, tựa như ở trên cửa đá kia, có vật gì đang hấp dẫn hắn vậy. Không chỉ có như vậy. Thấy được hắn lúc này cử động, quả đen hai đầu hơi nhíu mày, cũng là ánh mắt dừng lại ở tháp đá lên, sát theo, hắn ánh mắt đông lại một cái, cũng là cảm nhận được thần bí kia hấp dẫn. Đây là, yên tĩnh chính giữa, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu đi bộ, lại hướng tháp đá đi tới. Ngươi muốn làm gì, bá vương Thương Từ Liệt theo bản năng mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ chúng ta liền đứng ở nơi này, quả đen hai đầu nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói. Bá vương Thương Từ Liệt nghe vậy sững sốt một chút, rốt cục thì không nói nữa nói. Một giây kế tiếp, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu thì đã là đi tới tháp đá trước. Nhìn trước mắt vậy hiện đầy cổ xưa, tà dị, loang lổ hoa văn cửa đá, hắn đưa tay ra, con người híp một cái, trùng trùng ấn đi xuống. Có thể rồi sau đó hắn sắc mặt nhưng lại thay đổi nửa đổi, bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể đẩy không ra cánh cửa kia. Phịch, bàn tay hắn run lên. Ùng ùng biến thành hắc móng vuốt màu vàng, hiện đầy thật dày vũ mao, tràn ngập kinh khủng hơi thở, ngưng chung một chỗ, hướng trên cửa kia đập xuống, còn là không công. Cửa kia lại vẫn là chút nào không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, bá vương Thương Từ Liệt đi tới trước, ánh mắt hơi híp, ánh mắt một nghiêm túc, cũng là lấy tay hướng tháp đá cửa hung hăng ấn đi xuống. Nhưng lúc này đây, bọn họ sắc mặt lại là cổ quái thay đổi đứng lên. Bởi vì cửa kia, lại có thể bị ấn mở ra. Làm sao biết, quả đen hai đầu diễn cảm sững sốt một chút, cặp mắt lập tức là nổi lên tức cười sắc thái. Dựa vào cái gì bá vương Thương Từ Liệt chẳng qua là một ấn, môn này liền mở ra. Mà hắn mới rồi thiếu chút nữa không cầm toàn lực oanh, vậy vẫn là không nhúc nhích tí nào. Két! Vậy cửa đá chập chờn bị mở ra, lộ ra tháp đá bên trong sâu kín một mảnh, quá tối, cái gì cũng không thấy rõ. Rốt cuộc đã tới sao? Lão hủ ta thật không biết đợi bao lâu à? Ha ha, ha ha ha. Đây là, một đạo sâu thẳm, lạnh lùng, tựa như ma quỷ già nua lẩm bẩm tiếng từ tháp đá nội môn truyền tới, tất cả mọi người trong lòng đồng loạt giật mình. Đi mau, quả đen hai đầu phản ứng nhanh nhất, thân hình ngay tức thì ít nhất bạo lui gần 100 mét. Vèo. Mà bá vương Thương Từ Liệt tuy phản ứng cũng không chậm, nhưng mà, so hắn mau hơn là... Một đạo như quỷ mị bóng người, hoặc nên nói là bóng dáng, như tia chớp vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh ra, hung hãn đánh vào trên người hắn. Phịch! Nặng nề tiếng nổ, chỉ gặp bá vương Thương Từ Liệt thân thể cơ hồ là khoảnh khắc gian nổ tung mở, hóa là vô số máu thịt. Ha ha, ha ha ha! Chân thực hoàn mỹ máu thịt à! Mùi này thật sự là quá tươi, quá mỹ vị! Vậy u sâm già nua tiếng lại lần nữa vang lên, đây là... Nhưng thành mang tùy ý giữ tợn cười như điên. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Tiếng cười kia, thật là làm ra đầu tê dại. Nhưng mà một giây kế tiếp, kinh khủng hơn chuyện còn xảy ra. Chỉ gặp vậy đầy trời máu thịt hư không run lên, lại giống như là bị lực lượng gì đổ cuốn lại liền vậy, hóa là long cuốn, bị bóng đen kia một hớp nuốt trọn. Nuốt vào trong cơ thể. Cái gì, sư huynh, quý quân mặt cũng liếc, toàn thân như nhũn ra. Chiến tiếng gầm nhẹ nói.
Mà trừ hắn ra, những người khác, Thiên Yêu Tông hai yêu, Ngọc La Xà Quân, cũng là sắc mặt biến, toàn thân băng hàn xuống. Cái này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều ở nơi này đổi được yên tĩnh như chết. Yên tĩnh. Dung nham hồ hòn đảo trung ương, tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. Quỷ dị này tình trạng, cho dù là bọn họ bực này sắp chỉ nửa bước đến gần chân quân cảnh người, vậy vẫn là không nhìn được sẽ kinh hãi lượng. Không, không phải nói năm đó hai người đó đều chết hết sao? Có thể, nhưng bây giờ cái này vậy là cái gì quái vật? Còn lại có thể sẽ không chút kiêng kỵ như vậy ăn thịt người uống thịt, loại này hình dáng, chỉ có trong truyền thuyết đại ma đầu, mới có thể là như vậy à? Nếu không, ai sẽ như vậy biến thái? Ha ha ha! Mà ở thấy cái này rất nhiều đôi sợ hãi, ánh mắt kinh hãi, bóng đen kia nhưng vào lúc này đi ra bóng tối, cất tiếng cười to. Thanh âm kia tràn đầy dữ tợn, làm người ta rợn cả tóc gáy, nhìn mà sợ. Cùng lúc đó, mọi người vậy rốt cục thì thấy rõ bóng đen kia mặt thật lỗ. Nửa bên mặt máu thịt mơ hồ đầu, màu xám trắng tóc, cả người trường bào màu đen, cả người tràn ngập kinh khủng à khí. Ngươi kết quả là ai? Lại dám động thủ giết sư huynh ta? Rốt cuộc có người cường tráng dậy lá gan hướng bóng đen kia quát lên, là Quý Quân. Hắn tái nhợt nghiêm mặt, run rẩy mắng. Ha ha, ngươi hỏi lão hủ là ai à? Bóng đen kia mặt lộ nụ cười cổ quái, trên mặt máu thịt chán ghét ngọa nguậy, càng làm cho người ta toàn thân phát rét. Các người có thể kêu ta Diêm Trường Thanh, cũng có thể kêu ta Xích Tinh Ma Quân, cũng tùy tiện. Xích Tinh Ma Quân. Nghe vậy Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu con ngươi ngay tức thì rụt một cái, nhìn bóng đen kia, kinh hãi gần từng chữ một, ngươi chẳng lẽ là năm đó hai người kia ở giữa, một vị trong đó. Cái gì? Một thạch kích thích thiên tầng lãng, còn sót lại tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt kinh biến dậy. Từng cái thần sắc hoảng sợ nhìn vậy mặt đầy cười gần Xích Tinh Ma Quân. Phải biết dĩ nhiên vậy hai vị có thể cũng là lớn thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Đối với bọn họ bực này tu vi người mà nói, chính là vô địch. Nhưng bây giờ, người như vậy, năm đó hai một người trong, lại có thể không có chết. Xích Tinh Ma Quân tuét miệng tranh cười gần cười, chợt vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay, cười nói, đáp đúng, nhưng mà, không tưởng thưởng gì. Quả đen hai đầu các người cả người run lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Xích Tinh Ma Quân, hoàn toàn đề phòng. Ha ha, còn muốn phản kháng sao? Xích Tinh Ma Quân cười một tiếng, ánh mắt dần dần đổi được âm lạnh lên, trong ánh mắt, hiện ra tham lam, giữ tợn sát ý, cười lớn, nói. Ha ha, đừng trách lão hủ không nhắc nhở các người. Muốn nếu đổi lại là ta mà nói, đàng hoàng cúi đầu không phải tốt sao? Nói không chừng, còn có thể chết thống khoái chút, giống như mới vừa rồi thằng nhóc kia như nhau, nếu không. Các người muốn biết sống không bằng chết, là tư vị gì sao? Khặc khặc. Ha ha ha. Phịch. Một cổ như bài sơn đảo hải kinh khủng khí thế nổ tung hiển hiện ra, thật giống như một tòa ma sơn vậy, ma diễm ngút trời, đáng sợ kia trình độ, đơn giản là làm trái tim người đều phải ngưng đập, nghẹt thở đứng lên. Trốn, mọi người cặp mắt tràn ra cuồng liệt vẻ sợ hãi, không chút do dự, xoay người chạy. Mà Xích Tinh Ma Quân nhưng lại có thể không truy đuổi. Trên mặt lộ ra, mèo vờn chuột, hí ngược vẻ. Hắn cười lạnh lẩm bẩm nói, quả nhiên, chẳng qua là đống đứa bé à, tâm tính quá kém, như thế bất kinh lừa gạt. Đáng tiếc, các người duy nhất có thể đánh bại lão hủ thời gian, hiện đã bị các người lãng phí hết, tiếp theo, chờ ta khôi phục chút thực lực, liền bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột đi. Ngoan ngoãn thành là lão hủ thịt máu đi, ta Diêm Trường Thanh, cuối cùng là sống lại à, ha ha, ha ha ha. Vang khắp thiên địa điên cuồng gào thét tiếng. Làm vậy mọi người trốn được nhanh hơn. Thậm chí bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới, lúc này, lại là bọn họ duy nhất có thể đánh bại Xích Tinh Ma Quân cơ hội. Đáng tiếc, không có nếu như, sống nhiều mấy trăm năm cáo già, quả thật là không giống nhau à. Ừ. Rồi sau đó một giây kế tiếp, Xích Tinh Ma Quân ánh mắt trầm xuống, thần sắc đi theo cũng là trở nên có chút lạnh lùng. Hắn ánh mắt rơi xuống tháp đá hạ, vậy trường bào màu xanh nơi bao quanh hài cốt lên. Ánh mắt quỷ dị cười gần cười, Liễu Chính Thanh, cùng lão hủ ăn chúng ta vậy mấy cái xui xẻo người bạn nhỏ, lại đi từ từ thu thập ngươi. Rửa sạch sẽ cổ chờ lão hủ đi, ha ha. Dứt lời, liền gặp hắn điên cuồng cười lạnh cười, vung tay lên,
tháp đá lại có thể ùng ùng lay động, rồi sau đó xông lên bay đi, ở trên trời ma khí lăn, ánh sáng đại thịnh, cuối cùng chĩa vào Xích Tinh Ma Quân đỉnh đầu, bỏ ra một đạo mực quang, đem bao phủ. Ừng ực trong không khí ma khí, ở nơi này ngay tức thì nồng nặc lên, cuồn cuộn lưu động, giống như có thực chất vậy, làm cho lòng người im lìm. Nhưng mà Xích Tinh Ma Quân cũng rất thích cái này đã lâu cảm thụ. Hắn ngồi xếp bằng, há miệng hút một cái, một đạo kinh khủng hấp lực liền xuất hiện. Đất bằng phẳng xuất hiện, cá voi hút nước, vậy cảnh tượng, tại ngày đó không chung, ma khí, giống như là màu đen nhánh hàng dài vậy, làm xa xa cảm nhận được một màn này quả đen hai đầu các người cả người chấn động một cái. Gặp, bị gạt, quả đen hai đầu chợt dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vậy dung nham trong hồ trên đảo, bởi vì lúc này hắn mới cảm nhận được Xích Tinh Ma Quân lực lượng, tựa hồ cũng không có như vậy lợi hại. Hơn nữa, hắn còn không có lập tức đuổi theo. Sao, làm sao biết? Ra, đi ra lối ra, không có. Đây là, phía trước đột nhiên truyền đến Phong Lôi Tông Quý Quân kinh hãi thanh âm. Cái gì? Quả đen hai đầu sắc mặt lại là biến đổi, về phía trước vọt hơn 10 dặm, rồi sau đó chợt ánh mắt co rúm một cái. Bởi vì hắn lại có thể thấy được, trước bọn họ tiến vào cái này bên trong cốc cửa vào, lại có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ cũng là phát hiện một màn này, run rẩy hỏi. Quả đen hai đầu không lên tiếng, chẳng qua là, cả người đã có chút phát rét đứng lên. Liều mạng với hắn, nếu không cùng hắn khôi phục như cũ, chúng ta đều phải chết. Rồi sau đó liền gặp hắn chợt cắn răng, lại là vừa quay người, hướng vậy dung nham trong hồ lòng đảo lại lần nữa lướt đi. Xa xa. Những người khác gặp được quả đen hai đầu động tác, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó, diễn cảm đều là vô cùng là dãy dụa khác nhau đứng lên. Bọn họ lại không ngốc, quả đen hai đầu có thể đoán được chuyện, bọn họ như thế nào không đoán được. Hôm nay nếu như kéo dài nữa, sợ rằng thật chỉ có thể là mất mạng. CMN, liều mạng, Phong Lôi Tông Quý Quân hận hận cắn răng, cũng là quay đầu giết trở về. Rồi sau đó, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ, Ngọc La Xà Quân, cũng là cắn răng đi theo trở lại, giết trở về. Chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cùng lúc đó, bên ngoài cốc Phệ Nguyệt Cổ Thiềm xào huyệt bên ngoài. Chính Thanh Đạo Quân đứng ở nơi đó. Ừ, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, rồi sau đó ngửa đầu nhìn một chút bên trong cốc phương hướng, sát theo, sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Sư Tổ, một bên, gặp Chính Thanh Đạo Quân sắc mặt khó hiểu trầm xuống. Ngọc Dương Tử không minh cho nên, hỏi. Diêm Trường Thanh sống lại, Chính Thanh Đạo Quân chậm rãi nói. Diêm Trường Thanh, Xuân Liệt cũng ở đây, nghe vậy hơi sững sờ. Diêm Trường Thanh, danh hiệu Xích Tinh Ma Quân, cũng chính là 300 năm trước dành với ta, niết huyết chỉ, như vậy. Chính Thanh Đạo Quân lại chậm rãi nói. Là hắn, Xuân Liệt ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng, cả người chấn động một cái, không nói nữa nói. Rồi sau đó. Liền gặp hắn chết nhìn chằm chằm trong hồ vậy lăng không ngồi xếp bằng bóng người. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Từ Trần Phi nuốt vào vậy yêu vương cảnh hoang thú yêu đan, tu luyện vượt qua ải bắt đầu, đến bây giờ, đã là đi qua gần nửa ngày. Tuy nói thời gian không dài, có thể Duẫn Liệt lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Trần Phi trong cơ thể lực lượng tăng trưởng tốc độ, kết quả là biết bao rõ ràng, kết quả là biết bao làm người ta rung động. Không chỉ là hắn, cho dù là Chính Thanh Đạo Quân lúc này nhìn Trần Phi xếp chân vượt qua ải bóng người, từ đầu tới đuôi cảm nhận được hơi thở kia, chất lượng biến hóa, lúc này, cũng là không nhịn được ánh mắt có chút kinh dị. Thằng nhóc này kết quả là lai lịch gì? Tu luyện là công pháp gì? Hắn tu vi, lại có thể liền chân nhân cảnh tứ trọng thiên cũng còn chưa tới. Hiển nhiên, hắn là nhìn thấu Trần Phi chân chính, chân thật cảnh giới tu vi. Mà cũng chính là bởi vì cái này nhìn thấu. Hắn Liễu Chính Thanh lúc này trong lòng rung động, mới chỉ có thể nói là lấy rời sông lấp biển để hình dung, đều không đáng tiếc. Dầu gì hắn cũng là từng chăn tới chân quân cảnh đại thiên vị đỉnh cao nhân vật. Lấy hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực, cho dù là đi bên trong vực nửa đoạn sau, hơn năm đại tông phái làm khách, đối phương vậy nhất định sẽ lấy rất cao quy cách tiếp đãi hắn. Sẽ không nhẹ đãi. Vậy vì vậy, có như vậy lực lượng thành tựu lá bài tẩy, hắn nơi gặp qua các loại các dạng. Cái gọi là thiên tài, vậy tuyệt đối là so trong sông chi lý còn nhiều hơn. Có thể coi là như vậy, lúc này trước mắt hắn Trần Phi,
vậy vẫn là đem hắn dọa nhảy. Không tới chân nhân cảnh tứ trọng thiên, lại có thể có đủ để sánh bằng chân nhân cảnh tầng 5 sức chiến đấu, như vậy nội tình, như vậy vượt cấp mà chiến năng lực, đơn giản là có thể lấy, khoa trương, hai chữ để hình dung, cũng không quá đáng. Nghĩ đến đây, Chính Thanh đạo quân Liễu Chính Thanh đột nhiên khẽ cười. Trong lòng lẩm bẩm nói, xem ra ta lão đầu tử vận khí cũng không tệ lắm, lại chộp được như thế một con cá lớn. Diêm Trường Thanh à Diêm Trường Thanh, người coi như là sống lại, có thể đỡ nổi thằng nhóc này sao? Hai ta ai có thể sống sót, như vậy vận mệnh, tựa hồ đã bị giao cho tay hắn bên trong à? Ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, bên trong cốc quả đen hai đầu các người cũng là lại lần nữa tới sát dung nham giữa hồ trong hồ đảo. Lại trở về sao? Phát hiện thật đúng là mau à. Ngồi xếp bằng dưới đất, cả người quanh quẩn kinh người ma khí, Xích Tinh Ma Quân lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói. Đừng tìm hắn nói nhảm, động thủ. Nếu rõ ràng cái này Xích Tinh Ma Quân là đang trì hoãn thời gian, quả đen hai đầu các người, dĩ nhiên không thể nào lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Một tiếng quát chói tai, tiếp theo một cái chớp mắt gian, ước chừng bốn đạo thân ảnh bạo xạ ra, nhắm thẳng vào Xích Tinh Ma Quân. Ha ha! Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, đối mặt bực này, người chết ta sống, cường thế vây quét, Xích Tinh Ma Quân lại có thể thần sắc không nhúc nhích, thậm chí, khóe miệng nụ cười, còn ngược lại là đổi được lại là châm chọc đứng lên. Thấy vậy châm chọc nụ cười, quả đen hai đầu cả người run lên, kinh an nói. Cẩn thận! Cẩn thận! Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất. Vừa thấy được Xích Tinh Ma Quân Diêm Trường Thanh trên mặt cười nhạo, liền không khỏi giật mình trong lòng, chố mắt nhìn, lớn tiếng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, làm hắn lời này tiếng lúc rơi xuống, trừ hắn ra, còn sót lại ba người bóng người cũng đã là đánh vào, đến gần đến Xích Tinh Ma Quân trước người. Chỉ gặp Phong Lôi Tông Quý Quân cầm trong tay một chuôi màu đen hình quái dị dao gãy, nhận đỉnh tràn ngập kinh khủng ánh sáng bạc, giữ tợn một đao, chính là hướng người sau chém xuống. Hư không run lên. Lão già kia sống lâu như vậy còn không ngoan ngoãn cam chịu số phận. Đã như vậy, sẽ để cho ta đưa ngươi lên đường đi. Quý quân trên mặt hiện đầy cười gằn. Lấy hắn hiện đang cảm thụ đến đối phương cả người ma khí cường độ, muốn chặn hắn cái này một đao, tuyệt đối là đang nằm mơ. Ha ha, nhưng mà, một giây kế tiếp, một đạo lạnh lùng lạnh người cười gằn tiếng vang lên, Xích Tinh Ma Quân hơi híp hai tròng mắt, lúc này cũng là mở ra một ít. Đứa con nít nhỏ em bé để cho lão hủ dậy một chút ngươi, làm người tự biết chi minh theo đạo lý, được không? Xích Tinh Ma Quân giật giật tay, ngón tay run lên, nhất thời, lau một cái tà ác tới cực điểm ma khí chùm ánh sáng, chớp mắt rồi biến mất, bắn ra, phảng phất là sáp nhập vào hư không. Cái gì? Trong nháy mắt, Phong Lôi Tông Quý Quân sắc mặt trực tiếp là kinh biến đứng lên. Toàn thân phát rét, vo ve, mà cũng chính là ở nơi này cùng trong chốc lát. Vậy trong không khí, đạo này tà ác tới cực điểm ma khí chùm ánh sáng nơi xuyên thấu khu vực, lại cái này ngay tức thì rậm rạp chằng chịt, chán ghét hiện ra vô tận sền sệt màu đen khí lưu. Vậy khí lưu sền sệt phun ra, trực tiếp là hình thành một hớp dữ tợn hung ma thú chi miệng, hiện đầy ma răng, trên dưới nanh động gian chợt về phía trước một cắn, nhất thời, kinh khủng hấp lực xuất hiện. Gặp, mau tránh, thấy tình cảnh này trừ Quý Quân ra. Lúc này cách Xích Tinh Ma Quân gần đây Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân thần sắc chợt biến đổi, vẻ mặt, trực tiếp là bối rối. Không chút do dự chợt lui. Có thể trừ hắn ra, càng ở hắn phía trước Phong Lôi Tông Quý Quân lại không tốt như vậy trở. Rát băng. Giống như vực sâu kẽ hở vậy ác ma chi miệng, nơi phun ra kinh khủng hấp lực, đem vậy mặt đầy hoảng sợ Quý Quân thân thể chợt kéo một cái, nhất thời, hư không xuất hiện như trước như vậy, như cá voi hút nước rung động cảnh tượng. Quý quân bị lực lượng này đưa vào ác ma chi miệng chính giữa, cắn một cái, lúc này mọi người bên tai chính là truyền đến thanh âm thanh thúy. Phong Lôi Tông Quý Quân, đường đường chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, cho dù là không bằng Bá Vương Thương Từ Liệt các người, nhưng bây giờ lại bị vậy ma miệng dễ dàng như vậy ăn. Tất cả mọi người toàn thân phát rét, nhìn một màn này lá gan đều bị hoàn toàn tiêu diệt. Đây chính là vậy từng đạt tới quá lớn thiên vị chân quân cảnh nhân vật sao? Chân thực. Thật sự là quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Ha ha, thật là đẹp vị thịt máu à. Đáng tiếc, chính là số lượng quá nhiều thiếu. Chỉ gặp vậy ngồi xếp bằng dưới đất Xích Tinh Ma Quân đập đi trước miệng, thật giống như ác ma kia chi miệng chính là hắn miệng như nhau.
Cái này lẩm bẩm gian, hắn ánh mắt lại rơi xuống Ngọc La Xà Quân trên mình, ta dị cười một tiếng, hiện đầy tham lam. Quạ đen hai đầu, ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ đều là yêu thú, hắn lười được ăn. Bởi vì chỉ có ăn thịt người, hắn mới có thể khôi phục nhanh nhất, chẳng qua là đáng tiếc, bây giờ còn dư thịt máu, cũng chỉ là Ngọc La Xà Quân một cái. Bất quá, theo quý quân máu thịt bị hắn cắn nuốt, hắn thân thể, tựa hồ cũng là dần dần trở nên được mềm mại, lực lượng, ma khí, vậy bắt đầu so với trước đó càng thêm lợi hại một ít. Hiển nhiên, ăn một người sau đó, hắn thực lực lại có tiểu mức độ tăng lên và khôi phục. Hắn ở ăn thịt người. Hơn nữa ăn người sau đó, hắn thực lực vậy bắt đầu đổi được mạnh hơn. Ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ sợ hãi nhìn Xích Tinh Ma Quân, rung giọng nói. Quạ đen hai đầu không nói một lời. Chẳng qua là, hắn cả người đều là không nhịn được bắt đầu rung rung, bởi vì kết quả này là quái vật gì à? Không khỏi vậy quá đáng sợ đi. Ngọc La Xà Quân lúc này lại là thần sắc tái nhợt, run sợ tới cực điểm, không ức chế được khủng bố muốn trốn. Muốn chạy sao, bên ngoài các người cũng hẳn nhìn thấy, bây giờ cái này bên trong cốc hoàn toàn bị phong tỏa, chạy, có thể chạy đi nơi nào đâu. Ha ha, một khắc sau, liền gặp Xích Tinh Ma Quân lại có thể đứng lên, mỉm cười, trước nhìn vậy sắc mặt kinh hãi mọi người, diễn cảm, cuối cùng là phù hợp hắn lối làm việc dữ tợn, lạnh lùng, cười nhạt nói. Đừng làm giấy giụa vô nghĩa, đàng hoàng thành là máu ta thực. Ta Diêm Trường Thanh còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít, không thống khổ như vậy. Mà các người, mình rõ ràng đi, lão hủ lười được ra tay. Hắn lời này phía trước là hướng về phía một mặt sợ hãi Ngọc La Xà Quân theo như lời, phía sau, thì dĩ nhiên là hướng về phía quạ đen hai đầu hai yêu theo như lời. Hắn Xích Tinh Ma Quân mặc dù là ma môn đại lão, nhưng vậy là tộc người tu sĩ, và yêu tộc hệ thống tu luyện khác xa lắc xa lơ, nam viên bắc rút lui. Cho nên sau hai người đối với hắn sức hấp dẫn, xa so cái trước phải tới nhỏ rất nhiều. Ngươi, Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu thần sắc cứng đờ, cuối cùng vẫn là không nhịn được phát giận lên, lạnh lùng nói dễ nghe. Ngươi chậm chạp không động thủ, không phải là đang trì hoãn thời gian. Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ thực lực, tựa hồ không hề không có ngươi biểu hiện mạnh như vậy cứng rắn. Nếu như chúng ta ba cái thật liên hiệp, cùng ngươi liều mạng. Người cảm thấy người phần thắng thật rất lớn. Nghe vậy, Xích Tinh Ma Quân hơi ngẩn ra, chợt, sắc mặt là có chút trầm mặc. Bất quá sát theo, lại gặp hắn cười lạnh một tiếng, nhìn quả đen hai đầu ánh mắt nhiều chút nhàn nhạt âm độc, nói thật, người nói thật là không tệ, nhược chi trước, mấy người các ngươi có thể cẩn thận một chút, thời gian đầu tiên hướng ta động thủ, sợ rằng ta bây giờ đã chết. Nhưng mà nói đến đây Xích Tinh Ma Quân lại đột nhiên cười một tiếng, trên mặt, là hiện ra nhàn nhạt châm chọc, nhưng rất đáng tiếc, cơ hội liền chỉ có một lần. Bỏ lỡ, vậy thì thật là bỏ lỡ. Bây giờ, các người ba cái đối với lão hủ mà nói, đã không đủ gây sợ hãi. Ai thắng ai thua còn nói không nhất định. Quạ đen hai đầu cười nhạt, rồi sau đó hắn con ngươi chuyển hướng một bên Ngọc La Xà Quân, lạnh lùng nói, ngươi thấy rõ, chúng ta ba cái và hắn liều mạng, có lẽ có thể sống sót, nếu không bây giờ dứt khoát tự sát tính. Hiểu không? Bây giờ là tình huống gì? Ngọc La Xà Quân ngẩn ra, chợt cắn răng gật đầu ta biết. Biết liền toàn lực ứng phó. Động thủ. Hưu. Quạ đen hai đầu bóng người, cơ hồ là ở hắn tiếng nói rơi xuống cùng trong chốc lát, nổ bắn ra, yêu diễm ngút trời, khí thế kinh người, hướng Xích Tinh Ma Quân cuồng xông lên đi. Không chỉ có như vậy, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ cũng là phóng lên cao, tại ngày đó không chung, kinh khủng móng vuốt. Dò xét xuống, giống như là có thể đem cự phong cũng phá hủy diệt. Đây là liều mạng công kích, vô cùng khủng bố. Lão già kia, chết đi cho ta. Ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ dữ tợn hét. Cùng lúc đó, Ngọc La Xà Quân cũng là hung hăng cắn răng một cái, ngón tay ở đó bên hông trên túi đựng đồ lau một cái. Nhất thời, ánh sáng đại tác, vô tận kinh người sắc bén xông ra, một cái long lanh trong suốt mỏ dài xuất hiện ở trong tay hắn. Ừ. Giống như là cảm nhận được vậy dịch thấu trong suốt mỏ dài tản mát ra hơi thở mãnh liệt, Xích Tinh Ma Quân con người khẽ híp một cái, mặt âm trầm lẩm bẩm nói, hoàng kim cấp pháp bảo. Không đúng, dị bảo sao? Một giây kế tiếp, ông kinh khủng tiếng chấn động xuất hiện, vậy long lanh trong suốt mỏ dài trực tiếp là từ Ngọc La Xà Quân lòng bàn tay bay lên trời, nhanh như tia chớp, hướng Xích Tinh Ma Quân đầu xuyên thấu đi.
Tốc độ kia, vậy uy thế, đơn giản là làm Xích Tinh Ma Quân bực này đại thiên vị nhân vật đều có chút ra đầu, nghiêm nghị đứng lên. Phong ma, hắn một tiếng quát chói tai, cuồng liệt ma khí như ma sơn vậy xông ra, hình thành một vòng mực màu đen tròn vòng, ma văn lóe lên, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, lại đem vậy long lanh trong suốt mỏ dài cho che lại. Bao ở liền trên bầu trời. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy tình cảnh này, Ngọc La Xà Quân con ngươi co rúc lại, khó tin kinh hãi. Cái này long lanh trong suốt mỏ dài nhưng mà hắn đẻ đáy dương lá bài tẩy. Từng coi như là một vị nửa bước nguyên đan, cũng bị hắn một chiêu này đánh lén làm được tại chỗ bỏ mạng, có thể, nhưng bây giờ, cái này. Điều này sao có thể? Không thể nào, cõi đời này, lại có cái gì không thể nào đâu. Chính là một cái hoàng kim pháp bảo cấp bậc dị bảo mà thôi, người thật lấy là hắn liền vô địch sao? Xích Tinh Ma Quân lại lần nữa cười gằn cười, vung tay một cái, một cổ kinh khủng ma khí, giống như là gió bão vòi rồng vậy, nghịch chuyển bay lên không, đem vậy giò xuống một chảo hoàn toàn phá hủy. Rồi sau đó, còn hướng trên bầu trời vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ tiệc cuốn đi. Lão nhị cẩn thận, quạ đen hai đầu ánh mắt co rúc một cái, quát to. Nhưng mà, cái này đã muộn. Phịch, kinh khủng nổ, chấn thiên động địa. Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ trực tiếp là ở một chiêu này chính giữa, bị phá hủy thành khối vụn, hài cốt không còn. Ngươi, ngươi, thấy tình cảnh này, quạ đen hai đầu cùng với Ngọc La Xà Quân rốt cục thì thật, thật sâu sợ hãi. Cái này Xích Tinh Ma Quân, không hổ là từng đạt tới đại thiên vị chân quân cảnh nhân vật, quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Bọn họ những người này, thật là chẳng qua là có thể cho người ta nhét kẽ răng. Lão hủ cảm thấy đi, lúc này, trước quan tâm một chút chính ngươi, sẽ tốt hơn. Xích Tinh Ma Quân lười biếng lắc lắc cổ, phát ra rắc rắc tiếng rắc rắc, cười nhạt nói. Một giây kế tiếp, hắn vậy ánh mắt lãnh liệt, trực tiếp là cười gằn rơi xuống quạ đen hai đầu trên mình. Trốn! Ngay tức thì, quạ đen hai đầu trong lòng hiện ra nồng nặc sợ hãi, cái này sợ hãi, khiến cho hắn theo bản năng xoay người muốn chạy trốn. Có thể ở một vị từng là đại thiên vị chân quân cảnh ma môn đại lão trước mặt, hắn như thế nào chạy thoát đâu. Thật lâu không thử một chút một chiêu này. Còn nhớ lần trước, là Liễu Chính Thanh vậy ngoan cố không thay đổi lão già kia tiếp đây. Ngươi nếu là có thể bị chiêu này giết chết, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Chỉ gặp Xích Tinh Ma Quân run lên trường bào rách nát, nhưng tựa như cho người có dũng khí đoạt thiên tạo hóa khủng bố áp lực. Thật giống như một tòa mài núi. Đây chính là hắn Diêm Trường Thanh, khủng bố đại thiên vị nguyên đan cảnh nội tình. Tứ cực ma công. Bàn tay hắn đưa ra, đồng thời trong miệng lẩm bẩm ra làm ra đầu nổ tung ma âm tiếng. Chỉ gặp được vậy cuồn cuộn vô tận ma khí xông ra trong cơ thể hắn, từng luồng giống như ma rắn vậy, quanh quẩn ở đầu ngón tay hắn, rồi sau đó, bàn tay kia chậm rãi nâng lên, lại hung hăng một chồng. Phịch. Một tiếng chiến minh, hư không lay động. Một cái kinh khủng à tay xuất hiện ở trên trời, ngang nhiên rơi xuống. Ma dương toái không thủ. Kinh khủng lực lượng đem ngày đó trực tiếp là che mất. Dễ như bỡn. Bá. Gặp phải kinh khủng này đến không cách nào hình dung lực lượng, quạ đen hai đầu con ngươi co rúc lại, ánh mắt hiện ra tuyệt vọng, bị kinh khủng kia phong tỏa ở trên vùng đất, không cách nào nhúc nhích. Một giây kế, hắn thân thể hoàn toàn bị vậy chỉ ma thủ đắp lên. Như hủy diệt vậy chập chờn hoàn toàn nổ tung. Không, không, cái này không thể nào. Thấy tình cảnh này, chỉ còn lại hắn tự mình một người Ngọc La Xà Quân lúc này cũng là hoàn toàn thật ngu. Lâm vào đầu óc hỗn loạn sợ hãi kỳ, liền liền thụt lùi, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, nói hết rồi bây giờ các người đã không được. Không phải nếu như vậy mang không cam lòng cùng sợ hãi đi chết, mới cam tâm sao? Thật là nhàm chán à. Xích Tinh Ma Quân cười lạnh nhìn một màn này, sau đó cong ngón tay bắn ra, nhất thời vô cùng vô tận ma khí gào thét đi ra ngoài. Hướng Ngọc La Xà Quân nhào tới. Phải đem hắn chiếm đoạt, hóa là thịt máu. Đối mặt với kinh khủng này ma uy tấn công tới, Ngọc La Xà Quân là hoàn toàn tuyệt vọng. Ngồi yên tại chỗ, lần này, hắn thậm chí liền còn muốn dũng khí chống cự đều đã đánh mất. Kết thúc sao, kết thúc như vậy đi. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng ngay khi hắn nhắm hai mắt lại đồng thời, ở hắn cách đó không xa, đột nhiên lại là có một hồi không gian vặn vẹo. Rồi sau đó, ở đó vặn vẹo bên trong không gian ngay cả có hai đạo thân ảnh bình tĩnh đạp đi ra. Ừ,
Nhìn vậy vặn vẹo bên trong không gian xuất hiện ở hai đạo thân ảnh, Xích Tinh Ma Quân con người híp một cái, ánh mắt đi theo là có chút trầm xuống. Liễu Chính Thanh, người lão già này thật đúng là mệnh cứng rắn à, còn chưa có chết. Rồi sau đó, hắn hơi cười gằn nói. Như nhau, Chính Thanh đạo quân Liễu Chính Thanh nhìn một cái Xích Tinh Ma Quân, nhàn nhạt nói. Sát theo, đứng ở hắn bên cạnh đạo nhân ảnh kia, khẽ giơ lên dậy một cái tay, một món màu tím bầm trùm ánh sáng bắt đầu từ đầu ngón tay hắn bạo bắn ra, lại có thể là đem Xích Tinh Ma Quân chiếm đoạt Ngọc La Xà Quân ma khí đánh tan. Ừ, Xích Tinh Ma Quân hơi biến sắc mặt, nhìn Liễu Chính Thanh bên người trẻ tuổi kia bóng người, ánh mắt dần dần đổi được khói mù đứng lên, lại có thể đánh tan hắn ma khí. Đứa con nít này em bé, là ai? Thật lâu không cảm nhận được chết tới, Ngọc La Xà Quân không nhìn được mở hai mắt ra, lại phát hiện trước vậy mau liền đem phải đem hắn nuốt mất khủng bố ma khí, lại có thể chẳng biết lúc nào, lại đã là biến mất. Theo bản năng, Ngọc La Xà Quân có dũng khí đưa chỗ chết rồi sau đó xanh ngạc nhiên mừng rỡ. Ta không có chết, là ngươi, bất quá đi theo, hắn nhưng lại phát hiện Chính Thanh đạo quân hai người tồn tại. Trong mắt hắn rơi xuống trẻ tuổi kia bóng người trên mình, giật mình nói. Bởi vì thân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Hơn nữa kinh người hơn chính là, lúc này Trần Phi cả người nơi tản ra ngoài hơi thở, thật là cường hãn đến làm người ta chỉ. Ngươi làm sao biết? Hắn khó tin nhìn Trần Phi, không cách nào tưởng tượng, Trần Phi tại sao sẽ đột nhiên đổi được như vậy lợi hại? Làm sao biết, tại sao sẽ không? Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nói, làm sao, cứu ngươi một mạng, không biết nói cảm ơn. Cứu ta một mạng. Ngọc La Xà Quân sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc chợt tỉnh hồn trở về cảm ơn. Cảm ơn ngươi cứu ta, cầu ngươi cứu ta đi ra ngoài đi. Van cầu ngươi. Cho dù là lại không muốn, cho dù là lại bực bội, hắn bây giờ cũng rất rõ ràng, hắn chỉ có thể là cúi đầu, bởi vì Trần Phi lúc này có lực lượng đã càng hắn tưởng tượng. Mà hắn nếu là muốn sống, chỉ có cúi đầu, chỉ có cầu người sống mệnh. Ha ha, cứu ngươi đi ra ngoài. Nhưng mà, nghe vậy Trần Phi nhưng không nhịn được ha ha cười lên. Cười Ngọc La Xà Quân trong lòng có chút hoảng. Biết ta tại sao cứu ngươi sao? Trần Phi cười một tiếng, nhìn hắn, trong mắt đột nhiên đổi được băng lạnh, thật ra thì à, ta chỉ là muốn tự tay giết ngươi mà thôi. Quên trước ở bên ngoài, ngươi làm cái gì? Ta, Ngọc La Xà Quân con ngươi co giúp một cái, toàn thân hàn, ngươi sau ngay tức thì ánh mắt ngoan, linh khí cuồng liệt lăn, một cái tay, hướng Trần Phi bụng xuyên thấu đi. Phịch, rắc rắc, nhưng mà, một giây kế mọi người bên tai trực tiếp là vang lên nặng nề tiếng va chạm, cùng với, thanh âm xương vỡ vụn. Làm sao, vui không? Trần Phi không có chút nào tổn, lập tại chỗ, cười mỉa nhìn vậy mặt đầy, đã là leo lên, hiện đầy vô tận hoảng sợ Ngọc La Xà Quân. Người sau dùng để đánh lén cái tay kia, đã là chiết, đau nhức vô cùng. Một màn này, liền Xích Tinh Ma Quân đều có chút khẽ cau mày. Vèo. Sát theo, Trần Phi một cái tay lộ ra, trực tiếp là đem Ngọc La Xà Quân cổ bóp, đem cả người cũng xách lên. Nhìn Ngọc La Xà Quân một đôi kinh hoàng, ánh mắt tuyệt vọng, Trần Phi cười một tiếng, tạm biệt. Phịch kinh khủng vô hạ kiếm ý xông ra bên ngoài cơ thể, Ngọc La Xà Quân, bị cái này sắc bén kiếm ý miễn cưỡng vặn cổ chết. Làm xong hết thảy các thứ này, lần nữa hoàn mỹ, chân thiết cảm nhận được mình sinh mạng mới lực lượng, cho dù là chính hắn, lúc này cũng là không nhịn được ánh mắt kích động, tâm thần rung chuyển lên. Không hổ là chân nhân cảnh tứ trọng thiên, lực lượng này, thật là tăng vọt thật lợi hại. Trong lòng của hắn kích động được lẩm bẩm nói. Không sai, ở nuốt vào viên kia yêu vương cảnh hoang thú yêu đan sau đó, hắn trực tiếp là từ chân nhân cảnh tầng 3, một đường bão tố thăng cho tới bây giờ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Đây là khái niệm gì đâu? Ừ, cái loại đó khái niệm đại khái chính là, coi như là hắn bây giờ rất rõ ràng, sắp đối mặt kẻ địch, là vị từng là chân quân cảnh đại thiên vị ma môn đại lão nhân vật hung ác. Có thể hắn bây giờ vậy vẫn có thể trấn định tự nhiên. Thậm chí là, còn có thể ôn hòa nhã nhặn quan sát đối phương. Tiền bối, đây chính là Xích Tinh Ma Quân sao? Không hổ là từng cùng ngươi hợp lại đến lưỡng bại câu thương nhân vật, bực này ma khí, tốt kinh người sao? Hơi híp mắt đánh giá đối phương, Trần Phi chậm rãi nói. Đúng vậy, Chính Thanh đạo quân Liễu Chính Thanh khẽ gật đầu, trên mặt vậy bình tĩnh sắc thái,
lúc này cũng là đều bị thu liễm. Thay vào đó, là một loại vẻ ngưng trọng. Diêm Trường Thanh, cái này cũng 300 năm, chúng ta bây giờ, hay là nên có một cái kết liễu chứ? Chính Thanh Đạo Quân thanh âm trầm thấp nói. Trên thực tế, năm đó đụng nhau, hắn vẫn là có chút không bằng đối phương, nếu không, tay cầm niết bàn ao máu hắn, tiên thiên lên liền chiếm một ít ưu thế, vậy chưa đến nỗi có thể luân lạc tới như ngày hôm nay. Cho nên tổng mà nói, cái này xích tinh ma quân rất khủng bố đến làm hắn Liễu Chính Thanh cũng không dám chút nào khinh thường. Chấm dứt, đúng vậy, chúng ta giữa đúng là nên làm một chấm dứt. Đứa con nít này em bé, là ngươi tìm tới người giúp. Xích tinh ma quân bình thản nói, ánh mắt, lạnh nhạt rơi xuống Trần Phi trên mình. Không có biện pháp, ta bây giờ cũng chỉ là thần hồn trạng thái, ở ngươi trước mặt, có thể nói là không có chút nào sức chiến đấu. Hơn nữa, nói thật, cho dù là lại đánh một lần, ta cũng không lòng tin có thể thắng ngươi, là có, chỉ có thể tìm người trợ giúp tới giúp ta một tay hả? Chính Thanh Đạo Quân nhàn nhạt nói. Người lão này còn có thể như vậy nâng đỡ ta, không nghĩ tới à? Bất quá, liền đứa con nít này em bé, ngươi thật cho rằng hắn có thể thắng ta, mà không phải là, bị ta Diêm Trường Thanh cho nuốt trọn, thành là lão hủ thịt máu. Xích tinh ma quân lắc đầu một cái, cặp mắt, bỗng là nổi lên lau một cái thâm độc lạnh lùng vẻ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, sát khí sôi trào. Như vậy đứa con nít nhỏ em bé, cho dù là có chút cổ quái, có thể hắn Diêm Trường Thanh đời này chẳng lẽ còn giết thiếu sao? Căn bản không đủ gây sợ hãi. Vậy chỉ có thể xem hai ta vận khí. Nếu như hắn thua, ta cái mạng này đưa cho ngươi, lại ngại gì? Chính Thanh Đạo Quân cười một tiếng, nhường đường. Sát theo, Trần Phi từ hắn bên người mặc đi lên, hơi giơ tay lên, trịnh trọng nói, vãn bối Trần Phi, xin chỉ giáo. Hiển nhiên, cho dù là hắn hiện ở đột phá đến chân nhân cảnh tứ trọng thiên, thực lực cũng có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, có thể đối mặt với đối phương hạng nhân vật này, từng chăn tới chân quân cảnh đại thiên vị xích tinh ma quân, hắn vẫn là không dám chút nào khinh thường. Vô cùng thận trọng. Hơn nữa, cho dù là lực lượng bây giờ của hắn, từ trên người đối phương, lại cũng vẫn có thể nhận ra được tương đương nguy hiểm hơi thở, loại khí tức đó, coi như là tạm còn không bằng bên ngoài vậy hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh, khá vậy tuyệt đối là xong hết rồi. Tựa như cùng 10 theo 7 8 chênh lệch như nhau. Nói cách khác, nếu như hắn có thể đánh hạ đối phương cái này tôn tồn tại, như vậy, hắn sức chiến đấu bị coi là nhỏ yếu nhất một nhóm kia tiểu thiên vị chân quân cảnh, vậy tuyệt đối là không quá đáng chút nào. Chân nhân cảnh tứ trọng thiên, nếu là có thể có đủ để sánh bằng tiểu thiên vị chân quân cảnh sức chiến đấu, truyền đi, chỉ sợ sẽ làm người ta long trời lỡ đất. Liễu Chính Thanh cho ngươi điều kiện là cái gì? Xích tinh ma quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đột nhiên hỏi. Ừ, Chính Thanh Đạo Quân nhướng mày một cái. Trần Phi nghe vậy vẫn là hơi ngớ ngẩn, mới cười lắc đầu nói, Liễu tiền bối cho ta điều kiện, tiền bối ngươi sợ rằng không cho được ta. Lão hủ không cho được. Xích tinh ma quân châm chọc cười một tiếng, nói đi, là cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút xem, kết quả là thứ gì, là Diêm Trường Thanh không cho được. Niết bàn ao máu. Trần Phi cười nói. Nghe vậy, xích tinh ma quân sắc mặt trực tiếp là cứng đờ. Một giây kế tiếp, liền gặp hắn mặt đầy thâm độc nhìn Chính Thanh Đạo Quân, lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới. Ban đầu ngươi nếu là như thế bỏ được, cần gì phải rơi vào ngày hôm nay đất này bước. Không thể không nói, Trần Phi nói không sai, điều này kiện, hắn đích xác là không cho được. Vậy niết bàn ao máu hắn thế ở tất được, phải đạt được. Ha ha, Chính Thanh Đạo Quân ha ha cười một tiếng, không nói gì. Năm đó, hắn Liễu Chính Thanh cũng không phải là thật không như ngươi Diêm Trường Thanh, cho nên, dựa vào cái gì muốn bỏ được. Gặp Chính Thanh Đạo Quân trên mặt a cười, xích tinh ma quân không nhìn được sắc mặt khói mù hừ lạnh một tiếng, vậy uy nghiêm con ngươi, lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt, giữ tợn lạnh nhạt nói, bây giờ đàng hoàng cút. Có lẽ lão hủ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không... liền đem mệnh ở lại đây đi. Nghe vậy Trần Phi hai tròng mắt trầm xuống, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người run lên, lại trực tiếp là mang theo từng luồng ngọn lửa. Một khắc sau, liền gặp hắn bình thản nói, kính ngươi là tiền bối, ta nói chuyện khách khí chút. Động thủ đi. Hắn lời nói này được bình thường nhàn nhạt, nhưng mà lời nói ra, nhưng làm hắn xích tinh ma quân không khỏi sắc mặt lập tức âm lạnh lên.
Tốt Tiêu Sái phách khí, ha ha. Phải, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy lão hủ là được toàn ngươi. Oanh, một tiếng rên, ở sau lưng, ngút trời vậy ma khí dũng động đi ra. Mà vậy ma khí khủng bố, liền không gian đều tựa như là phải bị hắn đánh xuyên, này cảnh tượng rung động, đơn giản là kinh người nghe. Xích Tinh Ma Quân chính là đại thiên vị nhân vật, coi như là hôm nay, hổ xuống đồng bằng, hắn khủng bố, chỗ đáng sợ vậy phi phàm người có thể tưởng tượng. Nếu không, bá vương Thương Từ Liệt, Thiên Yêu Tông Quả Đen hai đầu dầu gì cũng là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, nhưng như thế nào chết dứt khoát như vậy, chết như vậy không có lực phản kháng. Oanh! Làm lời nói tiếng rơi xuống, hư không chấn động một cái, ma khí đấu chuyển, nháy mắt tức thì, một cổ không cách nào hình dung khủng bố khí thế uy thế giống như là gió bão vậy, bạo phát ra. Ùn ùn kéo đến, trực tiếp là hướng Trần Phi chỗ ở khu vực cuộn sạch đi. Ầm ầm ầm, kinh khủng ảo uy giống như là ngút trời kiêu căng vậy, dễ như bỡn nghiền ép mà qua, hư không trực tiếp là nứt ra, hiện ra từng viên màu xám trắng đường vân. Hiển nhiên, đó chính là vết nứt không gian. Là bị Xích Tinh Ma Quân kinh khủng này thủ đoạn nơi đánh rách mở. Tuy nói Xích Tinh Ma Quân lực lượng bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ giống như là nửa bước nguyên đan tả hữu trình độ, nhưng có một chút, trong cơ thể hắn ma khí dẫu sao là từng đạt tới đại thiên vị như vậy cao độ, tầng thứ bất đồng, chất lượng không giống nhau. Tựa như cùng là đồng xanh cùng hoàng kim vậy, uy lực, tự nhiên cũng không cách nào bình thường coi chi. Hơn nữa, từng chăn tới đại thiên vị vậy chờ kinh khủng à cửa đại lão nhân vật, ai không là cầm núi thây biển máu đống đi ra ngoài. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú phú, cũng là đủ để làm người ta giận sôi. Cho nên, chỉ là một kích này, liền tinh tế cho thấy hắn, Xích Tinh Ma Quân khủng bố. Từng là đại thiên vị nhân vật đứng đầu hùng uy. Phịch, hư không run run, phụt ra phụt vô tinh khí, như bảo bánh xe, dễ như bỡn hạ xuống ở Trần Phi trên mình. Vậy uy thế thật sự là khủng bố. Mà đang đối mặt cái này uy thế kinh khủng, coi như là Trần Phi, hiện nay thực lực tăng vọt hắn, cũng là không nhịn được ánh mắt hơi đông lại một cái, bất quá rồi sau đó, lau một cái sôi trào chiến ý, nhưng cũng là từ hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nổ tung hiện ra. Có thể cùng nhân vật như vậy động thủ, cũng coi là ta bây giờ vinh hạnh chứ. Hắn tự lẩm bẩm, khoát tay, từ Tiêu Phù Văn trực tiếp là giống như cổ xưa chú văn vậy. Một chút xíu xuất hiện ở hắn trên người. Mà phù văn kia xuất hiện, vậy làm Trần Phi nguyên bản thì đã rất kinh khủng hơi thở, lại còn lại lần nữa nhảy lên tới một cái mới điểm chí cao. Ừ, xa xa, cảm nhận được Trần Phi hơi thở này biến hóa, vô luận là Chính Thanh Đạo Quân, hoặc giả là Xích Tinh Ma Quân, ánh mắt đều là không nhịn được hơi đông lại một cái. Kinh nghi, đây là cái gì thủ đoạn, liền Chính Thanh Đạo Quân cũng không nhìn thấu Tử Tiêu phù văn, rung động lẩm bẩm nói. Hừ, giả thần giả quỷ, Xích Tinh Ma Quân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là ra tay. Oanh, áp lực kinh khủng cuối cùng là hạ xuống, đặt ở Trần Phi trên mình. Ông, có thể đối mặt với kinh khủng kia, đáng sợ ma diễm oai, Trần Phi nhưng lại có thể mặc cho lực lượng kia, đem hắn cho che mất. Chính Thanh Đạo Quân ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng, Xích Tinh Ma Quân trong mắt hiện ra nhàn nhạt cười nhạt. Coi như sau đó một khắc. Một tiếng làm người ta màng nhĩ nổ tung vang lớn, làm Xích Tinh Ma Quân trên mặt cười nhạt trực tiếp là hơi cứng lại. Hống! Đinh tai nhức óc tiếng giống giận xuất hiện, một tôn người khổng lồ, từ vậy ma diễm ngập trời ma khí chính giữa xuất hiện, thân thể cao lớn, tràn ngập mênh mông, kinh người Tử Tiêu phù văn lên chấp động các loại đáng sợ nguyên tố sấm gió, nước lửa, quang ám. Cùng với vậy nhất kinh khủng nhất, ngày chi mới đầu Tử Tiêu khí. Phịch! Rắc rắc! Rắc rắc, lại cả người gầm thét, chỉ gặp người khổng lồ kia tiện tay một hồi, trên bầu trời, giống như là bị khổng lồ lực chấn động rung động vậy, chỉ gặp được hắn nguyên bản Xích Tinh Ma Quân nơi bộc phát ra, muốn chèn ép ở Trần Phi khủng bố ma uy, lại thật giống như có thực chất vậy. Như thủy tinh rắc rắc vỡ vụn, nhanh chóng tiêu tản ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Trần Phi triển hiện ra khí thế đạt tới năng lượng, vô luận là Chính Thanh Đạo Quân, hoặc giả là Xích Tinh Ma Quân. Lúc này đều là không nhịn được thở một hơi thật dài, rung động nhìn người khổng lồ kia, ánh mắt, hoặc là kinh nghi, hoặc là khói mù híp lại. Thằng nhóc này hắn, kết quả là lai lịch gì? Chính Thanh Đạo Quân không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn đã không phải lần thứ nhất có như vậy than thở. Có thể cho dù là không người trả lời hắn,
ước chừng chẳng qua là hắn vừa nói như vậy, vậy đại biểu hàm nghĩa thì đã là đủ để làm người ta toàn thân phát rét. Có thể để cho một vị từng là chân quân cảnh đại thiên vị nhân vật đứng đầu như vậy bị rung động đến, cái loại đó tầng thứ rung động, là nên có kinh khủng dường nào, mới có thể làm được. Cùng lúc đó, gặp phải Trần Phi lúc này triển hiện ra kinh khủng kia khí thế, cho dù là Xích Tinh Ma Quân, hắn lúc này cũng không nhịn được gương mặt khói mù đứng lên. Vậy khói mù chính giữa, thậm chí còn tràn đầy chút bất an. Bất quá, hắn Diêm Trường Thanh dẫu sao là ma môn đại lão, chân chính nhân vật đứng đầu, cho dù là bất an, vậy chưa đến nỗi là sợ. Vì vậy sát theo, khủng bố một tiếng chấn minh, đi đôi với vậy càng là kinh khủng ngút trời ma diễm, trực tiếp là bạo phát ra. Cùng vậy Trần Phi tử tiêu khí bắt đầu đối lập. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Dung nham hồ trên đảo không, hai bóng người xa xa đối lập, nhưng mà vậy từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra khí thế, hắn đáng sợ trình độ, thậm chí liền lúc này dưới chân bọn họ vậy dung nham hồ, đều bắt đầu bốc hơi sôi trào lên. Như vậy dọa người. Xích Tinh Ma Quân hắn lúc này hắn đổ nát thân thể đã bị từng tầng một đáng sợ ma khí nơi còn quấn. Vậy ma khí giống như là có sinh mệnh vậy, ngọa nguậy, tràn đầy làm người ta nghẹt thở cùng khí tức hủy diệt. Công pháp hắn tu luyện tên là Tứ Cực Ma Công, chính là kiềm nam cổ quốc gia, những thứ khác cổ tu chân quốc độ ma đạo bí điển, hắn lợi hại trình độ, viên mãn tầng thứ coi như là đối với truyền thuyết kia ở giữa, cổ vương. Chân quân cảnh tới thiên vị tất cả đều là hoàn toàn không giả. Mà Trần Phi đâu, hắn tu luyện Tử Tiêu Tài Quyết chân công. Hắn đáng sợ trình độ lại là không cần thiết nhiều lời. Nhìn tổng quát toàn bộ tu chân giới thánh anh cảnh trở xuống công pháp, trước 10 vị trí, nhất định có cái này Tử Tiêu Tài Quyết chân công vị trí. Ta thừa nhận ta tựa hồ có chút xem thường ngươi, bất quá, chỉ như vậy có thể chứng minh không là cái gì. Xích Tinh Ma Quân nhàn nhạt nhìn Trần Phi, thái độ đó mặc dù như cũ không tốt, có thể cho người cảm giác vậy còn rõ ràng có thể nhìn ra. Hắn bây giờ... ít nhất đã là không đem Trần Phi làm, đứa con nít nhỏ em bé, nhìn. Có thể bị một vị đại thiên vị lão ma đầu làm là khó giải quyết nhân vật mà đối đãi, bản thân này, không thể nghi ngờ chính là một loại thiên đại đồng ý. Không nghi ngờ chút nào. Tiền bối còn cần ta tiếp theo chứng minh sao? Trần Phi cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Vậy thì thử một chút xem sao. Xích Tinh Ma Quân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo một cái chớp mắt gian, hắn trực tiếp là lựa chọn ra tay. Chỉ gặp được hắn bàn chân dẫm một cái, ma diễm ngút trời, khí thế xuyên qua vân tiêu, trong nháy mắt, ở dưới chân hắn phía dưới dung nham hồ cũng đã là lăn lộn. Mà thân hình, chính là hóa là một đạo ma quang, một cái lóe lên, cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không. Cự hóa chi thuật, vật này ta ma môn đều đã chơi chán. Nhìn dưới chân Trần Phi khổng lồ kia người khổng lồ thân thể, Xích Tinh Ma Quân cười lạnh cười, khoát tay. Cánh tay hắn lại cái này ngay tức thì nghênh gió mà tăng, cực độ nhanh chóng bành trướng. Không tới một giây đồng hồ, vậy trên bầu trời, trực tiếp là có một cái đen thui như mực to lớn ma ảnh xuất hiện. Hống, một tiếng lạnh thấu xương gào thét, ma ảnh kia biến thành che khuất bầu trời ma rắn, hướng Trần Phi răng nhọn cắn, nuốt trời sâu ngày vậy, quá kinh khủng. Mà lại đối mặt cái này có thể nói hủy diệt bá đạo thế công, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái. Cũng là lập tức không chút do dự ra tay. To lớn quả đấm, tràn ngập Tử Tiêu phù văn mang theo lực lượng đáng sợ, cùng vậy che khuất bầu trời ma rắn đụng nhau. Nhất thời, vân không run lên. Trần Phi thân hình khổng lồ dưới chân khu vực, tòa kia hòn đảo, lại trực tiếp là dọc theo bờ hồ tuyến bắt đầu sụp đổ. Mặt đất bị rung sụp ra một vài mười dặm hố sâu to lớn, dung nham nước hồ điên cuồng quán chú đi vào, sương mù bốc hơi lên, tình cảnh long trời lở đất. Rơi xuống tinh quyền. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cặp mắt tràn ra lau một cái vừa dày vừa nặng tàn khốc, thân thể cao lớn như tia chớp vậy lưu chuyển, đôi chân vừa đạp, lại bay vọt tới bầu trời, một quyền hướng Xích Tinh Ma Quân hung hăng nghiền ép đi. Dọc đường hư không, hư ảnh hiện lên, một quyền này giống như là phá hủy sao rơi. Phịch. Xích Tinh Ma Quân cứng rắn ăn một quyền này, tầm thường thân thể, bị vậy lực lượng kinh khủng trùng trùng oanh rất rơi xuống bầu trời. Đụng vào trên vùng đất, nhấc lên kinh người chấn động, đất rung núi chuyển. Như vậy kế tiếp, ở đó đất rung núi chuyển hỗn loạn bụi mù chính giữa, một đạo thân ảnh lại là không chút tổn hao nào lại lần nữa phóng lên cao. Thằng nhóc giỏi, thật là có một tay à, chỉ gặp Xích Tinh Ma Quân mặt đầy khói mù gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khoát tay,
Trước vậy chỉ màu đen tháp đá liền giống như là cực quang vậy xông về Trần Phi. Phốc suy. Màu đen kia tháp đá tột đỉnh nóc ngưng tụ ra màu xám đen ma khí, vô tận làm người ta hít thở khó khăn lực lượng tràn ngập ở trong đó. Vậy trình độ kinh khủng, liền Trần Phi đều là không nhịn được ánh mắt hơi đông lại một cái, hoàng kim cấp pháp bảo. 20 tầng cấm chế. Vẫn là 21 nặng. Giương tay một cái, Trần Phi lúc này vậy là không dám khinh thường chút nào, đem vậy bát cung huyền tháp gọi về đi ra. Ông kim quang lóe lên, bát cung huyền tháp nghênh gió bành trướng, trực tiếp là đem hắn cho bao lại. Một giây kế, tháp đá giống như là bom nguyên tử vậy hướng hắn nổ tung đánh tới. Oanh! Vô tận sóng trùng kích, vô tận chấn động, liền vậy dung nham hồ nổi loạn nham thạch nóng chảy nước hồ đều là nhấc lên mấy ngàn thước cao độ. Kinh người nghe! Mà lúc này, Trần Phi bát cung huyền tháp vậy đã lại là đem kinh khủng kia tháp đá oanh đụng cho cản lại. Hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Thấy tình cảnh này, xích tinh ma quân âm trầm trong mắt co giúp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy chiếu lấp lánh bát cung huyền tháp, xui nói. Hiển nhiên, hắn có thể không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể có hoàng kim cấp pháp bảo cái này các thứ. Rắc rắc! Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo tiếng vang. Ừ! Làm chính thanh đạo quân cùng với xích tinh ma quân cùng ánh mắt hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Tét, chỉ gặp vậy nguyên bản kim quang lòe lòe bát cung huyền tháp, hắn bề ngoài lúc này lại có thể xuất hiện một cái chiếm cứ 1/5 nhiều một chút diện tích vết nứt. Vèo, Trần Phi từ vậy bát cung huyền tháp trong bay ra, thấy tháp lên vậy vết nứt, không nhịn được bận tâm vậy lòng đau. Lộ ra cười khổ, bát cung huyền tháp cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Mà xích tinh ma quân trên tay tháp đá, ít nhất là 20 tầng cấm chế, thậm chí 21 nặng. Là cùng cách thật lò một cấp bậc. Cái này bát cung huyền tháp coi như là lực phòng ngự mạnh hơn nữa, có thể dẫu sao cấp bậc chênh lệch xa như vậy, kia chống đỡ được. Xem ra như vậy, phong vũ lôi điện đồ cũng vô ích chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, phong vũ lôi điện đồ cùng bát cung huyền tháp lực phòng ngự không sai biệt lắm, người sau không ngăn được, cái trước, tự nhiên cũng là không việc gì hí. Thắng sao, thấy vậy, xích tinh ma quân trên mặt hiện ra đắc ý cười nhạt. Như chẳng qua là cấp bậc thấp hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, há lại chống đỡ được hắn toái ma tháp. Chưa chắc, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, dị biến phát sinh. Ừ, nhận ra được cái này nhàn nhạt tiếng nói xuất từ chính thanh đạo quân miệng, xích tinh ma quân không khỏi sắc mặt mãnh biến đổi, liễu chính thanh, người muốn làm gì? Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết. Chỉ gặp được cái này trụy thần cốc bên trong cốc chỗ ở không gian, bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Trên bầu trời, chợt là có hồng lam thanh hoàng bốn loại màu sắc triệu chùm ánh sáng khoa trương cuốn lên, lại đem vậy đầy trời ma khí đều là đè lại. Một giây kế, một cổ hào hùng lực lượng từ vậy trên bầu trời thấu chiếu xuống tới, đem xích tinh ma quân, toái ma tháp, bao phủ ở. Cuối cùng ở ầm ầm đồ sộ trong tiếng, toái ma tháp lại có thể bị hút đi. Diêm Trường Thanh ngươi cũng đừng quên, ngươi có toái ma tháp, ta cũng có bốn phương cờ. Ta mặc dù không có thể nhúc nhích ngươi trực tiếp động thủ, có thể điều khiển bốn phương cờ, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Chính Thanh đạo quân nhìn mặt đầy xanh mét xích tinh ma quân, tự tiếu phi tiếu nói. Hắn bốn phương cờ cùng Diêm Trường Thanh toái ma tháp đều là 21 tầng cấm chế cao cấp hoàng kim pháp bảo, muốn đem kéo, cũng không phải là việc khó gì. Xích tinh ma quân hai tròng mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm chính thanh đạo quân, hồi lâu, mét khối mới dần dần bình phục, ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, tràn ra sâu đậm băng hàn khí thế. Trước làm thịt ngươi, ta lại đi thu thập lão già kia. Hắn lạnh lùng nói. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, cái này lão ma đầu hiện vào lúc này là thật nổi giận. Một giây kế tiếp, liền gặp xích tinh ma quân trực tiếp là ra tay. Cho người đoạt thiên tạo hóa khủng bố áp lực hạ xuống, ma âm sâu trời, cuồn cuộn phun trào, tụ chung một chỗ, thật giống như một tòa ma sơn. Tứ cực ma công. Bàn tay hắn đưa ra, đồng thời trong miệng lẩm bẩm ra làm ra đầu nổ tung ma âm tiếng. Chỉ gặp được vậy cuồn cuộn vô tận ma khí xông ra trong cơ thể hắn, từng luồng giống như ma rắn vậy, quanh quẩn ở đầu ngón tay hắn, rồi sau đó, bàn tay kia chậm rãi nâng lên, lại hung hăng một chồng. Phịch. Một tiếng chiến minh, hư không lay động. Một cái kinh khủng à tay xuất hiện ở trên trời, ngang nhiên rơi xuống. Ma dương toái không thủ. Kinh khủng lực lượng đem ngày đó trực tiếp là che mất.
dễ như bỡn. Trần Phi con người co rúc lại, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng là không chút do dự bạo phát ra cả người từ tiêu phù văn ẩn chứa tất cả lực lượng. Thoáng chốc gian, thiên diêu địa động, một cổ phảng phất là từ ngày chi mới đầu bàng bạc sợ hãi, hiển hiện ra. Tử tiêu tài quyết chân công. Hắn một tiếng than nhẹ, thân thể cao lớn, trước ngực vị trí, vô tận tử tiêu khí vọt tới, ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng trực tiếp là bị nén thành một viên lóng lánh nhức mắt quang cầu. Quang cầu lên hiện đầy phong cách cổ xưa, khí tức tang thương, làm người ta cảm giác được hủy diệt. Cái gì, cảm nhận được Trần Phi một chiêu này khủng bố, liền Xích Tinh Ma Quân cũng là không nhịn được ra đầu một nổ, con ngươi teo lại tới. Tiền bối, xem ra ngươi vẫn là đem ta làm có thể tùy tiện bóp trái hồng mềm. Vậy đã như vậy, nếu không ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này. Đón Xích Tinh Ma Quân vậy ánh mắt kinh hãi, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, chợt, cuồng liệt tiếng giống giận vang khắp thiên địa. Tử tiêu tài quyết chân công, phá ma ngọc. Một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt gian, bầu trời vỡ vụn, vết nứt không gian rậm rạp chẳng chịt hiện lên, sau đó, vậy lóng lánh nhức mắt quang cầu tựa như cùng là dễ như bỡn vậy, hủy diệt bắn mạnh tới. Chỗ đi qua, không gian toàn bộ sụp đổ. Mà lúc này, Xích Tinh Ma Quân, Ma Dương Toái Không Thủ, cũng là vô cùng mãnh liệt bao phủ tới, cuối cùng ở đó chính Thanh Đạo Quân khẽ run ngay trong ánh mắt, hai người, hung hăng đụng vào nhau. Phịch, ầm ầm ầm, nặng nề tiếng chấn động, không cách nào hình dung vang lớn vang khắp sấm sét. Đáng sợ sóng trùng kích điên cuồng tàn phá mở. Trên vùng đất, đầu tiên là vậy dung nham hồ đảo trực tiếp bị kinh khủng này sóng trùng kích phá hủy, tất cả đất đai, tất cả đều hòa tan ở vậy ngất trời động địa dung nham chính giữa. Kinh khủng hơn là ở đó va chạm đất, trong hư không, lại trực tiếp là dọc theo liền gần 10.000 gạo vết nứt không gian, mình đầy thương tích một mảnh. T. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Kinh khủng như vậy chấn động, thậm chí cũng đã là ảnh hưởng đến bên ngoài cốc. Chỉ gặp ở đó bên ngoài cốc chính giữa, bởi vì bị thương mà cũng không có tiến vào bên trong cốc Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, cùng với Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo sinh vật, trước mắt rung động ngẩng đầu nhìn bên trong cốc phương hướng, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở nơi đó, vào giờ phút này bên trong cốc khu vực, bầu trời khu vực trực tiếp là bị một đoàn kinh khủng xuyên qua chi mây cho bao phủ. Vậy hỗn loạn trong tầng mây gian, hiện đầy ma khí đạt tới tử tiêu sấm sét, kinh khủng đụng nhau, kinh khủng lần lượt thay nhau. Trong đó gian vị trí, hắn còn trực tiếp là bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, bên trong cốc chiến trường khu vực, Trần Phi hắn vậy thân thể cao lớn trực tiếp là bị cái này lực lượng đáng sợ rất miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Trên mặt đất, xuất hiện chân hắn trưởng đẩy ra ngoài dài dài kẽ hở. Cùng lúc đó, Xích Tinh Ma Quân chỗ ở khu vực vậy hoàn toàn là bị vậy tử tiêu hơi thở bao phủ. Sấm sét gào thét, ngân xà cuồng vũ, thật giống như hủy diệt vậy cảnh tượng. Thắng, chính Thanh Đạo Quân ánh mắt có chút kích động nhìn một màn này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, lần này giao phong, vẫn là Trần Phi chiếm cứ một ít lên gió. Như vậy một lát sau, bụi mù dần dần tản đi, vậy mình đầy thương tích trên bầu trời, một đạo thân ảnh cả người là máu chật vật đứng ở nơi đó, thở hổn hển, tóc tai bù xù, làm chính Thanh Đạo Quân rốt cục thì không nhịn được ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Diêm Trường Thanh, lần này là thật bị thương. Liễu Chính Thanh, không thể không nói, ngươi thật là tìm tới cái trợ giúp tốt à. Xích Tinh Ma Quân cắn răng uy nghiêm nói. Hắn ánh mắt, lúc này lạnh như băng rơi vào Trần Phi trên mình, hận không được đem hắn tháo ra tám khối, nuốt ăn. Trần Phi lúc trước một chiêu kia, nếu không phải hắn căn cơ đủ dày, như nếu đổi lại là phổ thông chân quân cảnh tiểu thiên vị, sợ rằng không chết cũng phải bị đánh giết thành trọng thương. Như vậy thủ đoạn, coi như là hắn Diêm Trường Thanh, cũng đích xác là không có biện pháp không đồng ý, không thừa nhận hắn lợi hại à. Vận khí tốt mà thôi, chính Thanh Đạo Quân chậm rãi nói, có thể gặp Trần Phi cái này quái thai, đúng là, thật sự là hắn vận khí tốt. Xích Tinh Ma Quân than nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa, hắn trạng thái bây giờ đã là đèn cạn dầu. Loại trạng thái này hạ, nếu là thật đánh tiếp nữa, sợ rằng thật sẽ chết. Ngươi tên gọi là gì? Xích Tinh Ma Quân ngẩng đầu lên quét mắt Trần Phi, nhàn nhạt nói. Trần Phi kiêng kỵ nhìn đối phương, nói. Ta nhớ ngươi, Xích Tinh Ma Quân thật sâu nhìn hắn một mắt, chợt bàn tay vừa nhấc, lại là đối ngực thẳng tắp chính là một trưởng đi xuống. Phịch, không thấy được máu tươi đầm đìa cảnh tượng, ngược lại,
vô căn cứ xuất hiện một đoàn ma khí, lại đem Xích Tinh Ma Quân nuốt. Rồi sau đó, vậy ma khí giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Chớp mắt gian, liền không có ở đây tung tích. Trần Phi cả người chấn động một cái, khiếp sợ nhìn vậy ma khí, nói chính xác hơn, hẳn là Xích Tinh Ma Quân biến mất khu vực, cái này. Cái gì, chính Thanh Đạo Quân cũng là ánh mắt co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vậy ma khí biến mất khu vực, hồi lâu sau đó, mới đột nhiên lắc đầu than thở một tiếng, nói tên này lại là một cái phân thân. Ta Liễu Chính Thanh, chính là vào một cái phân thân dây dưa lâu như vậy nhiều năm. Hắn mặt đầy đắng chát, có chút khó mà tiếp nhận cái này thực tế. Phân thân, Trần Phi cũng là ngây ngẩn, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bất quá ước chừng chẳng qua là một cái phân thân, lại có thể liền có thể có đại thiên vị thực lực, cái này Diêm Trường Thanh kết quả là ai? Ban đầu, hắn tại sao không thân từ tới đâu? Liễu Chính Thanh gật đầu một cái, lại trên mặt lộ ra sâu đậm nghi ngờ. Chính là một cái phân thân, lại có thể đạt tới lớn thiên vị cảnh giới, như vậy Xích Tinh Ma Quân Diêm Trường Thanh bản thể có thể thật lợi hại, thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu, lười được còn muốn cái này nhàm chán vấn đề. Vèo, khoát tay, một đạo linh quang cuốn lên, vậy cái bao quanh trường bào màu xanh hải cốt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng là để cho bọn ta đến cái ngày này à? Liễu Chính Thanh phức tạp nhìn chính hắn thân xác, một khắc sau, trực tiếp là thần hồn biến thành một đạo chớp sáng, sáp nhập vào vậy hải cốt chính giữa. Ông hư không xuất hiện một hồi chiến minh, vậy bọc trường bào màu xanh hải cốt tỏa sáng sáng lên, sát theo, lại rất trong thời gian ngắn liền bắt đầu dài ra mới máu thịt. Sống lại đứng lên, thấy vậy Trần Phi con người hơi nhanh tránh, vẫn là im lặng không nói, yên tĩnh nhìn đối phương máu thịt sống lại. Rất nhanh. Vậy hài cốt liền nặng xanh thành người có máu có thịt. Ngay sau đó, một cổ hào hùng thần hồn khí từ hắn bóng người sau lưng hiện ra, như vậy chèn ép làm Trần Phi ra thịt cũng cảm nhận được đau nhói. 300 năm, cuối cùng là lại sống đến giờ. Không dễ dàng à, chính Thanh Đạo Quân mở mắt lần nữa, mà lần này, cũng không phải lấy thần hồn trạng thái, mà là chân chân chính chính máu thịt thân xác trạng thái. Cái này làm hắn cảm khái muôn vàn. Chúc mừng tiền bối sống lại thành công. Một bên, Trần Phi giơ tay lên một cái, chúc mừng nói. Nhờ phúc của ngươi, nếu không ta bây giờ sợ rằng đã bị vậy Diêm Trường Thanh ăn chứ. Chính Thanh Đạo Quân lắc đầu một cái, trịnh trọng kỳ sự hướng Trần Phi hơi một cung, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tóm lại, ta Liễu Chính Thanh đáp ứng, liền cũng nhất định sẽ làm được. Ngươi yên tâm đi. Vừa nói, Liễu Chính Thanh giơ tay lên một quyển. Vậy trường bào màu xanh ống tay áo lại có thể vô căn cứ huyễn hóa ra một đạo mưa gió, hướng cặp chân kia hạ tràn vào đã lắng xuống dung nham hồ bao phủ đi xuống. Một khắc sau, liền gặp vậy dung nham hồ lại có thể hoàn toàn bị đổ cuốn lại, ở đó sáng chói hồng quang hạ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng, rơi xuống Liễu Chính Thanh trong tay, ngưng tụ thành một vũng màu đỏ thẫm sống nước suối. Ước chừng chỉ lớn bằng bàn tay, mà vậy nước suối tuy hiện đầy màu đỏ thẫm, nhưng lại còn trong suốt thấu để, oánh oánh tỏa sáng. Thậm chí hắn bên trong mơ hồ tràn ra tới hơi thở, vậy cổ xưa, tang thương trình độ, làm Trần Phi cảm nhận được đều là không nhịn được mắt co rúm một cái, hô hấp trùng trùng dồn dập. Tiền bối, đây là, hắn đã đoán được câu trả lời, có thể vẫn là muốn hỏi lại một chút. Lại chắc chắn một chút. Ha ha, đây không phải là ngươi muốn vật kia sao? Chính Thanh Đạo Quân khẽ cười, phức tạp ánh mắt. Là rơi xuống vậy màu đỏ thẫm sống suối lên. Một lúc sau, hắn rốt cục thì chính miệng nhẹ giọng nói ra nó tên chữ. Nó chính là, Niết Huyết Trì. Đây chính là vậy Niết Bàn Ao Máu. Trần Phi không kịp chờ đợi từ chính Thanh Đạo Quân trong tay, đem vậy Niết Bàn Ao Máu nhận lấy, cảm nhận được vậy bên trong tràn ngập cổ xưa lực lượng, cặp mắt run một cái, trực tiếp là nổi lên kích động thêm khát vọng ánh sáng. Niết Bàn Ao Máu quý báu dường nào. Hắn giá trị lại là có bao nhiêu kinh người, hắn rõ ràng. Tuy nói ban đầu, hắn chính là ôm, nhất định phải đạt được, như vậy tín niệm mà đến, có thể đương thời, cái này Niết Bàn Ao Máu chân chính xuất hiện ở trong tay hắn, hắn vậy vẫn là không nhịn được một hồi tâm thần hỗn loạn, tâm thần hoảng hốt. Đây chính là Niết Bàn Ao Máu. Trong truyền thuyết chân linh phượng máu, ta là thật lấy được không? Hắn tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy cả người huyết dịch cũng hiện ra một loại sợ hãi. Một cổ chưa bao giờ có vẻ khát vọng, từ tâm linh chỗ sâu nhất tuôn ra ngoài. Cái này Niết Bàn Ao Máu,
cũng chính là trong truyền thuyết chân linh phượng máu. Hắn một khi đạt được, tương kỳ luyện hóa, đem không biết sẽ có bao nhiêu lớn chỗ ích lợi. Mà vậy chỗ lợi ích khả quan trình độ, chỉ sợ cũng coi như là tất cả trong truyền thuyết thánh anh cảnh trở xuống tu sĩ, cũng không thể coi thường. Nếu không, Liễu Chính Thanh cùng với vậy Diêm Trường Thanh thân phận bực nào? Vì sao còn như làm cho này niết bàn ao máu bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, nhiều như vậy giá phải trả? Chúc mừng ngươi, ta Liễu Chính Thanh nói được là làm được, cái này niết bàn ao máu, là tài sản của ngươi. Nhìn Trần Phi trong tay vậy niết bàn ao máu, Chính Thanh đạo quân lắc đầu một cái, mở miệng nói. Trần Phi cả người run lên, rồi sau đó hắn trong mắt, là có gợn sóng phun trào. Hồi lâu sau, mới gặp hắn hướng Chính Thanh đạo quân chỉnh trọng hơi một cung, hơi run rẩy thân thể, hiển lộ trước hắn nội tâm khó che giấu kích động. Chính Thanh đạo quân thấy vậy khẽ lắc đầu, lại không nhịn được hướng Trần Phi hỏi, cái này niết bàn ao máu mặc dù cho ngươi, bất quá, ngươi có biện pháp có thể tương kỳ luyện hóa sao? Thông thường thủ đoạn, sợ rằng liền đem cái này niết bàn ao máu hòa tan, cũng không làm được à? Tựa như cùng vậy niết bàn ao máu trước khi hình thái nham thạch nóng chảy hồ vậy, cái này niết bàn ao máu bản thân chính là một kinh khủng đồ, luyện hóa độ khó hết sức lớn, coi như là chính hắn, cần luyện hóa cái này niết bàn ao máu cũng phải hơn cùng hắn lực lượng khôi phục sau đó, sẽ chậm chậm nghĩ một chút biện pháp. Mà Trần Phi, bàn về thực lực tự nhiên muốn đối hắn thấp ra quá nhiều quá nhiều. Dưới tình huống này, Trần Phi thật có biện pháp có thể đem cái này niết bàn ao máu luyện hóa. Vẫn là nói trước giữ lại, chờ sau này có biện pháp, nói sau. Bị Chính Thanh đạo quân như vậy hỏi một chút, Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó khẽ nhíu mày đứng lên, đem tay kia trong bưng niết bàn ao máu quan sát tỉ mỉ liền hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói ta bây giờ vậy tạm thời không thể chắc chắn, bất quá, trước thử một chút xem sao. Ừ, cũng có thể. Chính Thanh đạo quân gật đầu một cái, nói, vừa vặn ta vậy cần thời gian tới khôi phục lực lượng khôi phục. Bây giờ cái này trụy thần cốc bên ngoài cốc, tất cả cấm chế đều biến mất, bên trong cốc đại khái còn có thể chống đỡ 3 tháng thời gian, trong 3 tháng, ta sẽ xuất quan, đến lúc đó ngươi nếu như vẫn không thể thành công, trước hết được rồi, sau này hãy nói. Dẫu sao bên ngoài còn có 2 đứa nhỏ phiền toái phải xử lý. Phiền toái nhỏ. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Chợt tỉnh ngộ lại Chính Thanh đạo quân đây cũng là nói bên ngoài vậy 2 vị phong lôi tông cao thủ. Lưng gù tần cung, cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt. Chợt liền gặp hắn khẽ mỉm cười, nói ta biết. Nếu như 3 tháng vẫn không thể thành công, vậy ta sẽ trực tiếp xuất quan. Cái này niết bàn ao máu mặc dù quý giá, nhưng đơn thuần tương kỳ luyện hóa cần thời gian, hẳn không hề dài, mà nếu là hắn 3 tháng cũng không có thể làm được nói. Như vậy, đích xác là không cần phải tiếp tục nữa, chỉ có trước đem hắn thu nhận trước, cùng tương lai thực lực trở nên mạnh mẽ lớn, hơn nữa. Còn như vậy bên ngoài 2 đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh, phiền toái nhỏ. Trần Phi theo bản năng hé mắt, rồi sau đó, liền trực tiếp là bật cười. Đừng nói bây giờ hắn bên người còn có một Chính Thanh đạo quân, coi như là không có, trước hắn chân nhân cảnh tầng 3 thời điểm, cũng không sợ làm bất quá bên ngoài 2 người kia. Bây giờ hắn đột phá tu vi đến chân nhân cảnh tứ trọng thiên, biết sợ sao? Hiển nhiên, đó là càng không thể nào biết sợ. Hơn nữa hắn có thể không tin, trước hắn cùng Xích Tinh Ma Quân đối chiến trình độ kịch liệt, sẽ không có đạt tới chân quân cảnh tiểu thiên vị. Ừ, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền bắt đầu đi. Đúng rồi, vật này ngươi cầm đi, ta giữ lại không dùng, hơn nữa ta xem ngươi vậy ngọc tháp cũng tốt giống như bị hỏng. Chính Thanh đạo quân gật đầu một cái, tay áo bảo vung lên, chỉ gặp được trên bầu trời mênh mông năng lượng cuốn tới, cuối cùng ngưng tụ thành 4 loại màu sắc bất đồng, nhưng lại cho người cảm giác vô cùng đáng sợ lá cờ nhỏ. Vèo 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 mấy tiếng, vậy lá cờ nhỏ 4 mặt liền rơi xuống trong tay hắn. Không chỉ có như vậy, ở lấy được rồi vậy 4 bề lá cờ sau đó, hắn đưa tay về phía trước, hư không hướng về phía như vậy vừa kéo, lại là đem một quả lớn chừng bàn tay màu đen tháp đá cho rút ra. Đưa cho Trần Phi. Trần Phi nhìn Chính Thanh đạo quân đưa tới tháp đá, hơi sững sờ, rồi sau đó theo bản năng miệng trưởng thành, nói, vật này không phải. Ừ, đây là vậy Diêm Trường Thanh bổn mệnh pháp bảo toái ma tháp, 21 tầng cấm chế. Mặc dù vật này ngươi nếu muốn hoàn toàn luyện hóa, đem đổi vì mình đồ, cần rất phí một ít tâm tư theo thời gian, nhưng hơi luyện hóa một chút, lấy được đạt được cái này toái ma tháp quyền sử dụng,
hắn có thể phát huy ra được uy lực, vậy vẫn là rất giỏi. Chính Thanh đạo quân nói. Nghe vậy Trần Phi cặp mắt tràn ra vẻ kích động, vậy không khách khí, đưa tay liền đem vậy toái ma tháp tiếp nhận. Nói cảm ơn nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ tiền bối. Bắt đầu bế quan đi. Chính Thanh đạo quân khẽ lắc đầu, rồi sau đó há miệng một cái, từng luồng hùng hậu, kinh người màu ngà linh quang liền đem hắn cuộn sạch, bao phủ. Ở cái này trong quá trình, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, trực tiếp là bắt đầu đóng giam lại. Cùng trước kia xích tinh ma quân Diêm Trường Thanh như nhau, hiện tại mới vừa sống lại thành công hắn, lực lượng còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không có khôi phục, cho nên hắn cần nhất định thời gian để đền bù một điểm này. Ít nhất cũng phải trước khôi phục chân quân cảnh lực lượng rồi hãy nói. Hô! Già nua ánh sáng há miệng một cái, tím kim hỏa diễm hừng hực cháy, đem lò bao phủ, nhiệt độ kinh khủng, cho dù là không gian đều là ở làm vặn vẹo. Vào đỉnh đi, già nua ánh sáng đạm thanh nói. Thấy vậy Trần Phi cũng là chân mày cao lại, ngưng định tâm thần, liền đem vậy niết bàn ao máu trực tiếp là nuốt vào trong miệng. Suy suy! Vậy niết bàn ao máu mới từ hắn miệng bị nuốt vào đi, hào hùng lực lượng, nhiệt độ kinh khủng, cùng với vậy cổ xưa bất hủ hơi thở, trực tiếp là đem hắn cả người quần áo cùng với lông đậu hủ thành hư vô. Thậm chí ở hắn trần trụi lưu trên thân thể, da, vậy là theo chân quỷ dị phát đỏ lên. Máu thịt đều là mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Không cách nào hình dung cháy đau nhức, điên cuồng vọt tới. Kinh người hơn chính là... Lại có thể liền trong cơ thể hắn vậy thiên địa dị hỏa xà tâm địa linh diễm, lúc này cũng giống như là đụng phải cái gì kinh khủng đồ, giúp lại trong cơ thể hắn thượng đan điền một xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy, động cũng không dám nhúc nhích đứng lên. Xong rồi, không hổ là trong truyền thuyết hệ lửa chí tôn, chân linh phượng hoàng huyết dịch, lực lượng này bá đạo trình độ, đơn giản là có chút dọa người sao. Trần Phi thân thể điên cuồng run rẩy, cả người hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Kịch liệt cháy đau đớn đem hắn hành hạ sắp ngất đi, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép mạnh chống, cười khổ lẩm bẩm. Sau đó, hắn trong ánh mắt lại là tràn ra một phần kiên nghị. Khó khăn cũng không đáng sợ, đáng sợ là buông tha. Dầu gì hắn còn có ước chừng 3 tháng thời gian có thể thử nghiệm, coi như là khó khăn một ít, có quan hệ gì. Huống chi cái này niết bàn ao máu nếu là thật như vậy dễ dàng, là có thể bị hắn luyện hóa. Hắn cũng mới sẽ cảm giác không thoải mái mới đúng. Đau nhức vô biên vô tận, Trần Phi bị hành hạ cắn răng nghiến lợi, thậm chí cái này hoặc giả đều có thể là hắn đời này nơi bị khổ chính giữa, thống khổ nhất, nhất hành hạ người. Nhưng hắn rất rõ ràng, không thể buông tha, càng không thể buông lòng tâm thần, nếu không đều không phải là có thể thành công hay không luyện hóa cái này niết bàn ao máu vấn đề, mà là có thể sống sót hay không vấn đề. Mọi việc đều có hai mặt. Mà đây niết bàn ao máu trong đó ẩn chứa bá đạo chân linh máu lực, lại là một chuôi đôi mặt kiếm. Ta nhất định có thể kiên trì nổi. Ừ, đây là... Trần Phi lầm bầm, chuẩn bị dùng đơn giản nhất, ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, đó chính là nấu, chịu đựng qua đi. Đi thử một chút có thể hay không đem cái này niết bàn ao máu bên trong chân linh phượng máu lực thu phục. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ gặp hắn trong thức hải. Đột nhiên lại là có một đoàn màu vàng kim ánh sáng xuất hiện. Vậy, đó không phải là... Trần Phi lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm vậy đoàn màu vàng kim ánh sáng. Một lát sau, hắn thì có chút thấy rõ. Ánh sáng kia trong, một đoàn huyết dịch màu vàng đặc biệt là bắt mắt, kinh người hơn chính là, ở màu vàng kia trong huyết dịch không, một cái vỗ cánh cao bay, thần tuấn kinh người thần điểu hình ảnh, lại là làm hắn theo bản năng há to miệng. Cái này kim huyết. Cái này thần điểu Trần Phi dĩ nhiên là biết, bất quá, vật này không phải là muốn cùng chân linh phượng máu, so chiêu một chút chứ. Ưng ực Trần Phi theo bản năng nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó cặp mắt lập tức là hiện ra, xong đời, khổ ép thần sắc. Tiểu tổ tông giữ ở mức độ vừa phải, đây chính là chân linh máu. Ta thân thể yếu, không chịu nổi các người như thế dày vò. Trần Phi thử nghiệm cùng vậy kim huyết câu thông. Ông người sau phát ra chiến minh. Truyền đưa trở lại hàm nghĩa lại hình như là để cho hắn yên tâm. Khiếu. Một khắc sau liền gặp kỳ thần tuấn thần điểu gào to một tiếng, kim quang ùn ùn kéo đến, cuốn đi bốn phía, trực tiếp là hướng vậy niết bàn ao máu, chân linh phượng huyết lực tính nhào đi. Trần Phi gương mặt ngay tức thì vặn vẹo, thiếu chút nữa không đau mất xỉu. Cái này tiểu tổ tông,
là thật đem hắn thân thể làm chiến trường tới chơi. Tiểu tổ tông giữ ở mức độ vừa phải sao? Ngươi nếu là thật có thể đem chân linh máu cũng cho làm, đó chính là thật, thật châu bỏ xoa. Tê, thật là đau. Trần Phi nhe răng tuét miệng lầm bầm, cặp mắt chính giữa, nhưng là có một loại tên là rung động tâm trạng đang chậm rãi hiện lên. Trước kia, thật ra thì hắn cảm giác mình đã đủ đánh giá cao thần bí kia kim huyết lai lịch, nhưng bây giờ, hắn nhưng phát hiện trước suy đoán, thật giống như tựa hồ cũng còn chưa đủ. Dẫu sao có thể không phải tùy tiện thứ gì, đều có bản lãnh, đều có vậy lá gan, dám chủ động đi tìm chân linh lực phiền toái. Cái này tiểu tổ tông, kết quả là lai lịch gì? Trần Phi không biết. Bất quá, bên trong đan điền, chỉ gặp được vậy kim huyết thần điểu và vậy phượng máu lực dây dưa với nhau, từng luồng phẩm chất cao lực lượng thông qua chiến đấu, tán lạc đi ra, dung nhập vào Trần Phi máu thịt trong thân thể. Cùng lúc đó, ngoại giới, trụy thần cốc bên ngoài cốc cấm chế biến mất vậy một thoáng kia, lưng gù tần cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt thì đã cảm nhận được. Hai người bọn họ đồng thời mặt liền biến sắc, mạnh mẽ thần thức quét phạm vi lớn khu vực. Sau đó, liền gặp hai người bọn họ đồng thời thân hình chớp mắt, đi theo xuất hiện ở vẻ mặt giống vậy rất chấn động Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo sinh vật, một người một yêu trước mặt. Tần cung đại nhân, tiền bối. Hai người vừa thấy được tần cung hai người xuất hiện, liền vội vàng hành lễ. Bọn họ đâu? Đồ tang dài châm ông già chân duyệt cau một cái, hỏi. Bọn họ đi bên trong cốc. Lúc trước vì liều chết đầu kia phệ nguyệt cổ thiềm, chúng ta bị thương, liền không đi theo đi. Ngụy Thanh Sơn há mồm liền ra, không chút do dự nói. Không sai, Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo sinh vật cũng là lập tức gật đầu một cái. Rồi sau đó lại gặp biểu tình ngưng trọng, chậm rãi nói, bất quá mới vừa rồi. Mới vừa rồi cái gì? Lưng gù tần cung hỏi tới. Mới vừa rồi bên trong cốc truyền đến rất kinh khủng động tĩnh, giống như xảy ra chiến đấu. Ngụy Thanh Sơn vội vàng đem trước động tĩnh kia nói một lần. Phải không? Lưng gù tần cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương gặp được, không thoải mái, loại này tâm trạng ở. Lưng gù tần cung không nhịn được diễn cảm trầm xuống. Vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt cũng vậy, cặp mắt có chút âm lãnh. Thấy tình cảnh này, Ngụy Thanh Sơn cùng với tựa như báo phi báo phế vật nhìn nhau một cái, tĩnh nhược ve mùa đông, không ai dám lại mở miệng nói. Bởi vì hai người bọn họ cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập kiềm chế. Xem ra xảy ra vấn đề, là bởi vì là thằng nhóc kia sao? Một lát sau, mới gặp vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt hơi hí mắt ra, lẩm bẩm nói. Lưng gù tần cùng ánh mắt lạnh lùng quét hắn một mắt, ánh mắt lạnh như băng, không lên tiếng, sau đó tay chỉ có chút run động ở hắn trên mặt những cái kia vướng mắc lên sờ một cái, đôi mắt dần dần nhắm lại. An tĩnh như vậy lạnh lùng, đừng nói là Ngụy Thanh Sơn cùng một người một yêu, cho dù là bị nhìn một cái vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt, lúc này cũng có chút bất an. Hắn cũng không ngu, tự nhiên không phải không biết, tần cung tuyệt đối là đem trụy thần cốc chính giữa bảo bối, điểm chính là vậy niết bàn ao máu coi thành vật trong túi, tuyệt sẽ không ngồi nhìn người bất kỳ từ trong tay hắn cướp đi. Coi như là hắn chân duyệt, cũng không khả năng. Mà bây giờ, trụy thần cốc chính giữa lại tựa hồ như xuất hiện cái gì sơ suất. Sớm biết, liền đem thằng nhóc kia cho làm thịt. Một lát sau, lưng gù tần cung đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia lạnh lùng trình độ. Liền đồ tang dài châm ông già chân duyệt đều là không nhịn được trong lòng giật một cái. Bây giờ cái này trụy thần cốc cấm chế phạm vi đã rút nhỏ, cũng chỉ có ở giữa bên trong cốc vậy một khối. Chúng ta một người một bên trông nom, một khi có người đi ra, chắp cánh cũng khó bay. Một lát sau, vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt nói. Vèo. Lưng gù tần cung không lên tiếng, nhưng là trực tiếp dùng hành động để đáp lại. Chỉ gặp hắn bay đến trên bầu trời. Thân hình chớp mắt, trực tiếp là xuất hiện ở vậy bên trong ngoài cốc, phía đông bầu trời khu vực, ngồi xếp bằng, khổng lồ thêm cường hãn thần thức tản ra. Thấy tình cảnh này vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt cũng là hành động, bay lên trời, bay về phía vậy bên trong ngoài cốc phía bắc bầu trời khu vực, tản ra hắn thần thức lực lượng. Thấy vậy, Ngụy Thanh Sơn và Thiên Yêu Tông tựa như báo phi báo sinh vật xa xa nhìn bầu trời một chút ở giữa tần cung hai người. Nhận ra được người sau cái loại đó an tĩnh xuống ẩn chứa mãnh liệt sóng lớn, không khỏi đồng loạt khắp trán đại hãn, hoang mang bất an. Lúc này,
bọn họ coi như là muốn rời đi, sợ rằng cũng chỉ có thể là đến khi hết thảy cũng bụi bặm sau khi hạ xuống, nếu không, có chút không đúng, hoặc là nên nói là hơi có hiểm nghi, Tần Cung tất nhiên chắc chắn sẽ không thả qua bọn họ, sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Mà ở bên ngoài đắm chìm trong cái này tĩnh mật đáng sợ bầu không khí chính giữa, Trụy Thần Cốc bên trong cốc chính giữa, đất đai bể tan tành, mờ tối bầu trời, còn có vậy vặn vẹo vết nứt không gian, làm người ta theo bản năng run sợ. Tính một chút thời gian, từ chính Thanh Đạo Quân cùng với Trần Phi bắt đầu bế quan bắt đầu, thời gian không sai biệt lắm đã là đi qua tiểu nửa tháng. Cái này gần phân nửa tháng thời gian chính giữa, Trần Phi diễn cảm do ngay từ đầu dữ tợn, thống khổ, đến bây giờ không hề bận tâm, ai cũng biết tất nhiên nhất định là chuyện gì xảy ra, có thể rốt cuộc là thật là xấu xa, thành công không? Không ai biết được. Mà trừ hắn ra, chính Thanh Đạo Quân thông qua bí pháp nào đó thủ đoạn, lúc này đang cả người đều bị một đoàn to lớn màu ngà bạch kén bao vây trước, bất quá ngay tại vàng ngày, vậy kén, là tràn vào hóa là ánh sáng trắng điểm biến mất. Đi theo một đạo hơi thở hùng hậu bóng người, trực tiếp là chậm rãi đứng lên. Cuối cùng là xong hết rồi à? Ừ, thằng nhóc này, hắn. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng lần nữa trở lại chân nhân cảnh tầng thứ, tuy chỉ là tiểu thiên vị, nhưng chính Thanh Đạo Quân vẫn là hài lòng gật đầu một cái, bất quá một giây kế tiếp, làm hắn dưới con mắt ý thức liếc về hướng cách đó không xa, hắn ánh mắt, cũng không do hơi giật mình. Rồi sau đó thậm chí còn gặp ánh mắt hắn hơi đông lại một cái. Hắn lại có thể thật làm được, cảm nhận được lúc này Trần Phi trong cơ thể truyền tới vậy phi phàm hơi thở, chính Thanh Đạo Quân không khỏi có chút giật mình. Hắn bực này kiến thức uyên bác lão gia, sao có thể không biết, Trần Phi lúc này loại khí chất này biến hóa, tất nhiên là bởi vì lấy được to lớn chỗ ích lợi, đạt được lột xác, mới có thể sinh ra. Mà thằng nhóc này lúc này có thể có vật gì có thể để cho hắn đạt được to lớn chỗ ích lợi. Đây còn phải nói, đương nhiên là vậy niết bàn ao máu. Lợi hại. Một lát sau, liền hắn bực này từng đạt tới đại thiên vị nhân vật đứng đầu, đều là không nhịn được nhẹ nhàng tán dương một tiếng. Vô luận là bây giờ Trần Phi lại có thể luyện hóa niết bàn ao máu lá bài tẩy, hoặc giả là trước, Trần Phi cùng Xích Tinh Ma Quân đánh một trận xuất sắc, cũng ra hắn ý liệu, như nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng Trần Phi không chỉ có không có chết, hơn nữa cái này lớn lên tốc độ còn cường hãn khoa trương, làm người ta khó tin. Tiếp theo, chính là hoàn toàn luyện hóa niết bàn ao máu, chứa vậy bên trong huyết dịch. Trong truyền thuyết chân linh máu à, chính là không biết có thể giúp người đạt tới độ cao gì. Thật là làm người ta mong đợi à. Chính Thanh Đạo Quân tự lẩm bẩm, rồi sau đó trực tiếp là bàn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn. Lại là gần nửa tháng trôi qua, bên ngoài cốc vậy đóng lại, làm người ta hít thở khó khăn bầu không khí, không những không có yếu bớt, ngược lại, còn đổi được hơn nữa trích liệt, càng làm cho người ta thêm toàn thân phát rét liền một ít. Vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt chết nhìn chằm chằm không có động tĩnh gì bên trong cốc cấm chế, rốt cục thì có chút không nhịn được, hoặc là nên nói là bất an. Thấp giọng nói, những người đó làm sao một cái cũng còn không từ bên trong đi ra, chết hết. Ở hắn đối diện phương hướng, giống như là nghe được hắn nói, lưng gù Tần Cung mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng lẩm bẩm nói, bỏ mặc chết hay chưa, tiếp tục chờ. Nếu là lại qua một cái tháng, bọn họ còn chưa có đi ra, liều mạng bị thương, ta cũng phải đem cấm chế này đánh vỡ, xem cái này bên trong cốc mặt, kết quả là cất giấu thứ gì. Ừ, vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt cũng là khẽ gật đầu, hắn trước tiến công bằng sức mạnh cái này Trụy Thần Cốc thời điểm, mặc dù thu tay lại, nhưng vậy chỉ là không muốn bị thương, nhưng thật nếu là muốn đem làm ra, đó cũng không phải là không có biện pháp. Hơn nữa cùng trước kia vậy bên ngoài cốc cấm chế so với, lúc này cái gọi là bên trong cốc lên cấm chế, tựa hồ đổi được yếu nhỏ đi rất nhiều à. Ta đây muốn xem, kết quả là chuyện gì xảy ra. Là bởi vì là thằng nhóc kia, vẫn là nói cái này bên trong cốc chính giữa, cất giấu cái gì giấu đầu lòi đuôi đồ. Lưng gù Tần Cung cặp mắt lạnh lùng chết nhìn chằm chằm vậy bên trong cốc, ánh mắt không mang theo chút nào tâm trạng. Cái này Trụy Thần Cốc chính giữa bảo tàng, hắn ước chừng lập 300 năm, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Lại qua một tháng sau đó, Trụy Thần Cốc bên trong cốc, Trần Phi nơi ngồi xếp bằng vượt qua ải khu vực đã bị một mảnh kim quang chói mắt bao phủ. Kim quang kia chói mắt, sáng chói trình độ, thậm chí liền chính Thanh Đạo Quân nhìn thẳng đã qua,
đều cảm giác ánh mắt có chút đau nhói. Vậy bởi vì như vậy, trong lòng của hắn vậy chấn động cũng là không nhịn được sâu hơn. Hô hô! Mà ở đó kim quang chói mắt chính giữa, một cái màu vàng nhạt xương cốt ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện, những cái kia xương cốt, lưu chuyển linh vận cửu sắc kim quang, vô cùng thần bí, bền chắc không thể gãy, cũng tản ra nồng nặc cường hãn ý. Mà ở đó cửu sắc kim quang chính giữa, trong xương cốt mặt, mơ hồ có thể gặp một ít đường vân, màu vàng tím. Tử tiêu phù văn, lại có chút bất đồng, bởi vì cái này đường vân ẩn chứa nồng đậm tang thương hơi thở, hết sức cổ xưa. Mà theo vậy xương cốt không biết từ đâu phát ra ẩn chứa tự nhiên tiết tấu tiếng hít thở, từng tia kinh lạc, máu thịt bắt đầu dần dần mọc ra. Quá trình này không tính là mau, cũng không coi là chậm. Không sai biệt lắm một ngày thời gian, liền có đầu, xong là lồng ngực, cánh tay, bụng, nửa người dưới vân, vân các loại. Cùng lúc đó, một cổ như có như không mạnh mẽ chập chờn, làm vậy hiện nay chính thanh đạo quân đều có chút nhíu mày trình độ, cũng là ở đó sinh mạng mới trong thân thể, phóng thích ra ngoài. Lại đổi được lợi hại hơn, là bởi vì là niết bàn ao máu, vẫn là tiểu tử này hạn mức tối đa còn chưa tới. Chính thanh đạo quân ánh mắt nhìn chằm chằm một màn thần kỳ này, từ đầu, toàn thấy được cái đuôi. Hắn biết, trải qua lần này xương cốt, máu thịt sống lại, Trần Phi thân thể chỉ sợ ở so trước kia cường hãn hơn mấy cái nấc thang. Hơn nữa vậy niết bàn ao máu. Vậy thật may niết bàn ao máu có thể thay đổi thiện người tiềm lực của thân thể, nhưng đối với trực tiếp tăng lên thực lực phương diện này, lại cũng không nhiều lắm tác dụng, nếu không, thằng nhóc này chỉ sợ là muốn một bước lên trời. Chính thanh đạo quân lắc đầu một cái, lại không nhịn được một tiếng cảm thán, nói lầm bầm. Bất quá, cái này tiểu quái vật kết quả là từ đâu xuất hiện? Bực này tư chất, đơn giản là có chút nghịch thiên à. Bên trong ngoài cốc, từ Trần Phi nuốt vào niết bàn ao máu, bế quan vượt qua ải bắt đầu, đã là đi qua hai cái nhiều tháng thời gian. Mà đây hai cái nhiều tháng thời gian, vậy không sai biệt lắm là đem Tần Cung kiên nhẫn, rốt cục thì cho hết mòn hết sạch sẽ. Ta không chờ được. Một tiếng lạnh lùng gầm nhẹ, Tần Cung vèo một tiếng đứng lên, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vậy cũng đã hơn hai tháng, còn không có động tĩnh gì bên trong cốc, cặp mắt rất chấn nộ tràn ra một tia khói mù vẻ, nói chân duyệt, chúng ta vừa động thủ một cái, đem cái này bên trong cốc cấm chế cho đánh vỡ. Đánh vỡ sao? Vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt khẽ cau mày, trần chờ một chút, nhưng vậy đồng dạng là mất đi kiên nhẫn, chợt cắn răng, hướng Tần Cung gật đầu nói, được. Vậy thì vừa động thủ một cái đi. Cùng lúc đó, bên trong cốc Trần Phi bên kia cũng là có tình huống mới biến hóa. Màu vàng tia sáng chói mắt, nham thạch nóng chảy vậy kỳ lạ mấy chục ngàn nhiệt độ cao nhiệt độ, bàng bạc mênh mông màu tím kim sương mù liên tục không ngừng phun trào, làm vậy Trần Phi thân thể bao ở trong đó, phảng phất là hình thành một cái quang kiển. Như vậy, không biết là kéo dài nhiều dài bao lâu thời gian, bỗng gian, quang kiển cuối cùng là chậm rãi bắt đầu lột xác rơi xuống. Từng tầng một, ra, hóa là ánh sáng trắng, điểm sáng tán lạc ra, lộ ra trong đó hoàn toàn mới tinh máu thịt thân thể. Đó là Trần Phi. Tỉnh, chính thanh đạo quân ánh mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn. Sau đó, liền gặp Trần Phi đó hoàn toàn mới tinh thịt thần hơi run một cái, rồi sau đó hắn đôi tròng mắt kia, cũng giống như là vào lúc này hơi run một chút chiến, đi theo, liền là từ từ mở ra. Suy, mà chính là vào lúc này, làm hắn cặp mắt mở ra vậy nháy mắt tức thì, hai đạo màu vàng tím chùm ánh sáng lại trực tiếp là bạo xạ liền đi ra, xuyên thấu vậy sương mù, đụng vào trên vùng đất, ầm ầm một tiếng, đất đai bị hoành kích ra ít nhất hơn 10 dặm thật sâu kẽ hở. Cái này, chính thanh đạo quân ánh mắt lại lần nữa đông lại một cái, chết nhìn chằm chằm Trần Phi thân thể, hiển nhiên là có chút giật mình thân thể của đối phương biến hóa, lại là sẽ như vậy kinh người ngươi. Phải biết nếu như giống như lúc này hắn nhìn thấy loại trình độ này, chỉ sợ là ít nhất phải thân xác đạt tới không kém tại pháp bảo. Thậm chí là vượt qua phổ thông đẳng cấp pháp bảo, đó mới là có thể làm được. Bạc trắng pháp bảo thân xác. Không, tựa hồ thật giống như còn càng lợi hại hơn. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hồ như cá voi hút nước, Trần Phi há mồm ra, đem vậy chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí, cùng với vậy tử tiêu vẻ toàn bộ nuốt vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh người triển khai. Hắn cũng là hoàn toàn mở ra mình ánh mắt. Thành công không? Trần Phi cúi đầu, lẩm bẩm nhìn bên trong thân thể vậy giống như là hoàng kim con sông vậy,
lao nhanh không ngừng huyết dịch nước lũ, vậy bên trong tản mát ra hơi thở phong phú trình độ, cùng với lực lượng cường hãn, đơn giản là trước đó chưa từng có. Cái này làm hắn không nhịn được cả người cũng kích động, ngẩng đầu lên, một đạo thét dài từ hắn trong miệng khạc ra, xuyên qua thiên địa. Hống! Thoáng chốc gian, thiên diêu địa động, hào hùng sóng trùng kích giống như có thực chất. Rất là kinh người. Lúc này toàn bộ bên trong cốc bên trong khu vực, đều giống như là trong tiếng hô này rung rung. Xa thấy một màn này, may là chính thanh đạo quân như vậy lão gia, đỉnh cao nhân vật, cũng là không nhịn được khóe miệng giật một cái, nhìn Trần Phi xúc động muôn vàn nói, chúc mừng. Niết huyết chỉ đã bị ngươi hoàn toàn luyện hóa. Thậm chí đến bây giờ, hắn cũng còn có chút không tin, niết huyết chỉ giàu gì là trong truyền thuyết chân linh phượng hoàng máu, sao có thể là như vậy tùy tiện là có thể bị luyện hóa. Đừng nói là Trần Phi, chỉ sợ cũng coi như là hắn tự mình đích thân ra tay, tất cả đều là không như vậy tự tin, ngược lại là cần cầm thời gian tới từ từ thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi ngay tại trước mặt hắn hoàn thành kinh người này đi đầu, người nói cái này không kinh người. Dù sao đây quả thực là làm hắn không lời có thể nói cũng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, lần nữa cúi đầu, nhìn xem, trong cơ thể, vậy từng cây một mạch máu bên trong, tràn ngập khủng bố tang thương, cổ xưa hơi thở, vàng tưới thiết xây, tựa như là màu vàng nhạt hoàng kim nước lũ vậy huyết dịch, vậy như vậy khoa trương biến hóa, không khỏi là khẽ lắc đầu cười, nói ta nếu là nói đây là vận khí, tiền bối ngươi tin không? Đúng vậy, cái này đích xác là vận khí, bởi vì nhìn tổng quát toàn bộ luyện hóa niết huyết chỉ quá trình, cũng căn bản cũng theo hắn cả người không chút nào quan hệ, còn chân chính là đem cái này niết huyết chỉ thành công luyện hóa công thần, là vậy kim huyết chính giữa hoàng kim thần điều. Có thể để cho trong truyền thuyết chân linh phượng máu lực cũng cúi đầu nhận thua, ngoan ngoãn bị luyện hóa bá đạo lực lượng, Trần Phi hơi híp mắt, ánh mắt, ngón tay đều có chút hơi run run. Bởi vì, hắn giống như là có chút đoán được cái này kim huyết lai lịch. Chẳng qua là hắn vậy có chút nhớ nhung không rõ, loại đồ vật này, là như thế nào chạy đến hắn trong thân thể. Là cùng vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa cùng nhau. Vẫn là nói, từ khi ra đời dậy, cái này kim huyết, cũng đã là tồn tại ở hắn trong thân thể. Oanh! Giữa lúc Trần Phi rơi vào suy tính chính giữa, chính thanh đạo quân nghe vậy cũng là hơi sững sờ thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh. Cuồn cuộn tiếng huýt sáo, giống như sấm sét, chấn động thiên địa, từ bọc ở bên trong cốc tứ phương cấm chỉ lên truyền tới. Phịch! Ầm ầm ầm! Sát theo, giữa trời đất một tiếng kịch liệt vang động, chính thanh đạo quân còn có Trần Phi hai người liền phân minh gặp được. Xa xa đại khái là bên trong cốc hướng tây bắc cấm chế lên, lúc này đã là bị cái gì lực lượng cường hãn cho rất miễn cưỡng đánh ra một cái xé vậy lỗ lớn, xuyên qua vậy trên bầu trời. Vèo, vèo. Một giây kế, hai đạo cuồng liệt, vô cùng cường hãn bóng người liền trực tiếp là từ vậy lỗ lớn bên trong bay vào. Hắn cả người trên dưới đều là tràn ngập kinh người nguy hiểm chập chờn. Là bọn họ, tới thật đúng là đúng dịp à. Trần Phi cười mỉa ngẩng đầu lên. Nhìn về vậy trên bầu trời, ở nơi đó, mãnh liệt, nguy hiểm hơi thở đầy trời vọt tới, mà ở nơi này cổ hơi thở chính giữa, phong lôi tông chân quân cảnh tiểu thiên vị cường giả, lưng gù tần cung, cùng với vậy đồ tang dài châm ông giả chân duyệt bóng người, cũng là nhanh chóng xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Chỉ gặp lưng gù tần cung người mặc áo bào xanh lá, vóc người thấp bé, nhất là vậy một đôi đậu xanh mắt còn có mặt mũi lên gồ ghề đồ vô tích sự vướng mắc. Đều đủ để là làm người ta theo bản năng đối với loại này hình tượng coi thường. Nhưng mà, lúc này lưng gù tần cung, từ hắn vậy rất dễ dàng bị người coi thường hình tượng chính giữa, nơi toát ra hơi thở nhưng vô cùng là nguy hiểm, vô cùng là khủng bố, thậm chí sắp làm người ta nghẹt thở. Chỉ thấy vậy, hắn cả người lỗ chân lông chính giữa, cũng giống như là đang lóe lên vô cùng là kinh khủng sấm gió hai màu quang, vô cùng kinh người. Còn có vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt đồng dạng cũng là như vậy. Hai con mắt một âm một dương, hiện đầy sấm gió, nhất là ở sau lưng hắn lúc này lưu lại một viên to lớn âm dương gió lôi quang cầu hư ảnh kia lưu lại hơi thở khủng bố, cũng là hết sức kinh người, hết sức đáng sợ. Hai đứa nhỏ thiên vị sao? Chính thanh đạo quân ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người một mắt, nhàn nhạt dù gì nói. Chẳng qua là hắn lúc này thần thái. Có thể so với trước đó đối mặt xích tinh ma quân Diêm Trường Thanh, muốn bình thản, tùy ý quá nhiều. Thậm chí không chỉ là hắn, liền liền Trần Phi lúc này ở đối mặt hai người kia,
cũng có thể hơi cười mỉa khóe miệng nhếch lên, lại mời ánh mắt rơi xuống lưng Gù Tần Cung cùng với sau lưng hắn đồ tang dài châm ông già chân duyệt trên mình dừng một chút, cười nói. Hai vị đây là tới nghênh đón ta sao? Bất quá lớn như vậy xếp trận, thật là làm ta có chút bị chi có thẹn à. Nhất thời, ngay tức thì liền gặp lưng Gù Tần Cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt ánh mắt sụt một cái, rồi sau đó một đôi tròng mắt liền không nhịn được vô cùng lạnh lẽo nhìn Trần Phi, uy nghiêm nói, nhãi con, ngươi chắc chắn ngươi biết bây giờ đang cùng ai nói. Vô luận là lưng Gù Tần Cung, hoặc giả là đồ tang dài châm ông già chân duyệt, đó cũng đều là thành danh đã lâu, thực lực siêu nhân nhất đẳng chân quân cảnh tồn tại. Coi như, chẳng qua là, tiểu thiên vị, nhưng ở bọn họ xem ra, đó cũng là Trần Phi bực này nhãi con ngửa mặt trông lên cũng ngửa mặt trông lên không tới trời cao độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ dưới mắt bọn họ như thân phận này, như vậy lực lượng, Trần Phi cái này nhãi con nhưng lại dám dùng bực này nhạo báng, châm chọc giọng và bọn họ nói chuyện, dĩ nhiên là giận dữ được khó mà át chế. Huống chi, lưng Gù Tần Cung mục tiêu là Niết Huyết Trì, nhưng lúc này, dưới mắt trước mắt cái này bừa bãi một mảnh bên trong cốc đất đai, lại nào có cái gì Niết Huyết Trì, bực này truyền thuyết cái thế yêu bảo tung tích. Nghĩ đến đây, lưng Gù Tần Cung không khỏi mí mắt cuồng loạn, trên trán gân xanh hiện lên, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt, uy nghiêm vô cùng chất vấn, nhãi con, nói. Niết Huyết Trì ở đâu? Đồ đâu? Đồ. Trần Phi mí mắt hơi rũ. Đột nhiên vừa cười một tiếng, chỉ chính hắn bụng, châm chọc trên mặt dần dần nổi lên cười mỉa vẻ, đồ bây giờ đang ở trong bụng ta, làm sao, ngươi muốn không? Ngươi nói gì sao? Lưng Gù Tần Cung ánh mắt một nghiêm túc, một cổ khí thế kinh người, thoáng qua gian liền từ trong cơ thể hắn tựa như là máu hung thú vậy hướng Trần Phi nhào tới. Cùng lúc đó, trên mặt hắn tính nhẫn nại cùng với cái gì khác cũng toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một loại dày đặc âm lãnh, dày đặc dữ tợn. Ta cũng không và ngươi nói nhiều, nhưng ta khuyên ngươi nhất đàng hoàng đem đồ gọi ra, nếu không, ta cái này lão Gù cũng chỉ có mình tự tay tới lấy. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh có thể sống được. Ngươi muốn giết ta, Trần Phi thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Lưng Gù Tần Cung không nói lời nào, chẳng qua là, từ trong cơ thể hắn hiện ra đó là huyết khí thế nhưng kinh khủng hơn, càng hung ác liền mấy phần. Ha ha, nhưng vào lúc này. Một đạo đột ngột ha ha cười nhạt tiếng xuất hiện ở mọi người bên tai, làm lưng Gù Tần Cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt cũng sửng sốt một cái. Một khắc sau, liền gặp hai người bọn họ con ngươi đồng loạt một chuyển, rơi xuống cái này trước chẳng biết tại sao, lại rất kỳ quái, quỷ dị bị bọn họ bỏ quên đi chính thanh đạo quân trên mình, ánh mắt hơi dừng lại một chút, đi theo bọn họ sắc mặt cũng có chút xanh mét khó xem. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng nhìn thấy. Tựa hồ là bởi vì lưng Gù Tần Cung câu nói kia, chính thanh đạo quân trên mặt lại là đối bọn họ lộ ra châm chọc vẻ khinh thường. Cũng khó trách chính thanh đạo quân sẽ như vậy. Siết Trần Phi, liền chính hắn bây giờ trạng thái này hạ, khôi phục tiểu thiên vị chân quân cảnh thực lực, đều không chắc chắn nói lời như vậy, lúc này trước mắt cái này hai người còn dựa vào cái gì? Đó không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi là ai? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhưng là vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn chính thanh đạo quân. Trước, bọn họ xông vào cái này bên trong cốc, không phải không phát sinh đối phương tồn tại, có thể điểm chính là rồi sau đó bọn họ lại rất quỷ dị đem đối phương cho bỏ quên. Bây giờ kịp phản ứng, một điểm này, có chút làm hắn lòng bất an. Ta là ai? Chính thanh đạo quân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ta là ai và ngươi có quan hệ thế nào? Nhất thời. Vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt, cùng với lưng Gù Tần Cung sắc mặt cũng lại lần nữa là đổi một cái. Bọn họ ánh mắt chết nhìn chằm chằm chính thanh đạo quân, bầu không khí, có chút đổi được cương cố đứng lên. Rồi sau đó, lưng Gù Tần Cung khôi phục mặt không cảm giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính thanh đạo quân, uy nghiêm nói, xem ra các hạ là cùng thằng nhóc này một phe. Bất quá ngươi có thể rõ ràng, đắc tội ta Phong Lôi Tông, sẽ là hậu quả gì cùng giá phải trả. Phong Lôi Tông, ha ha, đó là cái gì? Nếu là ung dung tự tại Phong Lôi Tông vậy còn phải, có tư cách lấy ra nói một chút, có thể cái này cái gì Phong Lôi Tông, xin lỗi, ta là thật chưa từng nghe qua à? Chính thanh đạo quân trên mặt phủ đầy châm chọc cười nhạt. Không thể không nói, lấy hắn lai lịch, đổ đích xác là thật có tư cách xem thường cái này cái gì Phong Lôi Tông. Vậy là thứ gì? Ngươi,
Lưng gù Tần Cung sắc mặt lúc này liền biến, cặp mắt đục ngầu tràn ra nhàn nhạt tia máu, nhìn chằm chằm Chính Thanh đạo quân, gương mặt là dần dần hiện ra lạnh lẽo vẻ giận dữ. Oanh! Thoáng qua gian, một cổ không cách nào hình dung chân quân cảnh oai là uyển như phong bạo vậy bùng nổ, vậy sợ rằng khí thế ùn ùn kéo đến, trực tiếp là bao phủ hướng Chính Thanh đạo quân chỗ ở phương hướng. Uy áp lan tràn mà qua, không gian trực tiếp là xuất hiện vết nứt không gian, rồi sau đó lại bị kinh khủng kia, lạnh như băng uy lực còn lại sở ngưng cố, giống như hổ phách bên trong muỗi. Mà đây kinh người chân quân cảnh uy áp tấn công tới, dĩ nhiên là làm Chính Thanh đạo quân ánh mắt hơi đông lại một cái, rồi sau đó, lau một cái nhàn nhạt châm chọc cùng với cười nhạt liền là xuất hiện ở hắn trên gương mặt. Giống như là đang cùng Xích Tinh Ma Quân trước khi đại chiến, có tư cách thành là hắn Liễu Chính Thanh đối thủ, cực kỳ tối thiểu, đó cũng là chân quân cảnh tiểu thiên vị đỉnh cao nhân vật, hoặc là có bước cấp mà chiến năng lực yêu nghiệt quái vật. Mà tiểu tử trước mắt này, có như vậy bản lãnh sao? Hiển nhiên là câu trả lời là phủ định. Cho dù là mạnh như Lưng Gù Tần Cung bực này uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại, ở hắn Chính Thanh đạo quân trong mắt, cũng bất quá là một đứa con nít nhỏ em bé, không lớn lên chưa dứt sữa người mà thôi. Mà bây giờ, loại hóa sắc này cũng dám khiêu khích hắn Chính Thanh đạo quân, làm thật là có chút không biết mình mấy cân mấy lượng nặng, quá không biết tự lượng sức mình. Ông! Cho nên, đối mặt với cái này cuồng trào tới đánh khủng bố, kinh người tiểu thiên vị chân quân cảnh uy áp khí thế, Chính Thanh đạo quân chẳng qua là sắc mặt khẽ cười lạnh cười xong, chính là bàn tay chợt hư không chấn động một cái, nhất thời, hào hùng thần hồn lực bắt đầu từ trong cơ thể hắn xông ra, hình thành một cổ vô cùng cường hãn uy áp khí thế. Rồi sau đó, vậy uy áp khí thế chính là cuồng liệt hướng phía trước đè lên, bất đồng Lưng Gù Tần Cung cùng với Đồ Tang Giải Châm ông già chân duyệt sắc mặt phát đổi, trước vậy cổ uy áp, thuộc về Lưng Gù Tần Cung là huyết khí trận, lại trực tiếp là như bể tan tành thủy tinh vậy. Nhanh chóng vỡ vụn ra. Không chỉ có như vậy, cổ lực lượng này còn dự uy không giảm hướng người sau đè đi. Phịch, Lưng Gù Tần Cung ước chừng bị chấn động đi ra ngoài 7-8 bước xa. Cái gì, một màn này, rơi vào Đồ Tang Giải Châm ông già chân duyệt trong mắt, trực tiếp là đưa tới hắn hoảng sợ thất thanh tiếng. Hắn cùng Lưng Gù Tần Cung cũng là quen biết đã lâu, quan hệ rất gần, nếu không lần này loại chuyện này cũng không khả năng tìm được hắn trên đầu tới. Vì vậy hắn cũng rất rõ ràng, Tần Cung thực lực, là có lợi hại dường nào. Coi như là một ít tiểu thiên vị đỉnh cao nhân vật, cũng không gặp được, liền thật so hắn lợi hại nhiều ít, có thể đè hắn nhiều ít, nhưng dưới mắt, người này nhưng lại có thể đem Tần Cung cho đẩy lui. Phịch, phịch, liên tục 7-8 bước sau đó, Lưng Gù Tần Cung rất thế cuối cùng là ngừng lại. Ngươi, rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt vô cùng âm trầm chết nhìn chằm chằm Chính Thanh đạo quân vậy bình thản, mặt lạnh lùng, trong mắt trực tiếp là có một loại tên là rét lạnh tức giận, như phong bạo nước xoáy vậy cuồng liệt vang vọng lái tới. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên lá gan lớn như vậy, nguyên lai, là tìm tới một cái như vậy người giúp. Rồi sau đó liền gặp mắt thần rơi xuống một bên đang xem trò vui Trần Phi trên mặt, âm ngoan vô cùng lạnh lùng nói. Trần Phi hơi ngẩn ra. Rồi sau đó trên mặt trực tiếp là hiện ra nhàn nhạt cười nhạt vẻ. Không lên tiếng. Phải biết hắn bây giờ thực lực, cơ hồ có thể nói là bạo tăng đến một cái khó mà hình dung đến nước, coi như là đối mặt chân chính tiểu thiên vị chân quân cảnh, hắn vậy hoàn toàn không uổng. Cho nên hắn vậy chân thực không nghĩ ra đối phương có cái gì tốt ở trước mặt hắn đùa bỡn uy phong, vẫn là nói, đối phương thật còn lấy là, hắn Trần Phi còn giống như trước nhập cốc trước như vậy, tốt như vậy khi dễ. Đáng tiếc, hôm nay không giống ngày xưa. Ngươi dám coi thường ta. Nhìn gặp Trần Phi trên mặt vậy khinh thị vẻ, Lưng Gù Tần Cung cặp mắt lại là một mảnh máu đỏ, vậy bộ dáng phẫn nộ, đơn giản là hận không được đem Trần Phi ngàn đao lăng trì, bởi vì ở chỗ này trước, hắn từng hoàn toàn có thể đem Trần Phi như con kiến hôi bóp chết, mà bây giờ, cái này con kiến hôi không chỉ có đoạt hắn khát vọng cực kỳ, tình thế bắt buộc cái thế yêu bảo, còn lại có thể không sợ hắn, dám khinh thị, khiêu khích hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng ngạo mạn như thế nào có thể tiếp nhận. Nếu như sớm biết cái kết quả này, sớm lúc trước nhập cốc thời điểm, hắn đến lượt cưỡng ép ra tay, đem Trần Phi cái này gieo họa xóa bỏ, để cho hắn không có biện pháp tiếp tục cái này sau này hết thảy. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, cho nên đối mặt với lúc này rõ ràng có kinh người lột xác Trần Phi, Lưng Gù Tần Cung trong lòng hối hận, cơ hồ làm được hắn điên cuồng.
ta tại sao không thể coi thường ngươi? Có thể cho ta một cái lý do sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi, Lưng Gù Tần Cung thở một hơi thật dài, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra Niết Huyết Chỉ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ trả ra giá thê thảm, sống không bằng chết. Ta chờ, Trần Phi dửng dưng, lấy hắn hiện nay thực lực, đối phương nếu là thật có bản lãnh này, vậy không phương thử một chút. Ngươi, nghe Lưng Gù Tần Cung lại lần nữa giận dữ, mặt đầy uy nghiêm, cắn răng nghiến lợi. Bất quá hắn dẫu sao lòng dạ sâu, hơn nữa lúc này Trần Phi bên người còn có một nhìn không thấu chính thanh đạo quân, chỉ có thể là hít sâu một hơi. Ngươi thật cho là có người trợ giúp ở đây, là có thể đối với ta Phong Lôi Tông ý tốt không thêm để ý tới. Ý tốt? Trần Phi không nhịn cười được, nói các người Phong Lôi Tông ý tốt, thật đúng là cùng người bất đồng, kỳ quái được sao? Đối phương có thể nói ra như vậy mặt dày vô sỉ, coi là thật cũng là làm hắn chỉ có thể là đạo nhất câu, bội phục. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Không phải là còn có chút người giúp sao? Tất cả đi ra đi, vừa vặn giải quyết chung, không cần phải ở nơi này lãng phí nữa thời gian. Lấy ta lực lượng bây giờ, hơn nữa ngươi, muốn thu thập bọn họ, dư sức có thừa. Nhưng mà chính thanh đạo quân nhưng có chút không nhịn được, lạnh lùng nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, vô luận là vậy đang núp ở phía xa một ít người, hoặc giả là Lưng Gù Tần Cung, cùng với Đồ Tang Giải Châm ông già chân duyệt hai người bọn họ, đều là không khỏi sắc mặt thốt nhiên một bên. Con người đi theo lập tức là rụt một cái. Người giúp, cái gì người giúp, cái này còn có những người khác. Đồ Tang Giải Châm ông già chân duyệt mặt liền biến sắc, hắn đương nhiên biết rõ, bọn họ cũng chỉ có hai người, có thể không việc gì những người khác. Lưng Gù Tần Cung lại là lập tức thả ra mình thần thức, hào hùng lực lượng từng vòng hướng ra phía ngoài quét nhìn, rất nhanh, hắn chân mày liền nhíu lại. Không cảm giác có người, nhưng mà, hắn nhưng trong lòng tổng cảm giác có cái gì không đúng. Lúc này, ngược lại thì Trần Phi cười một tiếng, hướng một chỗ bầu trời giơ tay lên cười một tiếng, nói, hẳn là ám ma các bằng hữu chứ. Nếu đã tới, rồi mời hiện thân chứ. Ừ, chính thanh đạo quân hơi sững sờ. Rồi sau đó ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Trần Phi, nhìn như chẳng lẽ là hắn nghĩ lầm rồi, cái này tránh âm thầm những người đó, là Trần Phi thằng nhóc này mang tới. Đi theo, một hồi trầm mặc, Lưng Gù Tần Cung, Đồ Tang Giải Châm ông già chân duyệt hai người hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, sắc mặt, không khỏi là càng khó coi. Vèo, 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 sau đó, từng đạo bóng người từ chỗ xa kia cấm chế lỗ lớn lên bay vào, rất nhanh. 4-5 người ở một tôn cả người tản ra nổ tính hơi thở, khoác cửu xà dao mãng khôi giáp bóng người dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở Trần Phi cùng trước mặt người. Trừ vậy cửu xà dao mãng khôi giáp bóng người bên ngoài, những người khác cũng người mặc áo bào đen, che đậy thân hình, bên ngoài. Chính thanh đạo quân ánh mắt chẳng qua là ở bọn họ trên mình tùy ý nhìn xem, cũng không nhiều hơn để ý tới. Bởi vì liền mấy cái yêu thú cấp 3 tầng 5, cộng thêm một cái yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp. Thật sự là không có gì hay để cho hắn nhiều hơn để ý. Ám ma các chủ, ngược lại thì Trần Phi xa xa hướng vậy cửu xà dao mãng khôi giáp bóng người giơ tay lên một cái, cười chào hỏi một tiếng. Tuy nói bây giờ hắn đã không cần đối phương lực lượng, có thể thật nhiều người giúp, vậy là không sai sự việc. Trần phủ chủ, vậy cửu xà dao mãng khôi giáp bóng người thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, đồng dạng là giơ tay lên trở về đáp lễ. Hắn tuy không biết Trần Phi bây giờ kết quả là có biến hóa gì, nhưng lúc này Trần Phi cả người cái loại đó khí độ, còn có cái loại đó hư hư thật thật khí thế, nhưng làm hắn cũng không nhịn được có chút suốt mồ hôi chán. Nói khó nghe chút, dầu gì hắn cũng là một yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cao tồn tại, chân quân cảnh trở xuống, hắn cơ bản vô địch, mà bây giờ đâu? Mà bây giờ cũng chỉ là như thế đứng, Trần Phi có thể cho hắn như vậy chèn ép tính to lớn cảm thụ, cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại là không nhịn được cảm khái muôn vàn. Từ biết Trần Phi người này, đến thành U Lang chàng đại chiến kia, lại đến bây giờ, hắn biến hóa, tốc độ trưởng thành, thật là không khỏi vậy quá khoa trương đi. Ở đâu ra con kiến? Chuyện hôm nay, ngươi chắc chắn chúng ta từ trước đến giờ muốn cắm một cước, nộp mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Một cổ kinh khủng chập chờn trực tiếp là từ Lưng Gù Tần Cung trên mình truyền ra. Ngay tức thì, ám ma các người thân hình cuồng chấn. Kết trận,
một khoác hắc bảo yêu thú cấp 3 tầng 5 ngưng nhiên quát lên. Một khắc sau, liền vậy ám ma các chủ đều là và bọn họ nhất khởi động. Ám ma các 6 người phân biệt bước lên bất đồng phương vị, đem vậy ám ma các chủ ở trong, nhất thời, một cổ hào hùng yêu khí giống như là ngưng tụ thành thực chất vậy, hóa thành một tôn đôi đầu 4 cánh tay, trán mọc độc giác mấy trượng cao yêu ảnh, xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. Nhân trận cửu trọng thiên chiến trận. Nhìn vậy yêu ảnh, Trần Phi trong lòng rung một cái, không nghĩ tới cái này ám ma các lại còn mới có thể có bực này nội tình. Người này trận cửu trọng thiên chiến trận vừa lấy ra, bọn họ cái này đội hình sức chiến đấu, chắc cũng là không kém tại nhất tầng thứ phổ thông vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh. Mà đây cho dù là vậy kém hơn Tần Cung, Chân Duyệt hai người, khá vậy là đủ rồi. Nhân trận cửu trọng thiên chiến trận, lúc này mới có chút ý nghĩa. Liền chính thanh đạo quân cũng là sờ cằm cười một tiếng, coi như là hắn xem ra, người này trận cửu trọng thiên chiến trận cũng là vật hiếm thấy, những người này có thể lấy ra tới, vậy coi như là không tệ. Mà ở thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất khó coi không thể nghi ngờ chính là lưng gù Tần Cung, cùng với đồ tang dài châm ông già Chân Duyệt bọn họ hai người. Dẫu sao trước chỉ là một cái Trần Phi, một cái chính thanh đạo quân, bọn họ đều xuống không chừng quyết tâm phải đi đánh một tràng, mà bây giờ, đối phương bọn họ bên kia lại là nhiều hơn nữa một cái tiểu thiên vị sức chiến đấu, đội hình, sai lệch lại là nghiêm trọng. Đối mặt như vậy tình huống, cho dù là bọn họ vậy cảm giác áp lực quá lớn lên. Cuối cùng nói lại lần nữa, cút, hoặc là đem mệnh lưu lại, tự chọn đi, lúc này, chính thanh đạo quân thản nhiên nói, hắn đã là có chút không nhịn được. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất, là sớm đi khôi phục thực lực, cho nên sao có thể có cái gì kiên nhẫn sẽ ở cái này cùng hai cái, tiểu thiên vị người bạn nhỏ mè nheo. Nhất thời Tần Cung hai sắc mặt người đổi được dị thường khó khăn xem. Cút, đem mệnh lưu lại, đây là đang làm nhục bọn họ sao? Lưng gù Tần Cung là uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả, thực lực rất mạnh, mà vậy thật duyệt là tới từ tại bên trong vực, Phong Lôi Tông lên thuộc Ung Dung tự tại Phong Lôi Tông, thân phận lại là kinh người. Nhưng dù vậy, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt lão già này lại dám và bọn họ nói lời như vậy, là ở hướng bọn họ hạ chiến thư. Khinh miệt bọn họ, các hạ chẳng lẽ là quá tự cho là chứ, coi như các người bây giờ nhiều chút người giúp. Có thể, người thật lấy là thì hoàn toàn điện định thắng cuộc. Chân Duyệt mặt âm trầm nhìn chằm chằm chính thanh đạo quân, lạnh lùng nói. Mà chính thanh đạo quân nghe vậy chỉ là hơi bĩu môi, không thể đưa hay không cười lạnh cười. Không nói thêm gì nữa. Phải biết, hắn nhưng mà từng cùng các lộ đại thiên vị chân quân cảnh tranh phong qua cường giả đứng đầu, cho nên nếu như liền dưới mắt cái này hai đứa nhỏ thiên vị người đều sợ, truyền đi, rơi vào hắn đã từng là bằng hữu, đối thủ trong tai. Không bị nhạo báng sao. Mà ở thấy chính thanh đạo quân rõ ràng hơn càng cái khiêu khích tính coi thường, vô luận là một mặt âm trầm Chân Duyệt, hoặc giả là mặt đầy uy nghiêm lưng gù Tần Cung, hai người bọn họ lúc này đều là không nhịn được giận dữ ngược lại cười. Người sau hắn lạnh lẽo lời nói, mang vô cùng áp lực, một chữ một cái ở giữa đất trời này truyền đẩy ra tới, nếu các hạ như vậy tự tin, hôm nay, đó cũng là nói không phải hơn hướng ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Muốn hắn Tần Cung thân phận gì? Uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, Phong Lôi Tông duy nhất chí cao vô thượng chân quân cảnh lão tổ. Mà bây giờ, lại bị một cái hoàn toàn không nhận biết lão già kia như vậy khinh thị, trong lòng của hắn vậy cổ khí như thế nào biệt được. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cục diện hôm nay, nếu không phải là hắn thật có thể tiếp nhận buông tha niết huyết trì, nếu không, chàng này chiếc thủy chung là muốn đánh xuống. Cái này trụy thần cốc. Cái này niết huyết chỉ hắn ước chừng lập 300 năm dài, mà nay mắt hạ để cho hắn như vậy vứt bỏ, có thể sao? Cái này tất nhiên tuyệt đối là không thể nào. Cho nên, hắn cũng không muốn lại tiếp tục rằng co, nó nhảm đi xuống. Dẫu sao nếu là có thể đem trước mắt lão già này trọng thương, thậm chí giết chết, hắn cùng Chân Duyệt nơi phải đối mặt cục diện thì biết rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Mà nghe vậy, đối mặt lưng gù Tần Cung tuyên chiến. Chính thanh đạo quân cũng là cười lạnh thân thể chậm rãi dâng lên. Tại ngày đó không chung, trong cơ thể hắn là dần dần hiện ra kinh người thần hồn khí thế, vậy một đôi tròng mắt chính giữa cũng là từ từ nhiều hơn như nước xoáy vậy, kinh khủng thành tựu xuất sắc vẻ, hòa hợp ở hết thảy, tràn ngập hơi thở đơn giản là làm người ta nhìn mà sợ. Sau đó, hắn lãnh đạm thanh âm trực tiếp là vang lên, Trần tiểu tử, người này giao cho ta, còn lại cái đó liền do ngươi đi đối phó chứ. Có thể giết tốt nhất. Nếu không,
có lẽ sẽ có chút phiền toái nhỏ. Muốn xách một ca an hu. Rào rào. Bá đạo này khinh miệt giọng trực tiếp là làm mọi người trong mắt co giúp một cái. Nhất là Tần Cung còn có Chân Duyệt, đều là ngay tức thì không nhịn được sắc mặt vô cùng là xanh mét, mặt đầy khói mù, sát khí xông ra bên trong thân thể, vô cùng sôi trào. Đối phương đây là thật đem bọn họ làm là heo chó, có thể tùy ý giết. Không khỏi vậy qua cuồng vọng đi. Liền vậy ám ma các người nghe được cái này bá đạo nói cũng là như vậy, mặt đầy vẻ kinh dị, diêu nhìn bầu trời trong đạo thân ảnh kia. Người này không khỏi cũng quá ngang ngược chứ. Hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh, cũng có thể là hoàn toàn không coi vào đâu. Chỉ có Trần Phi nghe vậy là khẽ cười cười, bởi vì hắn đương nhiên biết rõ, chính thanh đạo quân nhưng mà có tư cách nói ra như vậy ngang ngược lời. Dĩ nhiên nếu không phải bởi vì cùng xích tinh ma quân đánh nhau, hôm nay chính thanh đạo quân sợ rằng đều đã là huyền thiên vị nhân vật bá chủ. Ở hạng nhân vật này trong mắt, tâm cảnh biết bao cao. Chính là, hai đứa nhỏ thiên vị, quả thật không tư cách làm hắn chuyện bé xé ra to coi trọng cái gì. Mà ở chú ý tới Trần Phi, chính thanh đạo quân này hai người thái độ, Tần Cung lại là không nhịn được trong lòng giận dữ, mặt đầy xanh mét. Oanh! Một giây kế, đi đôi với một cổ kinh khủng chấn động, cùng với kinh người chân quân cảnh khí thế xuất hiện, giữa trời đất, trực tiếp là có cuồn cuộn sấm sét, cùng với như thái cổ giống như cương đao gió lốc lớn vang khắp, xé đứng lên. Một cổ không cách nào hình dung mạnh mẽ uy áp cuộn sạch mở, dẫn được thiên địa chấn động. Phịch, thủ không chịu nổi trước chính là vậy ám ma các mọi người. Chỉ gặp bọn họ cho dù là có người trận cửu trọng thiên chiến trận ở phía trước chĩa vào, ở cái này uy áp kinh khủng hạ, vậy vẫn là rất miễn cưỡng lùi mấy chục mét. Đạt tới trình độ như vậy. Quang chỉ là khí chàng uy áp, kết quả có như vậy uy lực. Như vậy có thể gặp, lưng gù này Tần Cung thực lực, hắn sức, cũng là không phải là giả. Nhưng mà, coi như là đang đối mặt loại chàng diện này, bực này cường hãn khí thế uy áp, chính thanh đạo quân lại cũng vẫn là bình tĩnh, trầm ổn làm người ta tức lộn ruột. Thậm chí là liên ti chút nào ánh mắt chập chờn cũng không có, giống như hoàn toàn chưa thấy được có áp lực gì. Mà tình cảnh như vậy, dĩ nhiên là làm lưng gù Tần Cung cùng với Chân Duyệt đều là không nhịn được ánh mắt sụt một cái. Ánh mắt kinh nghi bất định. Chân Duyệt, chờ ta cùng hắn lúc động thủ, một khi có cơ hội, người lập tức ra tay. Trước đem lão già này đánh cho bị thương hoặc là giết nói sau. Đột nhiên, một đạo nín tức giận âm lãnh tiếng ở hắn bên tai vang lên. Là Tần Cung, Chân Duyệt ánh mắt hơi run lên. Một giây kế, liền gặp thần tình không thay đổi, có thể hắn hai tay cũng không lưu dấu vết hơi về phía sau lộn một cái, như một cái tìm cơ hội rắn độc vậy, tại chưa có người bất kỳ nhận ra được dưới tình huống, có từng tia cực kỳ nguy hiểm sấm gió khí hiện đầy hắn đầu ngón tay, phụt ra phụt vô đáng sợ lạnh lẻo mũi nhọn. Sau đó, hắn ánh mắt chính là chặt chặt rơi xuống chính thanh đạo quân trên mình, ánh mắt không hề bận tâm lạnh như băng lóe lên, âm lạnh như là rắn độc vậy, chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người hắn. Đi theo liền gặp đạo thân ảnh kia cười nhạt hướng hắn nói, tiền bối, nếu như ngươi muốn động tay, ta cùng ngươi, như thế nào? Cùng lúc đó, vô hình sắc bén vô hạ kiếm ý ở đó trong hư không ngưng tụ, như tia chớp, gió lốc lớn vậy hướng vậy thật duyệt hai bàn tay đánh tới. Phịch, 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 nháy mắt tức thì vậy, nguyên bản tụ tập ở tay hắn chỉ giữa nguy hiểm sấm gió hai khí. Lại là tất cả đều giải tán. Ngươi, vậy thật duyệt ánh mắt lúc ngay tức thì kịch liệt rụt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới đối phương có thể phát hiện hắn động tác nhỏ, càng không có nghĩ tới, đối phương có thể đánh tan hắn sấm gió hai khí, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy. Ha ha, thật là bất nhập lưu thủ đoạn à. Trên bầu trời, chính thanh đạo quân bên mắt quét một vòng bên kia cảnh tượng, khẽ lắc đầu cười một tiếng. Rồi sau đó mới lại gặp mắt thần rơi xuống đối diện mặt đầy đã sớm hơn nữa âm trầm, khói mù, kinh nghi bất định Tần Cung trên mặt, búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói. Động thủ đi. Cái này khinh thị cùng coi thường, cuối cùng là làm Tần Cung hoàn toàn có chút mất lý trí. Bạo giận lên. Oanh. Ầm 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 ầm. Gió cùng sấm, xé vậy khủng bố chập chờn, còn có vậy đầy trời ngân xà cuồng vũ tình cảnh, là từ Tần Cung tức giận bên trong thân thể bộc phát ra. Vô tận uy áp, tiểu thiên vị chân quân cảnh khí thế, một lượng tàn phá mở ra, dẫn dỗi rãnh gian chấn động, thoáng chốc gian chu vi mười mấy dặm cũng vang trời đung đưa. Uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh,
coi như là ở đó toàn bộ ngoại vực chính giữa, cũng chỉ là đứng sau trong truyền thuyết đại thiên vị, bởi vì cái này kiềm nam cổ quốc ngoại vực là cơ bản không thể nào có huyền thiên vị, vương, sẽ chọn ở lại loại địa phương này. Đổi câu nói cách khác, ít nhất ở nơi này kiềm nam cổ quốc ngoại vực, giống như là tần cung bực này uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, vậy tuyệt đối. Đã có thể nói là ở vào tầng chót đỉnh cao nhân vật. Mà hạng nhân vật này thực lực cùng uy áp khí thế, đích xác là có chút làm người ta nhìn mà sợ. Oanh! Một giây kế, liền không nhịn được trước xuất thủ chính là tần cung. Chỉ gặp mắt thần nhô lên ra sát ý, bước ra một bước, thoáng chốc gian, thiên diêu địa động, sấm gió hai khí làm vậy không gian cũng vỡ nhỏ. Chỉ gặp từ tần cung cao vút lưng gù phía trên, một đoàn đoàn đáng sợ gió lốc lớn, sấm sét ngưng tụ thành thực chất, hội tụ ở hắn trong miệng, một giây kế, liền giống như là vẫn thạch vậy hướng chính thanh đạo quân đánh tới. Vậy chập chờn đến mức, không gian toàn bộ sụp đổ, khủng bố tới cực điểm. Mà trong tầm mắt gặp đối phương cái này gần như không có gì sặc sỡ, chính là muốn toàn lực áp đảo hắn, đánh tan hắn nhất kích, chính thanh đạo quân cuối cùng là ánh mắt hơi chăm chú, bàn tay vừa nhấc. Từng luồng màu sữa ánh sáng giống như sống vậy bạch xà vậy, vây quanh hắn lòng bàn tay một điểm nào đó nhanh chóng quanh quẩn liền đứng lên. Oanh! Kinh khủng hơi thở bùng nổ, từ vậy điểm sáng trong, toát ra nhức mắt màu trắng linh quang, vô cùng vô tận uy có thể trở thành một hớp giống như là xương trắng giống như cương đao đồ, che khuất bầu trời, cuối cùng hướng vậy phía trước hung hăng chém một cái. Oanh! Phảng phất là có xé người ma khủng bố âm bạo thanh ở giữa trời đất vang khắp mở. Hư không run lên. Rồi sau đó, liền gặp kinh khủng kia sóng trùng kích ngay tức thì chính là bắt đầu tàn phá, dưới chân bọn họ đất đai bị rất miễn cưỡng hướng xuống san bằng mấy trăm mét, từng cục đá lớn muốn nổ tung lên, khói mù đầy trời. Bực này tình cảnh, đừng nói là ám ma các những người đó, coi như là hôm nay Trần Phi, cũng là không nhịn được hơi hí mắt, chết nhìn chằm chằm vậy mảnh chiến trường chính giữa, cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Quả nhiên, cái này một cái là uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, một cái khác cũng đã từng kinh đạt tới đại thiên vị chân quân cảnh lão quái vật. Hai người đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, khó giải quyết rất sao. Ta lấy là ngươi có thể thật lợi hại, làm nửa ngày, nguyên lai vậy cũng chỉ là loại trình độ này. Như là như vậy nói, hôm nay, ta xem ngươi liền chỉ cần đem mệnh ở lại đây là được. Nhưng vào lúc này, tần cung mắt lộ ra hung hãn vẻ, cười lạnh một tiếng. Trong thân thể lại là hiện ra kinh người hơn, kinh khủng hơn lực lượng. Một cái giống như là thanh bạch hai sắc đá quý đúc thành sấm gió tay, bước ngang qua xuất hiện ở trên trời, che khuất bầu trời, tựa như là cái này thế gian kinh khủng nhất pháp bảo, không có chút nào sặc sỡ hướng về phía chính thanh đạo quân nghiền ép đi. Cái này tần cung cũng là cay nghiệt rất, ước chừng chẳng qua là giao thủ một chiêu, liền phát hiện đối phương pháp thuật năng lực tựa hồ không hề lợi hại, liền thủ đoạn khác cũng lười được sử dụng. Liền như vậy bằng vào pháp thuật lực cường hãn, ép được chính thanh đạo quân rơi vào bùn trạch, từ đó sa sút. Phải không? Có thể nhìn gặp tần cung thủ đoạn như vậy, nhìn thấu đối phương dự định, chính thanh đạo quân nhưng là không nhịn được sắc mặt cổ quái cười một tiếng. Ngay trong ánh mắt tràn ra nhàn nhạt châm chọc. Hắn ban đầu dựa vào thành danh thủ đoạn, chính là ngón này xuất thần nhập hóa pháp thuật thuật. Mà hắn mới vừa rồi một ngón kia sở dĩ làm tần cung cảm thấy không đủ mạnh. Cho rằng đây là sơ hở của hắn, bất quá là bởi vì hắn lực lượng mới vừa khôi phục lại chân quân cảnh, cũng không trả nguyên đến đã từng là cao độ mà thôi. Có thể coi là như vậy, quang như vậy thì lấy là pháp thuật thuật là sơ hở của hắn, vậy chỉ có thể nói là quá ngây thơ rồi. Hống, một tiếng gầm nhẹ, chính thanh đạo quân thở một hơi thật dài, sau lưng triệu đạo linh quang phun trào, rồi sau đó chính là thấy một tôn người khoác khôi giáp khủng bố thân ảnh màu trắng. Xuất hiện ngưng luyện ở vậy trên bầu trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh! Hống! 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 Vậy đồ sộ ảnh trên mình, tràn ngập từng cái khủng bố như bạch long vậy khí lưu, nhập vào xuất ra tinh mang gian, thiên địa khoảnh khắc gian chính là hình thành mưa như thác đổ, bao phủ thiên địa, như vậy kinh người. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là tần cung hoặc giả là thật duyệt. Thậm chí là liền Trần Phi lúc này sắc mặt đều có chút hơi thay đổi rồi sau đó vậy khiếp sợ lời nói, bắt đầu từ hắn trong miệng mặt bật thốt lên. Đây là, pháp tướng thiên địa. Hắn ánh mắt sợ hãi liếm môi một cái, há miệng, đây chính là pháp tướng thiên địa à. Không nghĩ tới có thể ở nơi này thấy. Pháp tướng thiên địa, lại tên pháp tướng cự thần,
nghe nói chính là pháp thuật thuật loại, đăng phong tạo cực thủ đoạn, rất khủng bố. Lại là pháp tướng cự thần. Tần Cung cũng là thiếu chút nữa đem răng đều cắn đứt, mặt đầy thần sắc xanh mét, âm trầm đến vô cùng làm khó xem. Pháp tướng cự thần khủng bố, hắn rất rõ ràng, liền hắn từng mấy lần muốn phải tìm loại này pháp thuật loại đạt tới đỉnh cao thủ đoạn, cũng đều vẫn là nhiều lần sát vũ mà về, không tìm được. Mà bây giờ, chính thành đạo quân lại là ở trước mặt hắn hiện ra loại thủ đoạn này, cái này làm hắn như thế nào có thể đủ thở bình thường lại, trong lòng thăng bằng. Lão già kia, đừng cho là có liền cái này pháp tướng cự thần là có thể không chút kiêng kỵ. Tần Cung ghen tị đến mặt đầy vặn vẹo, hai tròng mắt uy nghiêm, chợt liền gặp hắn một tiếng gầm nhẹ, cả người khí thế chi cuồng liệt trình độ ít nhất là mạnh hơn trước 30-40% nhiều. Người sau ngay tức thì, vậy trên bầu trời đang hướng chính thanh đạo quân đánh tới sấm gió đá quý bàn tay, uy thế cũng là lập tức tăng vọt gần nhất lần có thừa. Kinh khủng bàn tay, tràn ngập đáng sợ đá quý sắc sấm gió hai khí, trực tiếp là xé chân trời, ùn ùn kéo đến hướng chính thanh đạo quân đánh giết đi. Mà ở thấy tình cảnh này chính thanh đạo quân sau lưng màu trắng đổ sộ ảnh cũng là thả ra kinh khủng chập chờn. Tinh mang phụt ra phụt vô, vậy từng cái bạch long vậy khí lưu, hướng phía trước nghiền ép đi, cùng vậy sấm gió đá quý bàn tay miễn cưỡng đụng vào nhau, thiên diêu địa động, rằng co ở trên trời. Oanh, 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 ầm 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 ầm. Mà đây vậy một lượng đáng sợ không ngừng thế công không ngừng gào thét ra, ngươi tới ta đi. Làm vậy toàn bộ bầu trời cũng thậm chí là bị vết nứt không gian cho hiện đầy. Xa xa nhìn lại, bụi đất mịt mờ một mảnh, lực lượng kinh khủng nghịch chuyển đụng nhau, để cho người toàn thân phát rét, da đầu nghiêm nghị. Cái này Liễu tiền bối không hổ là từng hơi lớn thiên vị nhân vật, ta xem hắn lúc này lực lượng, so ta cũng còn muốn tra xét chút, còn có thể cùng Tần Cung liều chết không phân cao thấp. Mà ở nơi này hai cổ lực lượng lúc này mở ra kịch đấu thời điểm, Trần Phi cũng là không nhịn được cảm thán. Bởi vì dưới mắt cục diện này, coi như là hắn cũng đã là đã nhìn ra, Liễu Chính Thanh Liễu tiền bối lúc này bản thân cảnh giới, hoặc giả là bởi vì mới vừa rồi sống lại thành công, cho nên không hề mạnh, liền hắn lúc này lực lượng đều có thể so với đối phương cường thượng một ít. Có thể coi là như vậy, Chính Thanh đạo quân lại vẫn có thể bằng vào này, và đối phương liều chết không phân cao thấp, khó phân thắng bại, cái này đích xác là có chút kinh người một chuyện. Trừ hắn ra. Vậy thật duyệt cũng là nhìn thấu một điểm này, trên mặt thần sắc càng lộ vẻ được khói mù đứng lên. Rồi sau đó hắn cúi đầu quét mắt cản trước mặt hắn Trần Phi, ngay trong ánh mắt, là hiện ra lau một cái nguy hiểm sắc bén. Tần Cung cùng lão nhân kia đánh thành ngang tay, mà đây bên kia, trừ Trần Phi bên ngoài, vậy mấy con yêu thú thêm cùng nhau vậy miễn cưỡng có thể tính tiểu thiên vị chân quân cảnh sức chiến đấu, hắn một người căn bản đối phó không được. Cho nên bây giờ tốt nhất biện pháp. Không thể nghi ngờ là đánh vỡ bế tắc, trước tiên động thủ trước đem Trần Phi giải quyết hết. Trước ở Trụy Thần Cốc ra, hắn coi Trần Phi là con kiến hôi, mà bây giờ tuy nói Trần Phi thực lực quỷ dị đổi tới lớn mạnh như vậy, có thể hắn trong lòng phần kia khinh thị, nhưng cũng vẫn là không có như vậy dễ dàng có thể chuyển đổi tới đây. Đồng thời, Trần Phi đột phá trọng đại, cùng với bên trong cốc này nguyên hẳn có đông đảo bảo vật lại toàn cũng biến mất không thấy, cái này làm cho hắn sát ý trong lòng nồng nặc. Nhất định phải diệt trừ Trần Phi, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Trần Duyệt hơi híp cặp mắt, ngay tại Trần Phi sự chú ý có chút bị vậy chiến trường hấp dẫn, hắn đột nhiên động, đột nhiên gian nổ tung, kinh khủng một chỉ điểm ra trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới, cả người đều là sát ý, muốn nhân cơ hội giết Trần Phi. Đáng chết, Trần Phi phản ứng rất nhanh chóng, khá vậy vẫn hơi chậm, sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút kinh dị, âm trầm, về phía sau bạo lui. Không tốt. Mà ở thấy Trần Duyệt hướng Trần Phi đột nhiên đánh lén ám sát đi, bên kia, vậy hợp thành nhân trận cửu trọng thiên chiến trận ám ma các người cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt ngay tức thì trở nên có chút tức giận, cùng với lóe lên khó khăn minh đứng lên. Cái này trên mặt có phấn lão ra ngón này, đích xác là hèn hạ, có thể bọn họ nhưng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc kết quả muốn không nên động thủ. Tiểu thiên vị chân quân cảnh cường địch, coi như là một cái. Vậy làm bọn họ toàn bộ tất cả mọi người đều cảm thấy Alexandria, hơn nữa bây giờ, cái này còn không là một cái, là hai cái. Trần Phi thân hình chợt lui tốc độ mặc dù đủ nhanh chóng, nhưng mà vậy quyết tâm muốn đánh lén bị thương nặng hắn Trần Duyệt cũng không phải đơn giản như vậy. Oanh! Chỉ gặp vậy thật duyệt cái này chỉ một cái, đầu ngón tay trực tiếp là sâu mặc vào kinh khủng chùm ánh sáng, hạ xuống ở Trần Phi trên mình, tung lên đáng sợ,
kịch liệt gió lớn cùng sấm, Trần Phi cả người áo quần ngay tức thì bị xé được nghiền, một hớp nghịch huyết dâng trào thân thể nhỏ run một cái, cương tại chỗ. Ừ, Trần Duyệt cặp mắt ngay tức thì ngưng ngưng, không nghĩ tới hắn cái này toàn lực đánh lén nhất kích, nhưng chỉ là để cho Trần Phi thân thể hơi rung rung một ít, không có chết. Thậm chí liền trọng thương cũng không có. Nhưng cái này Trần Duyệt thân là tiểu thiên vị chân quân cảnh cao thủ, núi thây biển máu trong sông đi ra ngoài, đồng dạng cũng là lão lạt có thể. Làm hắn thấy được Trần Phi thân thể cương tại chỗ trong nháy mắt kia, lập tức là lại bắt được cơ hội này, một quyền đánh ra, kinh khủng lực lượng dễ như bỡn điên cuồng khơi thông ở Trần Phi trên mình. Nhưng mà lần này, vậy thật Duyệt trên mặt khói mù vẻ lại là có chút khoa trương. Bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được, mình một quyền này mặc dù là đánh đến liền Trần Phi trên mình, nhưng thật giống như đánh vào khủng bố bền bỉ siêu cấp thép dòng lần trước vậy. Vậy hào hùng huyết khí cùng vững chắc lại trực tiếp là đem hắn một quyền này cho dung trở về. Thân xác lực phòng ngự lại như người thú đến loại trình độ này. Vèo. Trần Phi bị đánh bay ra ngoài thân hình rất miễn cưỡng dừng lại, rất thế chợt giảm. Rất tốt. Cùng lúc đó hắn rốt cục thì rảnh tay, hung hăng đem vậy vết máu ở khóe miệng xoa xoa, trong mắt đột nhiên gian dương ra, vô tận vô hạ kiếm ý lưu chuyển, nhìn chằm chằm vậy thật Duyệt. Làm người sau chỉ cảm thấy có vô số lợi kiếm ở trên người hắn tàn phá, dường như muốn đem hắn xé tới. Loại cảm giác này làm Trần Duyệt sắc mặt lại lần nữa đổi một cái. Vô hạ kiếm ý, pháp bảo cấp thân xác. Hắn trong mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gần từng chữ một, không nghĩ tới Trần Phi có nội tình lại đạt tới loại trình độ này. Vô hạ kiếm ý, pháp bảo cấp thân xác, hai người này tùy tùy tiện tiện một cái. Vậy cũng là liền hắn bực này tiểu thiên vị chân quân cảnh đều không phải là như vậy dễ dàng có thể tùy tiện lấy được, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này hai loại kinh người cường hãn nội tình, nhưng đồng thời tồn tại ở Trần Phi trên người một người. Bực này khoa trương trình độ, làm hắn đều là không nhịn được ghen tị với đứng lên. Giết! Hắn không do dự nữa, thuộc về tiểu thiên vị chân quân cảnh kinh khủng lực lượng. Vậy cuồn cuộn chấn thiên hám đất sấm sét đạt tới đủ để xé thiên khung gió lốc lớn vặn với nhau, ùn ùn kéo đến, về phía trước chèn ép, làm Trần Phi chỉ cảm thấy hủy diệt sao rơi hướng hắn tấn công tới, vậy trình độ kinh khủng, làm hắn lúc này cũng là không nhịn được cả người lông tơ thụ dựng lên. Hiu, hiu, kinh khủng lực lượng hoàn toàn là quán chú đến Trần Phi bên trong thân thể, đem hắn thân thể lần nữa đánh bay ra ngoài, ở đó hư không hung hăng run lên, Trần Duyệt khóe miệng nhất thời nổi lên cười nhạt vẻ. Ha ha, không vào chân quân cảnh, lại quỷ dị cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Nhưng mà hắn ý niệm như vậy cũng còn không ở trong đầu hiện lên hoàn toàn, làm hắn ánh mắt lại lần nữa co rúm lại sự việc, chính là xảy ra. Chỉ gặp vậy Trần Phi thân thể bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài sau đó, thân thể ở trong hư không nổ bắn ra ra một đạo quỹ tích, cũng không đến 100 mét, lại là lại lần nữa rất thế dừng lại. Rất miễn cưỡng ngừng ở vậy. Điều này sao có thể? Giật mình tiếng từ vậy thật Duyệt trong miệng bật thốt lên, hắn ánh mắt, không nhịn được vặn vẹo trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì coi như là Tần Cung cũng không thể như vậy cứng rắn ăn hai người họ quyền, còn như vậy bình an vô sự. Cái này nhãi con, như thế nào một chút đổi được mạnh như vậy? Oanh! Bỗng gian, một cổ kinh khủng kiếm ý đi đôi với hừng hực lửa cháy bừng bừng lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở bên người hắn, ngay tức thì... Trần Duyệt liền bị kinh khủng xà tâm địa linh diễm bao phủ, đặt mình vào biển lửa, không chỉ có như vậy, đáng sợ kia vô hạ kiếm ý còn dễ như bỡn hoành cắt đi, muốn hủy diệt hắn thân xác. Tới mà không đi cũng không lễ phép, người đánh lén ta, bây giờ, người vậy thử một chút tư vị này. Nhìn một màn này ở giữa Trần Duyệt, Trần Phi cặp mắt tràn ngập hiện đầy khủng bố sát phạt lực uy nghiêm. Bên phải tay run lên, hư không một kiếm trực tiếp là chém xuống. Lực lượng vô tận hóa là vậy một đạo kiếm quang hướng Trần Duyệt chém tới, xé thiên khung. Nhãi con, hôm nay ngươi nếu không chết, ta Trần Duyệt mất hết mặt mũi. Đi đôi với cái này cắn răng nghiến lợi uy nghiêm lẩm bẩm tiếng, Trần Duyệt trên đỉnh đầu trực tiếp là xuất hiện một viên âm dương sắc hai khí quang cầu, đem thiên đều che lại, kinh khủng này quang cầu phảng phất là có thể đem thương khung cũng chen xuyên, thanh âm ông ông để cho đời người ra run rẩy cảm giác. Cùng lúc đó, môi hắn như là khẽ nhúc nhích, lạnh người lẩm bẩm nói. Sấm gió, đôi bong bóng, phịch, hư không chấn động. Một cổ không cách nào hình dung uy thế, từ vậy, phong lôi song khí cầu trong tản mát ra. Một khắc sau,
kinh khủng này quang cầu, trực tiếp là đánh ra. Đem vậy tràn đầy thiên hỏa diễm, không rãnh kiếm khí tàn phá bừa bãi cảnh tượng hủy diệt, sau bởi vì kiếm kia quang hung hăng đụng vào nhau. Phịch, hư không run lên, có thể kiếm khí kia lại là ở kinh khủng này uy thế hạ, rất nhanh liền bị bại, rạn nứt ra. Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Vậy thật duyệt trên mặt trực tiếp là hiện ra khinh miệt cười nhạt. Bây giờ, biết chênh lệch. Một đạo trầm thấp cười nhạo tiếng truyền ra, ngay sau đó ở đó, phong lôi song khí cầu, chung quanh, có vô tận quang ba ra đời, rồi sau đó lại rơi xuống hủy diệt, mà ở nơi này bây giờ nơi đản sanh ra lực lượng, nhưng hiện đầy kinh khủng hơn hủy diệt, hướng Trần Phi hoàn toàn cuộn sạch, chìm ngập. Chênh lệch. Trần Phi ngẩng đầu lên. Thần sắc lãnh đạm nhìn vậy bốn phương tám hướng kinh khủng hủy diệt lực rơi xuống, trong thân thể, dần dần là có linh vận cổ xưa mây tía xuất hiện. Màu tím kia như rồng như thuồng luồng, như mãng như rắn, tràn đầy linh động, quanh quẩn ở trên người hắn, lại dần dần là dẫn động ra từng cái cổ xưa, tang thương phù văn thần bí. Ở thấy một màn này, Trần Duyệt trong lòng cuồng loạn, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc bất an. Giả thần giả quỷ cái gì? Hắn bất an gầm nhẹ nói. Sát khí đằng đằng. Nhưng lúc này Trần Phi khí tức trên người nhưng lại là đáng sợ đứng lên, làm hắn tim cũng sắp mất đi nhảy lên năng lực, giống như là sắp nghẹt thở. Trần Phi ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng nhìn vậy mặt đầy đã sớm có chút bối rối Trần Duyệt, cả người hiện ra đáng sợ tử tiêu phủ chiếu nghiêng xuống, bên phải tay run lên, nhất thời là đem mình đưa thân vào màu tím hà vụ chính giữa, phụt ra phụt vô lạnh như băng tinh mang, nói. Ngươi nếu như cảm thấy ta ở giả thần giả quỷ, vậy không phương thử một chút. Dứt lời, hắn lòng bàn tay gian chính là tràn ra mênh mông vô hạ kiếm ý, cùng màu tím kia hà vụ hòa hợp với nhau, ngưng tụ thành một kiếm, quang diệu thiên khung. Mà một kiếm này sau đó bị hắn chém ra, phảng phất có một cổ vô cùng mãnh liệt luật động, làm hắn chém ra một kiếm này kiếm mang nhận đỉnh ở ngay tức thì xuất hiện thành hơn trăm ngàn lần run rẩy, cùng thiên địa đồng tình, mà một kiếm này lúc rơi xuống. Hư không nứt ra, vô tận phương hoa. Liền vậy thật duyệt đều ở đây trong một cái chớp mắt này cặp mắt bạo xúc, toàn thân phát rét, cả người lông tơ vèo 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 toàn thụ dựng lên. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, một kiếm này oai thật sự là quá dọa người, làm ngày đó không chính giữa hết thảy cũng ngay lập tức tan thành mây khói. Thậm chí rồi sau đó, không có đáng sợ nổ tung vang lớn, cũng không có hủy diệt sóng trùng kích, cũng chỉ là mất đi một kiếm. Ngày đó khung liền giống như là bị chém ra một đạo lỗ hổng. Mà vậy, phong lôi song khí cầu, càng bị một kiếm này chính diện đánh trúng, chia làm hai, tán loạn ở trên bầu trời. Cái gì, xa xa, cảm nhận được một màn này, coi như là vậy đang cùng chính thanh đạo quân khai chiến, rút ra không vui Tư Tần Cung lúc này cũng là không khỏi sắc mặt kịch biến liền một chút, nghiêng đầu khiếp sợ nhìn Trần Phi một mắt. Hiển nhiên, lúc này Trần Phi triển hiện ra lực lượng, liền hắn đều là khó tin, không nghĩ tới. Và ta động thủ ngươi cũng dám phân tâm, ngại mệnh không đủ dài sao. Nhưng vào lúc này, đi đôi với một đạo lạnh giọng truyền tới, Tần Cung trên đỉnh đầu không trực tiếp là xuất hiện một cái vô biên to lớn màu trắng bàn tay, đem thiên đều che lại, mình mông cút chảy khí trắng như bạch long vậy, gào thét gian đấu đá xuống, để cho đời người ra run rẩy cảm giác. Đáng chết, độc ma thiềm giấu tay. Tần Cung sắc mặt biến. Mặt âm trầm truyền ra tiếng trầm thấp, một khắc sau, chỉ gặp ở đó vô biên to lớn màu trắng dưới bàn tay mét khối, lại là xuất hiện một cái dữ tợn năm ngón tay dấu tay. Tay kia ấn trong lăn lộn lực lượng tà ác, khí độc mãnh liệt, nghịch chuyển lên. Phịch, thiên địa một tiếng vang thật lớn, chính thanh đạo quân cùng với Tần Cung bóng người cơ hồ là đồng thời, đều bị kinh khủng kia cuộn sạch mở chập chờn nơi nuốt vào trong đó, thiên địa run rẩy. Vèo, vèo, sau đó. Hai đạo cực quang từ kinh khủng kia chập chờn trong lao ra, cả người nhuốm máu, tất cả là bị tổn thương. Mà đây tổn thương, cũng là làm chính thanh đạo quân ánh mắt có chút hung ác. Thành tựu từng đạt tới đại thiên vị chân quân cảnh đỉnh cao nhân vật, hắn tự nhiên là có niềm kiêu ngạo của hắn, mà bây giờ, hắn lại đang như vậy chiến trường chính giữa bị thương, cái loại đó chênh lệch cùng khác xa, vậy vẫn là có chút làm hắn không nhịn được nổi giận. Nếu như 300 năm trước, ta một cái tay cũng có thể làm cho ngươi vùi lấp vào địa ngục. Chính thanh đạo quân mặt đầy lạnh lùng, sau lưng vậy xương trắng vậy bàng lớn như núi nhạc pháp tướng lại là lần nữa điều động. Như rồng vậy xương mù lần nữa phun trào ra, pháp tướng lực lượng, đi đôi với mênh mông lực, hình thành một đoàn vòng xoáy, phảng phất là có thể đem hết thảy cũng nuốt mất nhập trong đó.
mà theo thoáng qua gian vậy nước xoáy nhanh chóng bành trướng, khuếch trương, liền Tần Cung cũng bất ngờ phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại bị bao phủ lên vậy phạm vi chính giữa, nhanh hơn rơi vào chết vực sâu. Ta dùng cái này pháp tướng thiên địa lực lượng, liền đại thiên vị cũng từng giết, ta xem ngươi có thể như thế nào trốn. Chính Thanh đạo quân lẩm bẩm nói, cũng là hoàn toàn thả ra mình chân chính thủ đoạn. Mênh mông kinh khủng xương trắng đem vậy mặt đầy kinh hãi Tần Cung nơi cuộn sạch, đem chi cuốn vào trong đó biến mất không gặp. Phịch, một tiếng nặng nề vang lớn, chỉ gặp ở đó xương trắng chính giữa nhưng mơ hồ xuất hiện một cái khổng lồ dữ tợn năm ngón tay giấu tay, muốn đột phá ra, khuấy động trời đất quay cuồng. Đáng chết, thấy Chính Thanh đạo quân ánh mắt hơi chăm chú liền ngưng, rồi sau đó sắc mặt âm trầm mắng nhỏ một tiếng. Hắn rõ ràng cái này còn là bởi vì là hắn hiện đang khôi phục, cảnh giới quá thấp, ước chừng chẳng qua là mới vừa đạt tới tiểu thiên vị chân quân cảnh, nếu không, đối phương sao có thể còn có dãy dụa chỗ trống. Phịch, âm 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 âm. Lại một lát sau, từ vậy đầy trời xương trắng chính giữa bắn nhanh ra cuồng liệt sấm gió lực. Chỉ gặp vậy gió lốc lớn, sấm như hủy diệt, như ngân xà cuồng vũ vậy, từ vậy xương trắng chính giữa lao ra, giống như là toát ra mấy triệu đạo nhức mắt hồng hà vậy. Sau đó, khoảnh khắc gian, Chính Thanh đạo quân cái này pháp tướng thiên địa thủ đoạn cuối cùng là tựa hồ không chịu nổi, bị lộ ra đỏ thắm tiên huyết quang mang, hóa là vô tận sát phạt lực lượng sấm gió lực rối loạn vặn cổ, hoàn toàn tan vỡ mở. Như vậy sau đó, một đạo chật vật huyết ảnh vọt ra khỏi xương trắng, là Tần Cung, có thể đây là hắn cả người trên dưới cũng đã bị kinh khủng vết thương hiện đầy. Máu tươi chảy ròng, hơi thở uể oải yếu ớt, kinh hãi nhìn Chính Thanh đạo quân. Mới vừa rồi hắn nếu không phải lấy cả người hơn nửa máu tươi lực nổ sấm gió lực lượng, lại lấy toàn lực thi triển, độc ma thiểm giấu tay, đột phá trùng vây, bây giờ sợ rằng hắn cũng đã là chết. Có thể đây rốt cuộc là tại sao? Lão già này đừng nói là biết hắn là ai, coi như chỉ là gặp, hắn cũng cho tới bây giờ không gặp qua. Nhưng vì cái gì, loại người này, lại sẽ như vậy lợi hại, lớn mạnh như vậy? Người bị thương nặng Tần Cung không nhịn được tâm thần rung chuyển. Trong mắt hiện đầy kinh hoàng. Mà ở thấy tình cảnh này Chính Thanh đạo quân Liễu Chính Thanh sắc mặt nhưng khác thường, âm trầm, rất lạnh lùng. Phịch một tiếng, một cổ sáng chói lực lượng từ sau lưng hắn bành trướng bộc phát ra, đầy trời một rõ ràng, thật giống như nhuộm nước thương khung. Hướng vậy cả người là máu Tần Cung đè đi, như muốn hoàn toàn vặn diệt. Vèo. Mà đây Tần Cung thành tựu uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng là quả quyết rất. Thấy tình thế đầu không đúng, ánh mắt run lên, xoay người bỏ chạy, tại ngày đó không trung kéo ra khỏi dài dài đỏ thắm tiên vết máu. Ngay tức thì không có bóng người. Tốc độ cực kỳ nhanh mạnh. Thấy tình cảnh này, vô luận là Chính Thanh đạo quân, hoặc giả là Trần Phi, Trần Duyệt các người, đều là không nhịn được tròng mắt co giúp một cái. Chạy. Hai người trước là sắc mặt có chút khó coi, người sau chính là lập tức đổi được vô cùng sợ hãi, cùng hốt hoảng. Ta đi truy đuổi hắn, Chính Thanh đạo quân phản ứng rất nhanh, trực tiếp là đuổi theo. Thực lực này, là bực nào khoa trương à? Lúc này, chưa gia nhập chiến trường ám ma các người, bọn họ ở hoàn toàn mắt thấy một màn này sau đó, đều là không nhịn được hoảng sợ đứng lên, điều này thật sự là quá rung động. Mạnh như lợi hại như vậy uy tín lâu năm tiểu thiên vị tồn tại, lại bị giết huyết độn mà chạy, như vậy chiến đấu, sợ rằng bọn họ tham chiến tư cách cũng không có. Xem ra ngươi đồng bạn đã đem ngươi từ bỏ, mà vào lúc này, Trần Phi phản ứng cũng là đặc biệt là nhanh chóng, vẫy tay đi ra, một bản bảo đồ thử linh lợi xoay tròn lên tới trên bầu trời, ném ra 100.000 đạo gió lớn, mưa mau, sấm sét, tia chớp. Tất cả kiểu sáng mờ, phong tỏa thiên địa. Làm vậy thật duyệt không có biện pháp chạy trốn. Ngươi lấy là ngươi thắng định ta. Thấy tình cảnh này vậy thật duyệt cặp mắt trong mắt không nhìn được rụt một cái, tràn ra tương đối lập hoảng hốt theo tức giận, biết sự việc phiền toái, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Bây giờ hắn nhất định phải phá vòng vây, nhất định phải xông ra. Nếu không, cùng lão nhân kia đuổi giết được người, hoặc là không đuổi giết được, lại trở lại tới, một mình hắn ở chỗ này chỉ sợ là chắp cánh vậy khó bay. Nhãi con bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại, si người nằm mơ. Chỉ gặp vậy thật duyệt bàn tay run lên, cũng là không để ý ẩn giấu thực lực, toàn lực động thủ, lòng bàn tay gian nổ bắn ra một đạo ánh sáng, mang theo hủy diệt lực, hung hăng đánh vào vậy đầy trời phong vũ lôi điện dáng ngũ sắc trên. Sắc sắc một tiếng,
vậy phong tỏa mảnh thiên địa này dáng ngũ sắc trực tiếp là nứt ra một cái khe hở. Thấy tình cảnh này Trần Phi trong mắt rụt một cái, trong lòng ngầm thán, rõ ràng cái này phong vũ lôi điện đồ đẳng cấp vẫn còn quá yếu, muốn ngăn ở một cái như chó điên vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh, còn chưa đủ. Vèo, cùng lúc đó vậy thật duyệt ánh mắt vui mừng, không chút do dự hướng vậy dáng ngũ sắc phết nứt phóng tới, muốn mượn cơ hội này đột phá rời đi. Ta có thể để cho ngươi như vậy tùy tiện liền. Cái gì, phịch, bất quá đối với này Trần Phi vậy vẫn là sớm có chuẩn bị, bàn tay run lên, một món như ánh sáng vậy tím trường kiếm màu vàng liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm này lại lần nữa vạch qua hư không, dạo rực ra vô tận vô hạ kiếm ý, sắc bén, đâm người sắp đem ở giữa đất trời này phá hủy. Có thể nhưng vào lúc này, ở sau lưng hắn, một đoàn trong suốt đám mây bỗng nhiên lại là nổ tung. Mà ở đó nổ tung đám mây chính giữa, kinh khủng sấm gió khí nếu có thực chất đáng sợ vạn phần hướng hắn tấn công tới, liền hắn sắc mặt biến. Gặp, khinh thường, Trần Phi cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Rất miễn cưỡng bị một kích này đánh vào trên mình, mặc dù không ngại, có thể còn muốn truy kích vậy nhanh chóng chạy trốn chân duyệt, nhưng cũng là mất đi cơ hội. Quả nhiên à, gừng càng già càng cay. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ là có như vậy một hồi. Đáng chết, thật đáng chết. Đấu với ta, người còn non chút. Cái gì, đáng chết, bầu trời xa xăm, vậy thật duyệt nhanh chóng hướng kẽ hở phóng tới, đồng thời trên mặt hiện đầy cười nhạt. Hắn chân duyệt nếu như thế dễ chết, há có thể có tư cách phối hợp đến hôm nay đất này bước. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, hắn sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi, bởi vì, bỗng là có một cổ lực lượng cường hãn từ bên cạnh hắn tấn công tới. Là ám ma các người bọn họ. Oanh, sợ hãi gió lốc lớn hiện lên, người nọ trận cửu trọng thiên chiến trận chính giữa xuất hiện một đầu yêu ưng bóng dáng, ngay tức thì xuất hiện ở chân duyệt tay trái bên cạnh, móng nhọn trực tiếp hướng chân duyệt trừ đi giết, sắc bén ánh sáng mang hủy diệt. Phịch, chân duyệt sắc mặt nhăn nhó, dư tợn làm bộ vừa đỡ, mặc dù là đỡ được, nhưng lại bị một chảo này tử cho rất miễn cưỡng oanh bay lệch hướng phi hành quỹ đạo. Thấy tình cảnh này Trần Phi ánh mắt bỗng nhiên vui mừng, chợt bàn chân giẫm một cái. Đồng thời thân thể như đạn đại bác vậy cuồng bay ra ngoài, một kiếm chém ra. Phịch, một kiếm này lần nữa đem vậy thật duyệt đánh bay ra ngoài xa hơn, hoàn toàn lệch hướng có thể chạy trốn quỹ đạo, nhất thời vậy thật duyệt không nhịn được ánh mắt dữ dằn, gương mặt vặn vẹo, mình mông kinh khủng sát ý xông ra, chết nhìn chằm chằm ám ma các người. Các người thật sự là tìm chết. Một tiếng quát chói tai, sát ý vô tận, lạnh như băng cực kỳ. Suy. Người nọ trận cửu trọng thiên chiến trận lực lượng nơi biến ảo ra yêu ảnh trực tiếp là bị hào hùng áp lực rung động, tiểu nửa người kể cả cánh ngay lập tức hủy diệt, tán loạn ở trên trời. Cùng lúc đó, vậy thật duyệt thân thể thay đổi, nghịch chuyển phương hướng mà chui, lại là muốn lại lần nữa phá vòng vây. Có thể lần này Trần Phi nhưng là có chuẩn bị, có chút tương tự cảnh tượng, một đám mây đóa ở đó chân duyệt nơi chạy trốn quỹ tích phía trước bỗng nhiên lúc này nổ tung. Kinh khủng tử tiêu khí tàn phá, chân duyệt bị lực lượng này oanh ho ra máu bạo bay ra ngoài. Mà bên kia, vậy tạo thành nhân trận cửu trọng thiên chiến trận ám ma các mấy người kể cả ám ma các chủ cùng nhau, trên mặt mỗi người khí huyết đều là tái nhợt, có thậm chí còn khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh hơn đứng không vững, rơi xuống đám mây. Hiển nhiên, người này trận cửu trọng thiên chiến trận tuy giao cho bọn họ nhỏ yếu nhất thiên vị chân quân cảnh cấp sức chiến đấu, có thể vậy lực phòng ngự. Vẫn còn là xa xa không đủ xem. Chân duyệt mới vừa ước chừng chẳng qua là một kích toàn lực, liền để cho bọn họ bị bại, thiếu chút nữa chết tại đây. Ngươi chớ quá mức, tránh ra, mà vậy bên kia, bị Trần Phi đánh bay ra ngoài chân duyệt, khóe miệng trào máu, cắn răng nghiến lợi, vô cùng dữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gầm nhẹ nói. Thời gian vượt qua càng nhanh, hắn cũng là càng ngày càng bất an. Chỉ cần Tần Cung có thể từ nơi này chạy ra ngoài, vậy ở bên ngoài càng không thể nào bị lão nhân kia ngăn lại. Chỉ cần là không ngăn được, lão nhân kia lại trở lại tới, hắn thì xong rồi. Ngươi để cho một mình hắn như thế nào đối mặt ba cái tiểu thiên vị chân quân cảnh cấp sức chiến đấu? Đó không phải là hẳn phải chết sao? Bây giờ nói những thứ này chưa thấy được chậm, ta để cho ngươi đi, ta tình cảnh làm thế nào? Trần Phi trên mặt giống vậy hiện đầy lạnh lùng, muốn để lại đối phương. Người này còn có vậy chạy trốn Tần Cung đều biết hắn cướp đi niết bàn ao máu, tin tức nếu như truyền đi, hắn làm sao có thể không được là đối tượng đả kích. Mà nếu là nói như vậy, liền thật phiền toái.
hắn tự nhiên không muốn thấy một màn này phát sinh. Giết, Chân Duyệt răng cũng sắp cắn đứt, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trên dưới lại là tràn ra tia máu, rồi sau đó lập tức phảng phất là có vô số gió lốc lớn, sấm sét hóa là các loại hung thú công kích đi ra ngoài, chìm ngập hướng Trần Phi. Mà đây Chân Duyệt hoàn toàn là đẫm máu, liều mạng thủ đoạn, cũng là làm Trần Phi đều có chút sắc mặt kinh biến, chiêu không ngăn được. Suy, suy, kinh khủng lực lượng tấn công tới, từ trên người hắn đè qua, thổi phù một tiếng Trần Phi trong miệng trực tiếp là phun ra loãng huyết dịch màu vàng, làm vậy trong hư không không khí đều bắt đầu thiêu cháy. Coi như đây là trào máu, vậy hình như là kích thích ra liền Trần Phi trong xương hung tính, gầm nhẹ một tiếng, trong tay nơi cầm chuôi này màu tím kim kiếm quang nghịch chuyển chém ra, xuyên thấu hết thảy, hướng vậy thật duyệt nhào tới. Nhất thời bầu trời này trong tràn ra rung động lòng người đụng nhau, đầy trời đều là mang theo hủy diệt lực phương hoa, rất đáng sợ. Rất hiển nhiên, toàn lực động thủ dưới, Trần Phi cùng vậy thật duyệt thực lực cơ hồ cho nên nói là có cùng một tầng thứ, không hơn không kém. Bất quá, theo vậy thời gian dần dần đổi rời, trong lòng càng hốt hoảng theo bất an Chân Duyệt cuối cùng là dẫn đầu rối loạn trận cước, hư không run lên, vô hạ kiếm ý hạ xuống, một kiếm oai lại trực tiếp là ở trước ngực hắn mở ra cái thật dài miệng máu, sâu thấy tới xương, máu tươi đầm đìa. Chân Duyệt ánh mắt co rúm một cái, nhịn được đau nhức, ánh mắt dữ tợn, âm ngoan quét mắt Trần Phi, trong ánh mắt kia cuồng liệt uy nghiêm vẻ dần dần đổi được vô biên nồng nặc lên. Hắn nhìn Trần Phi mặt đầy đều là sát khí, uy nghiêm vô cùng nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra. Hiu, 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 đáp lại hắn nhưng chỉ là mấy trăm đạo vô cùng băng lãnh kiếm mang, xuyên thủng vân không, xé bỏ thiên khung, để cho Chân Duyệt ánh mắt hung hăng rụt một cái, rồi sau đó cặp mắt tràn ra vô tận lạnh lẽo ngọc đá cùng vỡ ý. Phịch, đỏ thắm, mang nổi loạn sấm gió khí, ngưng tụ thành một cái bàn tay đem vậy tới đánh mấy trăm đạo kiếm quang mất đi. Rồi sau đó cái này cái bàn tay trực tiếp là ở Trần Phi co giúp lại con ngươi chính giữa, hung hãn vỗ vào hắn trên mình, đem hắn vỗ vào khắp nơi. Hống, ầm ầm ầm. Sau đó cuồng liệt tử tiêu khí phóng lên cao, đem vậy chập chờn phá hủy, có thể coi là như vậy, lại xem Trần Phi lúc này hình dáng, vậy vẫn là thê thảm không thiếu. Một cánh tay tấc nứt từng khúc nứt ra, xương cốt bể tan tành, máu tươi đầm đìa, nhìn như thiếu chút xíu nữa cũng sẽ bị mau hủy diệt. Bất quá hắn bây giờ thân xác dẫu sao là đạt tới, pháp bảo cấp, hơn nữa vậy niết bàn ao máu tẩy rửa, chỉ cần là không bị hoàn toàn hủy diệt, như vậy tổn thương, muốn khôi phục vậy vẫn là rất đơn giản. Một khắc sau, liền gặp vậy Trần Phi bể tan tành cánh tay một hồi máu thịt ngoạ nguậy, chốc lát gian liền khôi phục lại liền hoàn hảo mới tinh dáng vẻ. Bất quá lúc này Trần Phi trên mặt màu máu vẫn là tái nhợt vậy không thiếu, giống như là hao tổn to lớn. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy thật duyệt trên mặt vặn vẹo, dữ tợn không khỏi là đổi được sâu hơn một ít. Nhãi con ngươi nhớ, đây là ngươi ép ta. Một giây kế tiếp, liền gặp vậy thật duyệt trong miệng khạc ra thanh âm lạnh như băng, đâm vào Trần Phi trong lòng. Nhất thời, Trần Phi mặt liền biến sắc, cảm nhận được nồng nặc bất an. Nhưng rõ ràng, hắn bây giờ đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Không thể lui về sau. Chiến mà thôi, ta Trần Phi phụng bồi. Nhưng lúc này hắn cũng coi là có chút đánh ra chân hỏa, cho nên biết rõ đối phương chỉ sợ là phải xuất ra tuyệt mệnh đè đáy dương thủ đoạn đối phó hắn, hắn cũng không sợ, lạnh lùng nói. Đây là ngươi nói, chết đừng trách ta. Chân Duyệt cặp mắt âm trầm, tràn đầy hừng hực lạnh lùng sắc bén, một khắc sau, liền cảm nhận được hắn bên trong thân thể là hiện ra làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức nguy hiểm. Hắn thân thể dần dần lơ lửng, sau lưng từng tia huyết dịch chảy ra. Hình thành một đoàn cổ xưa sấm gió hai sắc quang văn hình vẽ, thâm thúy vô cùng. Mà hắn thân thể, cũng là ở huyết dịch này lưu động chính giữa, dần dần khô héo đứng lên. Làm Trần Phi không nhịn được ánh mắt mãnh co giúp một cái. Đốt sinh mạng, đây là đốt sinh mạng cấm thuật. Thấy một màn này, vậy ám ma các người cũng là không nhịn được phát ra xôn xao thanh âm, mặt đầy sợ hãi. Một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả đều cần đốt sinh mạng. Mới có thể thả ra thủ đoạn, cấm thuật, là sẽ có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào, còn cần nghi ngờ sao? Nhãi con, nói thật, hôm nay ngươi có thể để cho ta dùng lớn nửa cái mạng trấn giết ngươi, ngươi coi như thua, vậy cũng không oan. Chân Duyệt uy nghiêm, dư tợn tiếng gầm nhỏ tại ngày đó không trung vang lên, làm người ta lại là không nhịn được toàn thân phát rét, rợn cả tóc gáy.
mà đang ở như vậy tiếp theo một cái chớp mắt gian, phảng phất là có một cái hiện đầy hủy diệt sấm sét sông dài, trường hợp lên đan vào mênh mông gió lốc lớn, xé thiên khung, từ lồng ngực hắn bên trong gào thét ra, xuyên qua đúng cái thiên địa, thoáng chốc gian, tất cả mọi người cương tại chỗ, một mảnh ngừng. Cùng lúc đó, vậy thật duyệt hơi có vẻ vặn vẹo cười gần tiếng, cũng là vang khắp ở giữa đất trời này. Cấm thuật, cổ sấm sét biển diệt thương khung. Chết tiếng gầm nhỏ, vô tận lao nhanh cổ xưa sấm sét chảy dài, còn có vậy chiếm cứ ở trên trời xé bỏ hết thảy gió lốc lớn, hết thảy các thứ này, tạo thành lực lượng, bị chân quân cảnh nhân vật đều gọi chi là cấm thuật tồn tại. Lúc này triển lộ ra răng nanh đúng là quá kinh khủng. Đó là làm người không cách nào hình dung nghẹt thở, không cách nào hình dung khủng bố. Xa xa, ám ma các người quang là xa xa gặp kinh khủng này cấm thuật dư âm, liền giống như là như bị đòn nghiêm trọng, đẫm máu rơi xuống hạ bầu trời, thân thể cũng giống như là sắp vỡ vụn ra. Khủng bố đến nơi này dạng đến nước. Mà bọn họ chỉ thì ở vào thần uy bên bờ, là được như vậy, lúc này thuộc về cái này hủy diệt chập chờn chính giữa, bị lực lượng kia vững vàng phong tỏa lại Trần Phi, hắn lúc này nơi đang gặp uy áp là có kinh khủng dường nào, không cần nói cũng biết. Phịch, cuồn cuộn cổ sấm sét biển lao nhanh xuống, coi như là Trần Phi, mạnh yếu hắn vậy pháp bảo cấp thân xác, lúc này cũng là hoàn toàn nổ tung mở, đẫm máu vân không, nhiễm đỏ vậy một mảnh. Thật là mạnh, hắn sắc mặt cứng ngắc, thở một hơi thật dài, nhưng mà còn không chờ đến hắn có thở dốc thời gian, vậy một lượng lại là kinh người hủy diệt sấm sét, đẫm máu gió lốc lớn lực lại không nghèo vô tận chìm ngập xuống. Làm hắn đặt mình vào hủy diệt chính giữa, mau phải chết. Cái này dẫu sao là đối phương đánh bạc đi lớn nửa cái mạng làm ra cấm thuật, hắn đáng sợ trình độ chỉ sợ là chính thanh đạo quân cũng được tạm lánh kỳ phong, mà bây giờ, hắn đã là bị cuốn vào, có nhiều nguy hiểm, có thể gặp một ban. Mà ở nguy hiểm như vậy dưới trạng huống, Trần Phi thở một hơi thật dài, vậy rõ ràng phải được cầm ra tất cả thủ đoạn chống đỡ, nếu không, hôm nay sợ rằng hắn phải đem mệnh lưu lại nơi này, đó mới oan uổng. Hô hô! Một cái ngọc màu trắng hàng dài vào lúc này từ hắn trong miệng phun ra, chói mắt gian nghênh gió lớn lên, đem hắn cả người trừ ụp lên bên trong. Là vậy bát cung huyền tháp, rồi sau đó cơ hồ ngay lập tức thời gian, vậy cổ sấm sét biển tràn ngập vô tận hủy diệt che mất mảnh khu vực kia, bát cung huyền tháp nổ bắn ra nhức mắt ngọc quang, còn là khó địch cái này cấm thuật khủng bố, tắc tắc dạn nứt, trực tiếp sau đó, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành hư vô. Bát cung huyền tháp, hư hại. Trần Phi đứng ở đó ngay lập tức vỡ nát bát cung huyền tháp ánh sáng chính giữa, lại đang bị bốn phía giữa trời đất hào hùng hủy diệt lực bao phủ. Bao la sấm sét xé bỏ trước hắn thân xác, gió lốc lớn giống như là muốn đem hắn linh hồn thổi tắt, vô cùng lạnh. Bất quá lúc này, trên người hắn cũng đã là phủ thêm một tầng vừa dày vừa nặng màu tím kim khôi giáp, tràn đầy bất hủ sáng bóng, cùng vậy lực lượng hủy diệt đối kháng kịch liệt. Là vậy từ tiêu tài quyết chân công chính giữa bí thuật bất diệt khôi giáp. Hủy diệt lực lượng, như thủy triều vô cùng vô tận đánh thẳng vào bất diệt khôi giáp, đem phá hủy vặn vẹo, rách dưới, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không thể đem hoàn toàn hủy diệt. Mà cũng chính là liều mạng cái này không tú khôi giáp lực phòng ngự, Trần Phi cuối cùng là cứng rắn sinh gài bẫy xuống. Chống được lực lượng kia tiêu tán. Cái gì, xa xa, ám ma các người rung động há to miệng, giống như là khó tin trước mắt một màn này chân thực tính. Kinh khủng như vậy cấm thuật, Trần Phi hắn. Lại có thể thật sự là khiêng xuống, không có chết. Cái này không thể nào. Ho khan, hụ hụ hụ. Vậy thật duyệt lại là tâm trạng mất đi khống chế, không cách nào tiếp nhận một màn này, con mắt sắp nứt, hắn đánh bạc đi lớn nửa cái mạng cấm thuật, lại có thể không có thể giết chết đối phương, Trần Phi, lại là vác xuống. Mà lại xem lúc này Trần Phi, trên thân thể hiện đầy kinh người vết thương, không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Liền vậy không diệt khôi giáp đều là bể tan tành tới không thấy rõ ban đầu diện mạo. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đối phương kinh khủng này sát chiêu hắn vẫn là khiêng xuống, hơn nữa, hắn lúc này còn có để lại chút dư lực. Ho khan, hụ hụ hụ, xem ra, là ta thắng. Ho khan, Trần Phi ho ra máu nhìn đối phương, khóe miệng nhưng là buộc vòng quanh sợ hãi nụ cười, không nghĩ tới hôm nay, hắn lại có thể cũng là có thể chiến thắng một tôn tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Đây đối với hắn mà nói, nhưng mà bước thời đại ý nghĩa bất đồng. Tiến bộ to lớn. Trần Duyệt yếu ớt ngẩng đầu lên, cách không ánh mắt lạnh lẽo, giữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi, hắn đích xác là thua,
hắn bây giờ, là đã hoàn toàn mất đi lại đấu nữa khí lực. Nhưng những thứ khác, tự sát vẫn có thể được. Một tiếng rên, hắn trong đan điền vị trí, thức hải kể cả thần hồn cùng chung nổ tung, tại ngày đó không chung vỡ nát tại không. Cùng lúc đó, một đạo ác độc nguyền rủa cũng là ở cuối cùng này ngay tức thì vang tới. Nhãi con, ta chờ ngươi xuống cùng ta, có người sẽ thay ta báo thù, ngươi chờ đó. Một món hắc khí, vèo một tiếng bắn về phía Trần Phi thân thể, không có vào trong đó không tìm được tung tích, làm Trần Phi hơi biến sắc mặt. Thế nhưng Trần Duyệt đích xác là chết. Một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, lần này còn không phải là mượn những người khác lực lượng, là hắn một thân một mình, đem giết. Vậy vân không chính giữa, chỉ còn lại một mình hắn ngạo đứng ở đó, là hắn, Trần Phi. Các chủ ta không mắt chứ. Hắn mới vừa rồi thật giết cái tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Xa xa, ám ma các nhóm cao thủ nhìn Trần Phi hình bóng, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm giác có chút không chân thật. Trần Duyệt mặc dù là tự sát, có thể cái này cùng bị Trần Phi giết vậy không việc gì khác biệt. Bởi vì hắn trước như vậy yếu ớt trạng thái, liền bọn họ cũng giết, huống chi Trần Phi. Mà càng như vậy, ép một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng tự vận nơi này, một màn này mang đến chấn hám tính, thì càng làm bọn họ trong lòng tim không nhịn được phốc đông cuồng loạn. Dẫu sao đếm tháng trước, thành U Lang trận chiến ấy nếu không phải ngang trời xuất thế cái đại trận sư, Trần Phi chết sớm, liền ở tiểu thiên vị vậy chờ tích chữ ở trong tay giấy dụa tư cách cũng không có, nhưng hôm nay đâu. Nhưng hôm nay ước chừng chẳng qua là không tới mấy cái tháng thời gian, cái này như trời như biển như vực sâu vậy to lớn khác xa chênh lệch, lại là bị Trần Phi một lực ma bình. Trần Phi, hắn dùng mình lực lượng, chém một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh. Loài người này, thật là có chút quá kinh khủng. Ám ma các chủ nghe vậy lắc đầu cười khổ cười, sắc mặt tái nhợt quả đấm nắm chặt, hắn đương nhiên biết rõ chém tiểu thiên vị tồn tại, đây là ý vị như thế nào. Hơn nữa vậy đối phương vậy rõ ràng không phải thông thường tiểu thiên vị nhân vật, Trần Phi có thể chém hắn, ý nghĩa từ nay về sau, hắn đối mặt thế giới đem cùng hắn cái này yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp nhất lưu, là có khác biệt một trời, khủng bố đến mức tận cùng. Mà nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh, càng ngày càng gần, làm dung mạo, thân thể càng rõ ràng sau đó, không ra ngoài dự liệu, chính là trước truy đuổi đánh ra chính thanh đạo quân Liễu Chính Thanh. Nhưng lúc này, hắn sắc mặt lại âm trầm được có thể, hiển nhiên, hắn đối với tần cung đuổi giết tựa hồ là thất bại. Vèo, một giây kế tiếp liền gặp thân hình rơi xuống chiến trường chính giữa, khoảng cách Trần Phi không tới mấy trăm mét vị trí, ở thấy Trần Phi lúc này bộ dáng chật vật, hơi ngớ ngẩn, hỏi, ngoài ra tên kia đâu? Vậy chạy. Ở hắn xem ra, Trần Phi nếu là bị nặng như vậy tổn thương, vậy khẳng định hẳn là còn lại người kia cũng chạy, bỏ ra một ít giá phải trả. Bất quá cái này cũng rất bình thường, chân quân cảnh cũng không phải là chân nhân cảnh vậy loại con kiến hôi, tùy tùy tiện tiện có thể đi tới bước này người, ai là đơn giản mặt hàng. Muốn giết chết người như vậy, khó khăn, rất khó, đặc biệt khó khăn. Cho nên đối với vậy một người khác thoát thân, hắn không hề cảm giác có cái gì kỳ quái. Có thể nghe nói Trần Phi trên mặt thần sắc nhưng cổ quái chân mày dương lên, câu miệng, tự hào cười một cái, nói, vậy người chết rồi. Thi thể sẽ ở đó. Hắn đưa tay chỉ Trần Duyệt tự vận vị trí. Chết, nghe chính thanh đạo quân sắc mặt lập tức sửng sốt, rồi sau đó đổi được đặc biệt xuất sắc, thậm chí theo Trần Phi ngón tay phương hướng nhìn sang ánh mắt đều có chút ngây ngần. Chết thật, rồi sau đó, ở gặp được Trần Duyệt tự vận cỗ thi thể kia, trên mặt hắn thần sắc lại là chỉ có thể dùng xuất sắc để hình dung, dẫu sao hắn đuổi theo giết người, bây giờ đối phương cũng chạy, mà Trần Phi bên này. Người nhưng lại có thể bị hắn giết đi. Người thằng nhóc này thật đúng là một quái vật. Rồi sau đó liền gặp chính thanh đạo quân lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi thở dài nói, có thể lấy chân nhân cảnh tu vi chém chết chân quân cảnh nhân vật yêu nghiệt, thiên tài, ta không phải không gặp qua, có thể giống như là ngươi loại này ở chân nhân cảnh tứ trọng thiên là có thể hoàn thành như vậy đi đầu quái vật, ta quả thực vẫn là lần đầu tiên gặp. Dẫu sao hắn nhưng mà biết Trần Phi chân chính tu vi chân thực, có thể lấy chân nhân cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, chém ngược tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại, đây cơ hồ là có thể tưởng tượng được tương lai thằng nhóc này có thể có bao nhiêu chói mắt, biết bao sáng chói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không chết. Vậy vẫn là nhờ có tiền bối ngài tác thành, nếu không, ta cũng không có ngày hôm nay. Bỏ mặc nói thế nào, vẫn là đa tạ. Trần Phi cười một tiếng,
giơ tay lên nói cảm ơn. Tuy nói hắn và chính thanh đạo quân giữ hợp tác chính là một đổi trác, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể chối, không đối phương, sợ rằng hắn vậy không lấy được niết bàn ao máu, chớ nói chi là giống như hôm nay như vậy, có thể chém ngược tiểu thiên vị tồn tại. Hết thảy các thứ này, đủ để Trần Phi nói một cái cảm ơn chữ. Làm không nổi, thôi, không nói những thứ này. Tên kia bị ta đuổi tới tu chân giới cửa vào, nhưng vẫn bị hắn cướp trước một bước tiến vào truyền tống trận, nổ bên kia lối ra, chạy, như vậy, người sau đó chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Dẫu sao hắn biết niết bàn ao máu là ngươi cầm đi. Chính thanh đạo quân lắc đầu một cái, lại nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thôi, đi một bước xem một bước đi. Trần Phi lắc đầu cười khổ nói. Tuy nói hắn bây giờ có thể giết chết tiểu thiên vị chân quân cảnh thực lực, nhưng đối với bên trong vực vậy chờ người ngoài mà nói, vẫn là chỉ con kiến nhỏ không đáng kể. Cho nên hắn bây giờ lo lắng nhất Tần Cung đem trong chuyện này báo cho Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông. Cái này Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông tuy không phải bên trong vực nửa đoạn sau năm đại tông môn cái loại đó cấp bậc thiên cổ đại giáo thánh địa, khá vậy theo thần tông là một cái trọng lượng cấp, nếu là bị bọn họ theo dõi, nhất định là phiền toái ngút trời. Đi một bước xem một bước, chính thanh đạo quân liếc nhìn Trần Phi, đột nhiên hỏi, nếu không ngươi và ta đi bên trong vực chứ? Ta có cái bạn tốt chí giao 300 năm trước chính là Thiên Kình Điện Luật Hình Đường phó thủ tọa, ta chuẩn bị dẫn người đi đầu dựa vào hắn. Nếu như gia nhập Thiên Kình Điện, một cái Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Thiên Kình Điện, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, biết cái này Thiên Kình Điện là bên trong vực nửa đoạn sau. Có tới thiên vị cổ vương, cấp lão tổ chấn giữ, xa so cái gì đó Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông lợi hại nhiều lắm. Nếu là có thể gia nhập cái này nhóm thế lực, quả thật, vậy Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông cũng không đủ lo lắng. Nhưng ý niệm như vậy cũng chỉ là ở Trần Phi trong đầu vòng vo chuyển, liền bị hắn ném sang một bên, lắc đầu nói, nếu là có người muốn đánh trong cơ thể ta phượng máu chú ý, nguyên lai là Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông, hoặc giả là Thiên Kình Điện, sợ rằng đều giống nhau. Vẫn là được rồi, ta tự mình một người vậy tiêu giao tự tại thói quen, thật nếu để cho ta gia nhập tông môn, bị người quản, ngược lại là không được tự nhiên. Nghe chính thanh đạo quân hơi ngẩn ra, rồi sau đó chân mày cau lại, nói, ngược lại cũng là. Cái này niết bàn ao máu mặc dù bây giờ bị ngươi luyện hóa, có thể tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, ngươi thân thể này là được là một kiện không thua gì với niết bàn ao máu bao nhiêu bảo vật. Nếu là có nhân vật lớn để mắt tới ngươi. Đem người bắt giữ, luyện hóa người thân xác, vậy phượng máu sợ rằng cũng còn có thể là lại bị luyện ra. Trừ phi ngươi đã đem hắn hoàn toàn thu nạp. Cho nên cái này Thiên Kình Điện ta là càng đi không được. Tần Cung trăm phương ngàn kế 300 năm, chôn giấu tư tâm, giấu giếm không báo, vậy Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông nếu như biết chuyện này, trước nhất không tha cho sợ rằng vẫn là hắn. Một điểm này, hắn không thể nào không suy nghĩ. Trần Phi sửa lại một chút mạch lạc. Phát hiện tình huống thật giống như không hắn trước muốn được như vậy gay gâu. Là đạo lý này, vậy đã như vậy, chúng ta liền lúc này từ biệt đi. Người tương lai nếu như muốn tìm ta thực hiện hai người đó tình, liền đem điều này bóp vỡ. Chính thanh đạo quân cầm ra một đen một trắng hai quả ngọc phù, nói, đây là ta đặc chế ngọc phù, người bình thường bắt trước không được. Dĩ nhiên bắt trước đồ chơi này vậy không có ý nghĩa gì. Màu đen người giữ lại. Màu trắng chỉ cần đem bóp vỡ, ta liền có thể biết, vậy sẽ lập tức lên đường đến tìm ngươi. Đa tạ tiền bối, Trần Phi nhận vậy một đen một trắng hai quả ngọc phù. Gật đầu nói, tạm biệt, chính thanh đạo quân cũng là quả quyết người. Nói xong, xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, đem vậy một đen một trắng hai quả ngọc phù thu vào trong ngực, lúc này mới xoay người. Hướng vậy cách đó không xa không dám tới gần ám ma các người giơ tay lên cười nói, chư vị, gần nhất bước nói chuyện chứ. Vậy ám ma các người nhìn nhau một cái, lúc này mới hướng Trần Phi đến gần. Trần phủ chủ, lần này, liền vậy ám ma các chủ cũng là đối Trần Phi trịnh trọng thi lễ một cái. Trần Phi có thể giết vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, đủ để nắm trong tay bọn họ đại quyền sanh sát. Như vậy lực lượng, làm bọn họ không thể không phục. Chuyện lần này mà, vẫn là may mà chư vị, ta trước đòi hỏi của các ngươi cam kết, bây giờ hữu hiệu như cũ, ám ma các chủ ngươi nửa năm hoặc là một năm sau đến tìm ta, ta giúp ngươi đánh vào cấp 4 yêu vương cảnh. Trần Phi cười nói, thật, ám ma các chủ hô hấp bỗng nhiên đông lại một cái,
liền vậy còn lại mọi người cũng là cặp mắt kích động ra kinh người vui mừng, kích động không thôi. Cùng cấp yêu tu vốn là so tộc người tu sĩ lợi hại hơn, cho nên bọn họ các chủ như có thể đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, chỉ sợ cũng coi như là trước bị Trần Phi giết chết chân quân cảnh nhân vật, tất cả đều là có thể không giả dối. Cứ như vậy, bọn họ ám ma các thực lực, nội tình há chẳng phải là sẽ tăng nhiều. Mà nhưng vào lúc này, vậy ám ma các chủ thân thể cao lớn lại đột nhiên phịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, hướng Trần Phi, Trần phủ chủ, nếu như ngươi Minh Thần phủ không ngại, có bằng lòng tiếp nhận ta ám ma các đầu dựa vào. Các chủ, vậy những người khác đều sững sốt sững sờ, khiếp sợ nhìn ám ma các chủ, lại không một người phản đối. Ừ, Trần Phi cũng là ngớ ngẩn, chợt nhướng mày cười nói, các vị như để ý ta Minh Thần phủ, bọn ta từ làm quét dọn giường chiếu chào đón, hoan nghênh vô cùng. Tuy nói hắn hiện đã xưa không bằng nay, sức chiến đấu tăng lên gấp bội, có thể thủ hạ hắn dẫu sao là còn có một cục diện rối rắm muốn theo xem. Một phe thế lực như muốn hùng cứ long bàn, ngày càng đi lên, dựa hết vào hắn một người dĩ nhiên là không được, cho nên ám ma các chủ các người như nguyện ý gia nhập bọn họ Minh Thần phủ, hắn dĩ nhiên hoan nghênh vô cùng. Nghe vậy thấy vậy ám ma các chủ vẫn là quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhưng ở hướng sau lưng mọi người đưa đi ánh mắt, người sau, những cái kia ám ma các chư yêu ước chừng chẳng qua là trần chờ một chút, liền hô xì xì một mảnh quỳ xuống, trong miệng tề la lên. Gặp qua phủ chủ đại nhân. Từ Trần Phi kết thúc bí cảnh chính giữa hết thảy sau đó, còn dư lại thời gian liền hoàn toàn là dùng để bầu bạn mẹ hắn Lâm Linh, cùng với Apple. Bọn họ khắp nơi du sơn ngoạn thủy, du lịch nô đùa, chụp chung lưu niệm. Trần Phi tuy không nhắc tới mình gần đây hẳn thì phải lại lần nữa rời đi trái đất, trở lại tu chân giới, nhưng biết Tử Mạc Như như mẹ, Lâm Linh há có thể không biết mình nhi tử cái này khác thường bầu bạn, là bởi vì cái gì đâu. Cho nên gần phân nửa tháng sau một ngày ban đêm, Trần Phi mới vừa đem cái kế tiếp du lịch hành trình định đến gần Bắc Sơn nhà vị trí, Lâm Linh giống như là đoán được cái gì, cứng rắn xinh đem Trần Phi từ khách sạn trong phòng lôi đi ra. Thằng nhóc thúi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà gạt ta? Đem Trần Phi dẫn tới khách sạn tầng chót, đón ban đêm lay động lạnh gió, Lâm Linh hỏi. À, nào có, không có, ta sao có thể có chuyện gì dám gạt ngươi à, mụ, ngươi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút hốt hoảng giải thích. Phải không, Lâm Linh quét mắt, vượt đồ vượt hắc, Trần Phi, đảo cặp mắt trắng dã nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi lúc nào lại đi cái gì đó tu chân giới? Ách, cái này sao, cái này? Trần Phi nghe vậy trong lòng lột bột một chút, rồi sau đó không nhịn được cười khổ nhìn mẹ hắn, quả nhiên là mẹ ruột à, hắn điểm tâm tư này tương lừa gạt cũng không gạt được. Phỏng đoán, đại khái, ừ, ngày mai, ngày mốt chứ. Trần Phi chột dạ khu khu đầu, nói, hắn đây nếu là lại không nhúc nhích thân, sẽ phải không đuổi kịp võ thành sự kiện kia, cho nên hắn nhất định phải đi. Hơn nữa, bên trong vực còn có một thần tông chờ hắn đến cửa đây. Bùi Huyền Tình là hắn người phụ nữ, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không cách nào tiếp nhận người ngoài thông qua bất kỳ thủ đoạn đem bọn họ mở ra. Đây là làm một người đàn ông tôn nghiêm. Hơn nữa vậy chạy trốn Tần Cung, cũng vẫn là một rất trọng yếu tai họa ngầm. Không giống với bị hắn ép được từ ải chân duyệt, Tần Cung thực lực mạnh hơn. Lợi hại hơn, nếu như đơn độc gặp, hắn không gặp được liền là đối thủ của đối phương. Cho nên nói rốt cuộc vẫn là hắn thực lực không đủ. Hắn phải được trở nên mạnh mẽ, đổi được mạnh hơn mới được. Ngày mai ngày mốt, nhanh như vậy. Lâm Linh hơi biến sắc mặt, chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dặn dò, mụ biết ngươi bây giờ bản lãnh lớn, cho nên ta cũng không muốn xen vào nữa ngươi những thứ này, bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhớ, chú ý an toàn, miễn được ta lo lắng. Còn nữa, đi vào Apple cũng nói một chút đi, mặc dù nàng cũng có thể đoán được, nhưng từ ngươi trong miệng nói ra, cái này tính chất còn chưa như nhau. Cái này nhà đầu là cô nương tốt, đừng phụ lòng người ta. Ừ, ta biết mụ. Trần Phi nghe vậy cảm giác hẳn nói rõ, gật đầu một cái, liền gặp hắn đi tới Lâm Linh theo Apple ở trung gian phòng. Lão công ngươi làm sao tới? Apple kinh ngạc vui mừng nhào lên, hỏi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trần Phi có chút áy náy ôm Apple mềm mại thân thể, ánh mắt né tránh, chột dạ nói.